Lý Vân Tiêu nhìn thấu tâm tư của hắn, cười thầm nói, mặt tùy tâm sinh, nhìn ngươi ngốc cũng không phải bộ dáng hiền lành gì, hiện tại chắc chắn đang suy nghĩ mưu ma trước quỷ. Ánh mắt tinh thuần chớp động, suy tư một hồi mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu trở nên hiền lành, nói. Ngươi tên là gì? Lý Vân Tiêu nói. Tiểu nhân là Sa Vưu. Sa Vưu, cái tên rất nát, ngươi đi tới thuật thần điện đưa đan dược, sau khi trở về đi tới chỗ ta tìm ta có việc cần ngươi đi làm. Với tư cách thù lao, bổn tọa nguyện ý tìm cái tên thật êm tai cho ngươi. Tinh thuần đánh ấn ký lên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu im lặng, nói. Cái tên đúng là rất nát, điểm ấy ta đồng ý, nhưng mà lấy tên mới thì thôi đi. Sắc mặt tinh thuần trầm xuống, lạnh giọng nói. Như thế nào, người cảm thấy thù lao không tốt hay là không đủ? Lý Vân Tiêu. Hắn chỉ cảm thấy người trước mặt 10 phần đang hận, thật muốn một trưởng đánh chết hắn, nhưng nhịn xuống, nói. Không phải. Hừ, bổn tọa đọc đủ thứ thi thư, phần lớn người khác đi cầu ta. Ta còn mặc kệ. Tinh thuần lấy chỗ tốt đặt tên làm cho đối phương không hài lòng lắm, lại lấy một viên đan dược màu trắng ra, đưa lên, nói. Ăn nó. Lý Vân Tiêu đã giật mình, che miệng lại, nói. Đan dược sao có thể ăn bậy? Hắn nhìn thấy bên trong viên đan dược này có ma khí, bản thân đan dược lại không vấn đề, là linh đan bát giai gia tăng linh lực. Tinh thuần cười lạnh nói. Thật sự là không biết phân biệt. Bổn tọa đang cho ngươi chỗ tốt, thiệt thòi ngươi là đệ tử Tử Duệ trưởng lão, ngay cả linh đan bát giai cũng không nhận ra. Lý Vân Tiêu lấy đan dược nuốt vào, ma khí vừa vào trong người lập tức bị thân thể hấp thu, ngay cả phản ứng cũng không có. Tinh thuần thấy hắn ăn hết, lập tức cười tà dị, vỗ vai hắn nói. Đúng vậy, tranh thủ thời gian đi đưa đan dược đi, nếu đi muộn, sợ rằng Vũ Thần Đại Nhân mất hứng đấy, ha ha. Lý Vân Tiêu cũng cười hắc hắc hai tiếng, lại bay về hướng thuật thần điện. Tinh thuần trầm tư một hồi, lại lộ ra thần sắc giận dữ, lập tức hóa thành ma khí bay về hướng cũ. Lý Vân Tiêu đi một hồi thì nhìn thấy thuật thần điện, Vũ Thần Thân là phó hội trưởng, hắn ở trong thiên điện cách thuật thần điện không xa. Hắn vốn muốn làm ác một chút mà thôi, nhưng thấy thuật thần điện ngay trước mắt, đã đến nơi này, dứt khoát làm ác đến cùng. Ý niệm tới đây. Hắn lấy rất nhiều tài liệu trong chữ vật giới chỉ ra, ném vào trong Sơn Hà đỉnh trực tiếp luyện đan. Rất nhanh, 300 đan dược công hiệu mạnh ra đời, hắn làm tốt tất cả rồi bay tới thuật thần điện. Người nào, đứng lại. Ở thiên điện có thủ vệ ngăn cản Lý Vân Tiêu lại. Lý Vân Tiêu vội vàng lấy rơ đần dược ra, đưa lên, nói. Ta chính là tòa hạ đệ tử của tinh thuần trưởng lão, đặc biệt đưa đan dược tới cho Vũ Thần Đại Nhân. Tinh thuần trưởng lão, đưa đan dược. Ánh mắt thủ vệ ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào bình đan dược, nói. Đan dược gì? Cái này. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ làm khó, nói. Cái này. Ấp úng, hẳn là trong lòng có quỷ. Thủ vệ kia cảnh giác, trực tiếp cướp đan dược trong tay Lý Vân Tiêu, mở ra quan sát. A, Lý Vân Tiêu thất kinh, thất thanh nói. Đan này là tuyệt mật. Không thể cho người ngoài xem. Thủ vệ cũng có cơ sở thuật đạo, đặt bên mũi ngửi vài hơi, lập tức lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nói. Cái này, đan này. Ai nha, bị ngươi phát hiện rồi. Lý Vân Tiêu vội la lên. Dù sao ăn vào sẽ rất lợi hại, là Vũ Thần Đại Nhân xin nhờ tinh thuần trưởng lão làm ra, các ngươi ngàn vạn phải giữ bí mật, van cầu nhị vị, nếu không ta sẽ bị Vũ Thần trưởng lão lột ra. Cái này. Hai gã thủ vệ đều sửng sốt, sau khi ngây ngốc thời gian ngắn, nhìn qua nhau, đều nhìn thấy thần sắc cổ quái trong mắt đối phương. Trong đó một gã thủ vệ nói, yên tâm đi, việc này chúng ta sẽ không nói ra, ngươi cũng ngàn vạn không được nói lung tung. Đặc biệt là chuyện này, xem như tư tật của Vũ Thần Đại Nhân, nói lung tung là người chết. Lý Vân Tiêu vội nói, nhất định, một tên thủ vệ khác gật đầu, nói. Vũ Thần Đại Nhân giờ phút này không ở trong điện, viên thuốc này chúng ta nhận thay, đợi tí nữa trở về sẽ giao cho Đại Nhân. Lý Vân Tiêu chắp tay nói. Vậy xin nhờ. Hắn hóa thành độn quang bay thẳng về phía tinh thuần. Vốn bản thân hắn cũng không có hứng thú gì với tinh thuần, nhưng mà ma công của người này làm cho hắn hiếu kỳ. Nửa chung trà sau, hắn xuất hiện ở trước cửa tiểu viện, lập tức gõ cửa. Thần thức Lý Vân Tiêu quét qua.
cả nội viện yên ắn, chỉ có khí tức của một người, hắn nhíu mày. Mỗi trưởng lão hóa thần hải đều được phân phối hai tỷ nữ và vài người hầu, tuy cũng có trưởng lão ưa thích cô đơn một mình, nhưng bao nhiêu cũng sẽ mang theo một tên thu thập phòng và một người hầu trong sân nhỏ, mà tinh thuần hoàn toàn là một người. Người đã trở lại. Một đạo bóng đen chớp động, tinh thuần hiện ra trước mặt hắn, theo dõi hắn một phen, phát hiện tốc độ của hắn quá nhanh. Kỳ thật Lý Vân Tiêu đã tận lực kéo dài thời gian, hắn nói. Đại nhân có việc, ta không thể không dốc sức chạy tới đây. Tinh thuần cười hắc hắc, nói. Đúng vậy, tiểu tử ngươi rất cơ linh, vào đi. Lý Vân Tiêu tiến vào sân nhỏ, phát hiện có chút cũ nát, dường như không có người quản lý. Đại nhân sao không tìm một người hầu? Tinh thuần xoay người lại, hàn quang lóe lên trong mắt, nhe răng cười nói. Ngươi muốn biết nguyên nhân? Lý Vân Tiêu giả bộ như sợ hãi, nói. Không phải là bị đại nhân giết rồi chứ? Ha ha, tiểu tử ngươi rất thông minh nha. Tinh thuần cười ha hả, lập tức phất tay áo một cái, cả hoàn cảnh chung quanh biến đổi, hai người xuất hiện trên võ trường, trên mặt đất là không ít hài cốt rơi lả tả. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Đại nhân, làm cái gì vậy? Tinh thuần hừ lạnh nói. Trung thực nói với ngươi, nói cho ngươi hay, bổn tọa tu luyện ma công nên không vui, cần ngươi làm thuốc hóa giải lệ khí của ta. Hắn vừa nói xong, trên người hắn sinh ra một tầng sương mù màu trắng, chậm rãi hóa thành mãnh thú dương nanh múa vuốt trên không trung. Gương mặt tinh thuần trở nên vặn vẹo, mãnh thú độc nhất vô nhị, đại lượng ma khí lan tràn sôi trào trên làn da của hắn. Đây là, tỏa hỏa nhập ma. Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, hắn nhìn ra đối phương đã tẩu hỏa nhập ma, bản tính mất phương hướng, lúc này mới trở nên hung tàn thô bạo như vây. Ma công nguy hiểm khó luyện như vậy, vì sao đại nhân phải bí quá hóa liều chứ? Lý Vân Tiêu thở dài nói, nhìn qua xương khô đầy đất, nói. Những người này là người hầu tỳ nữ của ngươi a, tất cả đều bị ngươi dùng phát tiết lệ khí. Tinh thuần cười dữ tợn, nói. Ha ha, người quả nhiên cơ linh, hơn nữa đủ dũng cảm, sắp chết đến nơi còn bình tĩnh như vậy. Không tệ, những người này là bị ta dùng phát tiết lệ khí, bọn họ là tính mạng hèn mọn, có thể chết vì niềm vui của ta, như vậy là chết có ý nghĩa. Lý Vân Tiêu nói, vậy kế tiếp đại nhân cũng muốn dùng ta giải trí sao? Tuy tinh thuần đã nhập ma, nhưng cũng không ngốc, xem bộ dáng Lý Vân Tiêu bình tĩnh như vậy thì phát hiện không đúng. Người rốt cuộc là ai? Lý Vân Tiêu nói, ta là ai cũng không trọng yếu, đại nhân muốn phát tiết lệ khí, ta cũng có biện pháp tốt. Trên người của ta vừa vặn mang theo 12 khôi lỗi, có thể chơi đùa với đại nhân. Khôi lỗi? Tinh thuần lại do dự, trong cả hóa thần hải, chơi khôi lỗi cũng chỉ có Tử Duệ và vài tên đệ tử của hắn, chẳng lẽ người này thật sự là đệ tử Tử Duệ? Chỉ là biểu hiện quá mức bình tĩnh rồi. Lý Vân Tiêu vung tay lên, một tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức 12 đạo kim quang bay ra ngoài, rơi vào chung quanh đấu võ trường, xếp thành hình tròn, vây tròn chung qua. Hắn sau khi ra khỏi chỗ của Tử Duệ, vốn tự muốn tìm đấu võ trường diễn luyện lục đinh lục giáp, vừa vặn bây giờ có bia ngắm sống. Ánh mắt tinh thuần trầm xuống, 12 khôi lỗi bé như nắm tay, sau khi được Lý Vân Tiêu thi triển ấn quyết thì hóa thành hình người cao lớn. Nhưng mà ánh mắt ngây ngốc, gương mặt miêu tả đơn giản, giống như thứ phẩm của học đồ. Ha ha ha, tinh thuần cười như điên, hắn cơ bản đã xác định Lý Vân Tiêu chính là đệ tử Tử Duệ, nói. Nếu là khôi lỗi do sư phụ ngươi làm ra, có lẽ còn có thể chơi đùa với bổn tọa một phen, về phần rác rưởi do người làm, ngay cả làm trang trí cũng không đủ tư cách, ném mặt mũi của sư phụ ngươi rồi. Giống, thân thể tinh thuần sinh ra tiếng hét như dã thú, lệ khí trong lòng hắn phóng thích ra ngoài. Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết thật nhanh. 12 khôi lỗi dường như có biến hóa, cũng vươn tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức hào quang kết giới hiển hiện ra ngoài, kết nối 12 người thủ ấn, cả đấu võ trường xoát hiện tinh quang sáng ngời. Cái gì? Tinh thuần cả kinh, có phần không dám tin tưởng, nhưng cũng không lo lắng, chỉ cười lạnh nói. Khó trách bình tĩnh như vậy, quả nhiên có chút môn đạo, có thể chơi đùa với bổn tọa. Thân ảnh của hắn lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc xuất hiện trước một khôi lỗi của Lý Vân Tiêu, giơ tay vỗ xuống. Ma khí và lệ khí không ngừng đảo qua bàn tay, giống như tầng tầng mây đen đánh thẳng xuống. Đồng tử Lý Vân Tiêu chấn động, tốc độ thi triển ấn quyết cũng nhanh,
hắn đã có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong khôi lỗi, nhưng lại không thể nào thi triển ra. Uy áp của tinh thuần giáng xuống, khôi lỗi dường như khó có thể thừa nhận, gương mặt xuất hiện dấu vết rạn nứt, lập tức bong ra từng mảng. Cái gì? Lý Vân Tiêu đã giật mình, hoảng sợ trợn mắt nhìn qua, chỉ thấy nơi bong da trắng như son, chậm rãi thể hiện ra dung nhan tinh mỹ. Toàn bộ thân ngoài bong chóc ra, thể hiện ra một nam tử tuấn mỹ phi phàm, khí vũ hiên ngang, hai mắt khảm nạm bảo thạch lóe sáng như sao trời, hàn quang lạnh như băng, khóe miệng dường như mang theo nụ cười trào phúng, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Không chỉ có Lý Vân Tiêu là giật mình, tinh thuần hít khí lạnh, chỉ cảm thấy lực lượng như hồng hoang mãnh thú tát thẳng vào mặt. Mỹ nam khôi lỗi trước mặt mang lại lực chấn nhiếp thật lớn với hắn, trực tiếp bắn vào nội tâm hắn, hắn có cảm giác như hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm vào, nửa chân bước vào quỷ môn quan. Sợ hãi tử vong chạy lên não, làm cho tinh thuần từ trạng thái tẩu hỏa nhập ma thanh tỉnh một chút, đầu óc thanh minh, nguyên khí trong đan điền sôi trào, hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh chóng, lập tức công kích khôi lỗi. Ấn quyết trong tay khôi lỗi vô cùng đơn giản, chỉ biến ảo ba lượt sau đó xuất hiện khe hở. Bành! Lực lượng khổng lồ nổ tung, dường như cũng không có mạnh như tinh thuần sợ hãi, giống như đánh lên vách sắt, cả đấu võ trường xuất hiện hào quang cực lớn đánh hắn bay ngược trở về. Lý Vân Tiêu có diệu pháp linh cho nên nhìn quá trình rất rõ ràng, khôi lỗi kết ấn vốn là chỉ là phòng ngự, cũng không có động tác công kích, tinh thuần là bị lực lượng của mình đánh trở về. Mà ấn ký khôi lỗi xuất hiện, 11 khôi lỗi khá cũng biến hóa thủ ấn, lực lượng kết giới ngưng tụ tới, dũng mãnh rót vào trong Mỹ Nam khôi lỗi. Nội tâm Lý Vân Tiêu thất kinh, 12 khôi lỗi ăn ý như nhất thể, có thể dùng lực lượng nhỏ nhất sinh ra kết quả lớn nhất. Thời điểm tinh thuần công kích, lực lượng cả kết giới hội tụ tới, địa phương còn lại vô cùng yếu kém. Lực lượng kết giới không phải bình quân, mà là sẽ tiến hành phân bổ theo công kích. Có phỏng đoán này làm nội tâm của hắn giật mình, lý luận trận thế mặc dù là 12 người bày ra, cũng không thể nào làm tinh chuẩn như thế, mà đây chính là khôi lỗi. Hắn kiên nhẫn tiếp tục quan sát, không ngừng xác định suy nghĩ trong lòng. Tinh thuần bị một kích đánh lui, mặc dù bị một chút tổn thương nhỏ, nhưng mà hắn lại bị sợ hãi sinh ra suy nghĩ trốn đi. Hắn bị dọa thoát ra khỏi trạng thái tẩu hỏa nhập ma, giờ phút này trong mắt thanh tỉnh hơn nhiều, lệ khí giảm đi không ít. Lý Vân Tiêu cười nói. Tinh thuần trưởng lão, cảm giác như thế nào? Ta thấy trạng thái của ngươi không tệ, làm thuốc dẫn cho 12 khôi lỗi của ta, hiệu quả xem ra không tệ. Hừ! Tinh thuần tức giận hừ một tiếng, hắn lại dò xét Lý Vân Tiêu vài lần, thực lực đối phương vẫn áp chế ở võ tôn, hắn vẫn tin tưởng, bây giờ cảm thấy không đúng. Nhưng mà cũng không lo lắng quá mức, Tử Duệ yên lặng nghiên cứu khôi lỗi thuật, nhưng thanh danh không nổi danh, cũng không có nghe nói qua nghiên cứu ra thứ gì đó lợi hại. 12 khôi lỗi này chắc là tuyệt tác đỉnh phong của Tử Duệ, muốn phá vỡ có lẽ không khó. Đừng tưởng rằng dựa vào một ít khôi lỗi có thể đi ngang, nếu là như thế, thiên hạ này ai đi tập võ, ai không làm ra vài khôi lỗi chơi đùa. Bổn tọa hôm nay sẽ nói cho người biết, khôi lỗi càng lợi hại cũng là do người sáng tạo ra, cho nên nó không cách nào sánh bằng lực lượng nhân loại. Tinh thuần thuyết giáo một phen, liền thả người tiến lên, song trưởng từ không trung đánh xuống. Một đoàn hào quang chói mắt sinh ra, giống như cối xay đánh thẳng vào khôi lỗi. Tâm niệm Lý Vân Tiêu khẽ động, bắt đầu thoát ra khỏi trạng thái phòng ngự, hắn cũng không biết 12 khôi lỗi công kích là như thế nào, dù sao cũng là tam đại sát trận, hắn cũng hết sức tò mò, thay đổi ấn quyết. 12 khôi lỗi đạt được chỉ thị, sát khí nồng đậm tỏa ra quanh người chúng. Cả đấu võ trường lúc này có hào quang lưu chuyển, hào quang hội tụ vào tay khôi lỗi, hóa thành nguyên khí kiếm. Lý Vân Tiêu chấn động, nguyên khí kiếm kia cho hắn cảm giác cực kỳ sắc bén, dùng lực lượng của tinh thuần khó ngăn cản được. Ở trong hóa thần hải giết một gã trưởng lão chính là đại sự, tuy hắn không sợ phiền toái, nhưng cũng không muốn tự dưng chọc phiền toái. Dù sao hiện tại bản thân hóa thần hải có phiền toái đủ nhiều rồi. Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, hóa giải nguyên khí kiếm kia. Thân kiếm khuếch tán lần nữa, lại hóa thành hoàn bay đi. Nguyên khí kiếm mất đi một nửa lực lượng nhưng vẫn chém ra, nó giống như cối xay chém thẳng vào hào quang từ trên cao giáng xuống. Dư lực của kiếm khí xuyên thấu qua cánh tay phải của tinh thuần, cả cánh tay bị cắt một khối huyết nhục lớn xuống. A! À, tinh thuần kêu thảm một tiếng, khí thế toàn thân giảm xuống tận thung lũng, lệ khí trên người tiêu tán,
ma khí cũng ẩn vào trong cơ thể, triệt để khôi phục bình thường. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn một kiếm kia, nếu hắn không kịp thu lực lượng, chỉ sợ tinh thuần đã bị chém thành hai nửa. Sau khi mất đi mệnh lệnh, nam tử khôi lỗi khôi phục thần thái lạnh như băng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, gương mặt ngây ngốc. 11 khôi lỗi khác cũng như thế, nhưng Lý Vân Tiêu có thể khẳng định, dưới gương mặt thô ráp là dung mạp xảo đoạt thiên công. Lực lượng tinh thuần quá yếu, chỉ có cửu tinh trung giai võ đế, căn bản không thể thử lực lượng được. Lý Vân Tiêu vung tay lên, 12 khôi lỗi hóa thành hào quang bay vào trong huyền khí chữ vật của hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không thể nào là đệ tử Tử Duệ. Tinh thuần kêu thảm thiết, giấy giụa thống khổ cùng sợ hãi nhìn qua Lý Vân Tiêu, hắn không ngừng đổ máu, hơn nữa nuốt rất nhiều đan dược mới khôi phục một chút sức lực. Lý Vân Tiêu nói, ha ha, ta là ai không trọng yếu, ta hiện tại muốn nói chuyện thật tốt với tinh thuần đại nhân nha, ngươi tu tập ma công từ đâu? Hiện tại trưởng lão nào trong hóa thần hải chủ tu ma công và dùng ma khí luyện chế vật phẩm? Tinh thuần cả kinh, nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không phải là người hóa thần hải? Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ta không thích người khác hỏi ta. Nội tâm tinh thuần khiếp sợ càng lớn, khí chất của đối phương giờ phút này đã khác trước, có loại khí chất xuất trần và cao cao tại thượng. Loại cảm giác này xuất hiện đã làm nội tâm của hắn kinh hoàng, nói. Ma công vẫn tồn tại trong hóa thần hải, hơn nữa loại công pháp này tiến giai cực nhanh, có thể đạt được lực lượng trong thời gian ngắn. Khuyết điểm chính là ma nguyên khan hiếm, rất ít người có thể có được tài nguyên như vậy, lại dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mất đi tâm trí. Nói đến đây, sắc mặt của hắn tái nhợt, bản thân của hắn cũng lâm vào trạng thái này. Thời điểm nhập ma đặc biệt thích giết người, thanh tỉnh thì thống hận bản thân mình làm nhung việc đó, trong lòng vẫn sinh ra mâu thuẫn. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Vậy tại sao hiện tại nhiều người luyện thế? Tinh thuần nói. Các hạ quả nhiên không phải là người hóa thần hải, ngay cả cổ ma tỉnh cũng không biết. Cổ ma tỉnh, đó là cái gì? Lý Vân Tiêu ăn cả kinh, nghe cái tên là có dự cảm không tốt. Tinh thuần có chút do dự, nhưng vẫn nói ra. Nếu ngươi có bản lĩnh lẫn vào trong hóa thần hải, hơn nữa thực lực khó lường, mặc dù ta không nói, ngươi cũng sẽ có biện pháp hỏi thăm ra. Hắn cũng giải vây cho mình, sau đó mới nói. Cổ ma tỉnh xuất hiện trong thâm uyên hóa thần hải, trực tiếp thông hướng thiên đãng sơn mạch, thỉnh thoảng trong giếng có ma khí tràn ra. Cái gì? Lý Vân Tiêu đã giật mình, lập tức khó tin nổi, nói. Thông hướng thiên đãng sơn mạch, giếng phun ma khí. Tinh thuần nói. Đúng thế, cảnh tượng trong thiên đãng sơn mạch không nhân loại nào biết, nhưng có thể khẳng định là, thời điểm thượng cổ có nhiều ma tu và ma đầu sau khi chết ma khí không tiêu tan, trữ hàng trong đó. Mà giếng cổ trong hóa thần hải thông hướng sơn mạch, lúc này mới có ma khí trào ra, giúp cho ma tu và nghiên cứu thuật đạo đi lên con đường khác. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vô cùng ngưng trọng, tuy hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ma khí vô cùng có linh, thiên đãng sơn mạch bao nhiêu năm qua, nếu như có ma khí của ma tu còn sót lại, cũng sớm ngưng tụ thành hình, tự thành ma vật, tuyệt đối không thể phun ra từ giếng cổ. Việc này thuật trưởng đại nhân biết không? Đương nhiên. Chuyện lớn như thế, thuật trưởng đại nhân làm sao có thể không biết, thật sự là chê cười. Tinh thuần hừ lạnh, nói. Ngươi nên đi nha đi, lẻn vào hóa thần hải cũng không phải là chuyện thú vị gì, tuy ngươi có trọng bảo trong người, nhưng cũng không nên ngây thơ cho rằng có thể trông lại hóa thần hải. Lý Vân Tiêu nói. Cổ ma tỉnh ở đâu? Tinh thuần cả kinh nói. Ngươi muốn đi cổ ma tỉnh? Ha ha, ngươi là người ngoài muốn đi cổ ma tỉnh, ngươi điên rồi. Hắn cười vang vọng, nhưng nụ cười nhanh chóng cứng lại, bởi vì hắn phát hiện Lý Vân Tiêu không phải đang nói đùa, hơn nữa vẻ mặt âm độc hơn trước, áp lực thật lớn áp thẳng vào hắn. Ở ngay cuối biển, tại Thiên Uyên. Tinh thuần vội vàng trả lời. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình lại nghe lời, dường như không cách nào chống lại mệnh lệnh của người trước mặt. Lý Vân Tiêu quay người bay đi, hắn bay ra khỏi tiểu viện này. Nội tâm tinh thuần run lên. Lúc này phát hiện đối phương khủng bố không phải dựa vào khôi lỗi, mà là thực lực quá mạnh, bản thân mình khó với tới, thậm chí khó có thể chạm đến, cho hắn cảm giác không nhìn rõ sâu cạn. Hắn sợ hãi nói ra, cổ ma tỉnh do Nguyên Đức Phó Hội trưởng tự mình gác, không người nào dám tới gần. Nếu cần ma khí có thể phân phối, tự đi xin. Nguyên Đức,
Lý Vân Tiêu nhíu mày, Nguyên Đức 20 năm trước chính là phó hội trưởng hóa thần hải, quản lý võ tu hóa thần hải, thực lực mạnh mẽ, nghe nói năm đó đã là siêu phàm nhập thánh. Không ít mọi người lén cho rằng, Nguyên Đức đã có thực lực đệ nhất hóa thần hải, còn trên cả Lỗ Thông Tử. Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, lập lòe biến mất khỏi tiểu viện, chỉ còn lại có vài đạo hồ quang điện lóe lên trong tiểu viện, sau đó liền tiêu tán. Tinh Thuần cho rằng mình nằm mơ, hắn tuyệt vọng phát hiện, chính mình còn không nhìn thấy độn quang của đối phương, nếu không phải một cánh tay bị chém đứt còn trên mặt đất, hắn vẫn không tin đây là sự thật. Hắn vội vàng đi nhặt cánh tay lên, hóa thành một đạo độn quang bay đi, tìm tới thuật đường trị thương. Nơi này là hóa thần hải, trị liệu đứt tay đứt chân dễ dàng như ăn cơm uống nước, chỉ cần không phải đứt cổ, cũng không có vấn đề gì. Dù đứt cổ, chỉ cần không chết cũng không có vấn đề. Vị trí vùng biển hóa thần hải không ở trong tứ hải, cũng không ở trên thiên võ giới, mà là không gian độc lập, thật giống như vùng biển trôi nổi, nó bị thiên võ giới giới lực chế ước, treo ở trong phạm vi thiên vũ đại lục. Cái gọi là cuối vùng biển chính là vị trí giao giới giữa hóa thần hải và thiên vũ đại lục, đó là hư không vũ trụ bao la bát ngát, cũng bị người hóa thần hải gọi là thiên uyên. Thiên uyên xuất hiện thông đạo giao giới cũng không kỳ lạ, nhưng Lý Vân Tiêu cũng không tin trên đời có chuyện trùng hợp như thế. Lối đi kia vừa vặn chỉ thẳng hướng Thiên Đãng Sơn Mạch. Người khác đối với Thiên Đãng Sơn Mạch có lẽ không hiểu lắm, nhưng tự mình trải qua, tăng thêm đám người linh mục địch miêu tả, hắn trên cơ bản hiểu rõ cấu tạo của Thiên Đãng Sơn Mạch. Đó nguyên bản là vết nứt không gian, trực tiếp xé mở thiên võ giới và ma giới. Từ thượng cổ đến nay, cũng không phải thời điểm ma chủ hàng lâm, mà là ma vật không ngừng xuất hiện trên đại lục, nhưng đã bị giới lực áp chế, vẫn không xuất hiện ma vật cường đại. Thẳng đến 10 vạn năm trước, ma chủ đế không biết làm sao thoát khỏi giới lực thiên võ giới áp chế, triệt để xé rách giới lực, dùng chân thân hàng lâm, từ đó làm cho ma kiếp diễn ra, đó là trận chiến phong ma vào 10 vạn năm trước. Sau cuộc chiến phong ma, những cường giả may mắn sống sót tiến hành phong ấn Thiên Đãng Sơn Mạch, triệt để phá hỏng vết nứt không gian. Mà bây giờ hóa thần hải xuất hiện cổ ma tỉnh khó hiểu, đây là vấn đề, mà cổ ma tỉnh đi thông Thiên Đãng Sơn Mạch. Thiên Đãng Sơn Mạch xuất hiện vết nứt không gian. Thứ hai, theo hắn phỏng đoán, mặc dù Thiên Đãng Sơn Mạch có ma khí lưu lại cũng sẽ hình thành ma vật, sẽ không để ma khí bản thân hỗn loạn, càng không có khả năng để ma khí bay loạn ra ngoài như thế này. Hắn lập tức mang tin tức của mình truyền cho Linh Mục Địch, dù sao Linh Mục Địch là một trong những người đứng đầu trận chiến phong ma năm đó. Linh Mục Địch biến sắc, trầm ngâm nói. Nếu thật sự đi thông Thiên Đãng Sơn Mạch, vậy phiền toái lớn rồi. Khả năng duy nhất chính là phong ấn năm đó mất đi hiệu lực, không chỉ thiên võ giới xuất hiện khe hở, ngay cả ma giới cũng xuất hiện khe hở, hai giới tiếp giáp với nhau, sẽ xuất hiện tình cảnh năm xưa. Lý Vân Tiêu nói, đại nhân cảm thấy loại khả năng này lớn hay không? Linh Mục Địch phân tích nói, khả năng là rất lớn, theo lời ngươi nói, Thiên Đãng Sơn Mạch có đại lượng ma khí còn sót lại, hơn phân nửa đã hóa vật. Những thứ này có mạnh có yếu, nếu không phải thôn phệ, sinh ra hắc diễm hung hồn sát các thứ gì đó, cưỡng ép đục lỗ phong ấn, mở ra thông đạo cũng vô cùng có khả năng, dù sao Thiên Đãng Sơn Mạch ma khí có hạn, nếu như xuất hiện cường đại tồn tại, thậm chí là tầng thứ ma quân, như vậy có khả năng sẽ quay về ma giới. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đầy hắc tuyến, nói. Nghe ngươi nói như vậy, như thế nào ta cũng cảm giác thông đạo hai giới xuất hiện, ma kiếp. Linh Mục Địch nói. Đây chỉ là phân tích mà thôi, điều kiện tiên quyết chính là cổ ma tỉnh, kia thông hướng Thiên Đãng Sơn Mạch, đây là tình huống xấu nhất. Lý Vân Tiêu nói, tình huống tốt là sao? Linh Mục Địch nói, tình huống tốt nhất chính là, cái gì, trực tiếp thông hướng ma giới, chẳng lẽ không phải càng hỏng bét? Lý Vân Tiêu bắt đầu kinh hãi. Linh Mục Địch lạnh nhạt cười nói, ngươi cho rằng thiên võ giới là hoàn toàn hoàn mỹ. Không có chút khe hở nào sao? Kỳ thật khe hở thiên võ giới và ma giới cũng không phải chỉ có Thiên Đãng Sơn Mạch, rất nhiều địa phương đều tồn tại, nhưng ma khí tỏa ra rất có hạn, rất khó hình thành ma vật cao cấp. Năm đó Thiên Đãng Sơn Mạch cũng chỉ là một trong số đó, nhưng sau khi bị ma chủ đế đục lỗ mà biến thành thông đạo, có thể để ma vật cường đại xuyên qua. Hắn ví von nói, giống như có một bức tường, mặc dù có rất nhiều khe hở, nhưng chỉ có thể cho một ít ruồi bỏ chạy qua. Mà có một ngày bị người cưỡng ép đánh ra lỗ hổng cực lớn, lão hổ và sói thuận lợi tiến vào.
mặc dù ngươi sau này che khe hở đó cũng không làm được như lúc trước, lỗ hổng này chính là nơi yếu kém nhất. Lý Vân Tiêu chợt nói. Ta hiểu rồi, Thiên Đãng Sơn Mạch chính là lỗ hổng của thiên võ giới, nếu như cổ ma tỉnh trực tiếp thông tới ma giới, như vậy chỉ là khe hở nhỏ mà thôi, chỉ có thể cho con ruồi con muỗi bay qua, ma vật cường đại hơn là không được. Linh Mục Địch nói. Là đạo lý này, ai, ma giới tồn tại chính là đại tai họa ngầm. Chỉ sợ lỗ hổng hai giới càng nhiều, tương lai hoàn toàn dung hợp làm một giới. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Có loại khả năng này sao? Linh Mục Địch cười nói. Đạo hóa thành một, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Ma giới chính là do một trong tam sinh vạn vật do đạo biến thành, luận đẳng cấp còn trên cả thiên võ giới. Ta phỏng đoán mặc dù có ngày như vậy, cũng là thiên võ giới bị ma giới thôn phệ, nhưng mà chúng ta sẽ không thấy được. Ngược lại không cần quan tâm. Lý Vân Tiêu cả kinh nói không ra lời, cười nói. Đại nhân nói thật ghê gớm. Linh Mục Địch mỉm cười, nói. Nên đi xem cổ ma tỉnh rốt cuộc nằm ở nơi nào đi. Hai người đối thoại với nhau, Lý Vân Tiêu trực tiếp bay tới biển cuối cùng, mấy ngàn trượng phía trước liền có thể nhìn thấy hư không vũ trụ vô tận, vô số ngôi sao lập lòe, không ngừng chiếu sáng các nơi. Ngươi là người phương nào, dừng lại. Đột nhiên phía trước có tiếng quát chói tai, lập tức một đạo kim quang từ đằng xa phóng tới phía trước, trực tiếp biến thành bóng người màu vàng cực lớn, sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trực tiếp hiện thân, nói. Hóa thần hải tân nhiệm trưởng lão danh dự Lý Vân Tiêu, cầu kiến nguyên đức đại nhân. Hình chiếu duỗi ta ra ngoài ngăn cản, nói. Lệnh bài trưởng lão của ngươi đâu? Lý Vân Tiêu nói. Vừa bổ nhiệm, còn không có lệnh bài. Hình chiếu màu vàng vung tay lên, quát. Không có lệnh bài thì trở về đi, chờ có thể chứng minh thân phận thì tới đây. Lý Vân Tiêu khó xử nói. Lệnh bài kia nhất thời nửa khắc làm không được, mong rằng dàn xếp một chút. Hình chiếu màu vàng khoát tay, nói. Không có dàn xếp. Lý Vân Tiêu nói. Như vậy à, vậy ngươi nói cho ta biết cổ ma tỉnh ở nơi nào, ta tự mình đi qua. Hình chiếu màu vàng quát. Không biết sống chết, nhanh chóng rời khỏi, nếu không bổn tọa thủ hạ vô tình. Lý Vân Tiêu hơi hối hận vì không bảo Huyền Hoa đi cùng, nhưng giờ phút này cũng không quản được quá nhiều, dù sao chuyện cổ ma tỉnh quá trọng đại, phải giải quyết sớm mới được. Hơn nữa rất nhiều ma công và ma đan khuếch tán, trong đó cũng ẩn chứa nguy hiểm thật lớn, nếu Nguyên Đức trưởng quản cổ ma tỉnh, nhất định phải tìm Nguyên Đức hiểu rõ tình huống mới được. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết. Ma khí ngập trời tuôn ra trong cơ thể, ma vân bao phủ toàn thân hắn. Hai đồng tử biến thành đen kịt nhìn qua Thiên Uyên. A, ngươi! Hình chiếu màu vàng kia cả kinh. Ma khí trên người Lý Vân Tiêu quay cuồng, hắn nhanh chóng phát hiện có ma lực hấp dẫn bản thân, đùng một tiếng liền hóa thành lôi điện, trực tiếp xuyên qua hình chiếu tiến về phía đó. Dừng lại, chạy đâu? Hình chiếu màu vàng kinh hãi, vội vàng xoay người lại, lăng không đánh ra một đạo kiếm quang. Nước biển phía dưới bị bổ ra, nước biển quay cuồng nhưng không thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu. Hình chiếu màu vàng bấm niệm pháp quyết trực tiếp trên biến mất trên không trung. Thiên Uyên và biển cuối cùng dính liền với nhau, nơi này có một cung điện màu trắng đang lơ lửng, di thế độc lập, trong đó có một thân ảnh màu trắng bay ra, cầm chiến kích trong tay để phòng. Dừng lại! Thân ảnh màu trắng cầm chiến kích múa một vòng, ngăn cản hắn tiến lên. Thân ảnh màu trắng chém thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười lớn một tiếng, thân hóa lôi đình, hắn trực tiếp giẫm nát chiến kích, mượn lực tiến lên phía trước, biến mất không thấy gì nữa. Người kia mở to mắt ra nhìn, sau đó chỉ cảm thấy bên phải có dòng điện yếu ớt xuyên qua, đột nhiên chiến kích vung lên, quét ngang một cái nhưng thất bại. Đa tạ! Lý Vân Tiêu cười nói ở phía sau, chờ hắn quay đầu lại thì điện quang màu xanh đã biến mất từ lâu rồi. Bóng trắng vô cùng khẩn trương, lập tức bắn tín hiệu màu vàng lên bầu trời. Sau khi phát tín hiệu khẩn cấp, hắn lập tức hóa thành hào quang đuổi theo Lý Vân Tiêu. Sau đó có hơn 10 bóng trắng trong cung điện lao ra ngoài, đại bộ phận đều có ma khí phụ thể, nhanh chóng đuổi theo thật nhanh. Lý Vân Tiêu vượt qua bóng trắng kia, lập tức tập trung vào phạm vi hơn 10 dặm, đó là nơi hắn cảm ứng được ma khí tồn tại. Lôi điện xẹt qua không gian vũ trụ. Một lát sau Lý Vân Tiêu tiến tới khu vực cần tìm. Phía trước có vòng xoáy tinh vân lớn,
bên trong sâu không thấy đáy, giống như không có cuối cùng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, hắn cho Linh Mục Địch và Bắc Quyến Nam đi ra khỏi giới thần bi, hai người nhíu mày, trầm tư bất định. Lý Vân Tiêu nói, như thế nào? Linh Mục Địch lắc đầu nói, phạm vi quá lớn, rất khó thăm dò, sợ rằng phải đi vào mới biết được, thế nhưng mà thực lực ba người chúng ta. Bắc Quyến Nam nói, loại vết nứt không gian này quá mức nguy hiểm, huống chi mặt bên kia vô cùng có khả năng là ma giới, không có tu vị hư cực, không thể mạo hiểm tiến vào. Tu vị hư cực, Lý Vân Tiêu cười khổ nói, thiên hạ hôm nay cũng chỉ có mấy người, hơn nữa thời gian dừng ở cảnh giới này không lâu. Linh Mục Địch nói, chuyện này cũng chưa hẳn, Lý Vân Tiêu người mang ma nguyên chi lực, so với ma khí bình thường thì mạnh hơn nhiều, chỉ cần bản thân khe hở không xảy ra tình huống, người sẽ không gặp nguy hiểm thực chất. Lý Vân Tiêu nói, ý của đại nhân là ta tiến vào tìm tòi. Linh Mục Địch nói, đúng vậy, tốt, ta liền thử xem. Lý Vân Tiêu cũng không dây dưa dài dòng, hắn thu hai người vào trong giới thần bi, lập tức hóa thành ma khí chui vào trong tinh vân kia. Một cái giếng đen kịt, chính là thông đạo không gian. Mặc dù Lý Vân Tiêu có được diệu pháp linh mục cũng nhìn thấy rất có hạn, hơn nữa ma khí tinh thuần bắn ra nhưng chúng phi thường thưa thớt, giống như đang chảy ra từng giọt nhỏ. Lý Vân Tiêu nói, phía trước nhất định không phải thiên đãng sơn mạch, khe hở thông đạo dài như thế, ma khí còn có thể tiết lộ đi qua, hơn phân nửa là khe hở đi thông ma giới. Linh Mục Địch nói, khe hở này có lẽ tồn tại đã lâu, hơn nữa sinh ra biến hình cho nên mới kéo dài như vậy, người tiếp tục đi về phía trước, ta muốn xem khe hở lớn bao nhiêu. Có lẽ phải tăng cao cảnh giác, thiên đãng sơn mạch này biến hình lợi hại, cuối cùng mới bị ma chủ xé rách. Biến hình ý nghĩa sinh ra biến hóa, có thể làm cường độ tăng lên hoặc yếu bớt. Lý Vân Tiêu vừa bay vừa thôn phệ ma khí, trực tiếp trầm tích trong đan điền, không ngừng tăng thực lực của hắn lên. Lý Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ, tiếp tục đi lên phía trước. Tu luyện trong khe hở không gian này, ma công của hắn tăng lên thật lớn, như vậy điều khiển lục đạo ma binh nắm chắc cũng càng lớn. Đột nhiên Linh Mục Địch quát. Dừng lại. Lý Vân Tiêu vẫn đang tu hành, cũng không chú ý phía trước, sợ tới mức vội vàng dừng lại, cả kinh nói. Như thế nào? Lúc hắn nhìn lại thì thấy phía trước là hỗn độn, hiện ra màu sắc ngâm đen, nó khác với hư vô vũ trụ, đó là nơi ma khí ngưng kết tại kết giới. Ma khí đầy trời chính là từ kết giới tràn ra ngoài. Ma giới. Lý Vân Tiêu chấn động, hoảng sợ nhìn giới lực mênh mông, hoàn toàn tối đen như mực. Linh Mục Địch nói. Chính là giới lực ma giới hình thành không gian lĩnh vực, nếu tiến lên sẽ bị giới lực áp chế, nếu vận khí không tốt sẽ tan thành mây khói. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm bất định, nói. Hiện tại tính toán có thể xác định, cổ ma tỉnh cũng không phải là thông hướng thiên đãng sơn mạch. Có thể yên tâm. Linh Mục Địch từ trong giới thần bi đi ra ngoài, trực tiếp đi tới lĩnh vực không gian kia, hắn giơ tay dò xét. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, thiếu chút nữa kinh hô lên, không có bất kỳ âm thanh nào sinh ra, chỉ thấy tay Linh Mục Địch đưa vào trong giới lực tối đen kia, lập tức tự hóa thành bột mịn. Cũng không phải là tính ăn mòn rất mạnh, nó lan tràn ra như độc tố, trên cánh tay còn có giới lực chưa bị khu trừ. Linh Mục Địch nhướng mày, cũng không bối rối, hắn lấy nghịch hồn kiếm ra, tự cắt tay của mình đi, tránh tổn thương thật lớn. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Đại nhân, lực lượng này. Thân thể Linh Mục Địch là thần luyện thiết tạo thành, cứng nhất thiên võ giới, lại không chịu nổi một kích như thế. Linh Mục Địch mỉm cười, nói. Rất bình thường, đây là giới lực, nếu không thể phá hủy thần luyện thiết thì ta mới lo lắng. Lý Vân Tiêu nói. Ý đại nhân là lực lượng này càng mạnh càng tốt. Linh Mục Địch gật đầu nói. Đúng thế, nói rõ cái khe này bị ảnh hưởng bởi hai giới, mặc dù đối diện có ma vật cường đại, muốn xông qua giới lực là quá khó khăn. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nhưng mà ta không rõ, đây chỉ là lực lượng ma giới, vì sao không có lực lượng thiên võ giới? Linh Mục Địch cười nói. Nơi này là giao điểm hai giới, ma giới mạnh bao nhiêu, thiên võ giới sẽ mạnh bao nhiêu. Nếu không sẽ không tạo thành cân đối. Bởi vì chúng ta đều sinh ra từ thiên võ giới, trời sinh tập mãi thành thói quen, nhưng nếu ma vật vượt qua bên này sẽ bị giới lực áp chế, cần thời gian nhất định đi thích ứng. Năm đó ma chủ đế phân biệt thành đế và phổ, đây là kết quả do giới lực ảnh hưởng. Lý Vân Tiêu nói,
Ta hiểu rồi, nếu như chúng ta tiến vào ma giới cũng sẽ bị áp chế. Linh Mục Địch nói. Đúng là như thế, nhưng áp chế này theo thời gian sẽ quen thuộc, cũng không còn bị áp chế, mà không gian chúng ta đứng đã được thiên võ giới giới lực bảo hộ, cho nên ma vật không cách nào đột phá. Lý Vân Tiêu cảm thán nói. Nhân lực có khi tận, mà tạo vật vô cùng. Linh Mục Địch cũng phiền muộn, nói. Chúng ta tu hành, cơ bản là truy cầu vô thượng đại đạo, sáng nghe đạo, chiều chết, cũng không có gì tiếc nuối. Nơi đây ma khí quá mạnh mẽ, mặc dù ngươi có được ma nguyên của đế, tu luyện ma thân cũng không nên ở quá lâu, sẽ bị ảnh hưởng tâm tính. Lý Vân Tiêu cả kinh, vội vàng nói chuyện không ngừng hấp thu ma khí ra. Linh Mục Địch nhíu mày, nói. Đẳng cấp ma công của ngươi bây giờ quá thấp, mà ngươi mang quang minh lưu ly thân của Nam Vực Vương, có thể tạm thời bảo trụ tâm trí bất diệt, nhưng sẽ bị ảnh hưởng vô tri vô giác. Chính ngươi đắn đo cho tốt, nếu cảm thấy không đúng thì rời khỏi đây ngay. Tốt. Lý Vân Tiêu đáp ứng, hắn hiện tại cảm nhận được khác thường, ngược lại cảm thấy nội tâm khát vọng, hắn muốn thôn phệ ma khí tăng cường thực lực bản thân. Linh Mục Địch cũng không cần nói nhiều, hắn đi vào trong giới thần bi, đi chữa trị cánh tay tổn hại. Lý Vân Tiêu ngồi trước không gian ma giới, cảm thụ ma khí tiến vào trong người. Đột nhiên Lý Vân Tiêu chấn động, hắn phát hiện thứ gì đó. Ma sát. Lý Vân Tiêu kinh hãi, hắn nghe Linh Mục Địch từng nói qua, ma giới có ma khí phiêu đãng không biết bao nhiêu năm tháng, hấp thu giới lực tinh hoa, có thể hóa thành vật hữu hình, có được tánh mạng, cũng là sinh vật trụ cột của ma giới, ma sát. Tiếng nói Linh Mục Địch từ trong giới thần bi truyền ra, nói. Chỉ là ma sát bình thường mà thôi, không cần bối rối. Thứ này có ngàn ngàn vạn vạn trong ma giới, giống như phàm nhân trong thiên võ giới. Lý Vân Tiêu sững sờ, nói. Đại nhân dường như rất rõ ràng tình huống ma giới, chẳng lẽ đã từng đi qua ma giới rồi sao? Linh Mục Địch không có trả lời. Lý Vân Tiêu nhìn qua ma sát đang hình thành, sau đó ma sát dường như cũng phát hiện hắn, chậm rãi bay tới, trực tiếp há miệng cắn hắn. Bản năng ma sát là thôn phệ, phiêu đãng trong ma giới và không ngừng hấp thu ma khí, cũng thôn phệ ma sát khác, lại trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mới tiến hóa lên cao cấp, thập giai, hắc diễm hung hồn sát. Cảm nhận được ma khí rất mạnh trên người Lý Vân Tiêu, lập tức lao tới thôn phệ. Lý Vân Tiêu im lặng, hắn cẩn thận quan sát một phen. Hắn trực tiếp giơ ngón tay điểm một cái. Ma sát thống khổ, không ngừng vặn vẹo dữ dội. Ma sát không ngừng giãy giụa, nó không cách nào thoát khỏi cho nên hóa thành hai đám ma khí. Đúng là thú vị. Lý Vân Tiêu cảm thấy thú vị, tiện tay thu ma khí vào trong tay, hắn cảm giác ma khí này khác với ma khí khác, khác biệt duy nhất là nồng đậm hơn. Hắn tiện tay hút vào trong cơ thể, cũng thu đám ma khí còn lại, lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần, hiệu quả còn lớn hơn hắn hấp thu mấy canh giờ. Thứ tốt a. Trong mắt Lý Vân Tiêu sáng ngời, thầm nghĩ, nếu quả thật có trăm vạn ma sát, có lẽ chính mình sẽ dùng ma công đột phá siêu phàm nhập thánh, bước vào đăng phong tạo cực. Đột nhiên có tiếng quát vang lên. Là ai? Lập tức bóng đen xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, không nói hai lời đánh ra một trường. Trường thế thật cường đại, nó mang theo ma khí đậm đặc đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ăn cả kinh, lực lượng người này hoàn toàn không kém mình. Hắn lấy kiếm thương trảm hồng ra, lập tức bổ ra một đạo kiếm khí giống như hỏa diễm nóng chảy, xùy một tiếng cắt một đường trên bàn tay kia. Sau đó thân hóa lôi điện, lăng không biến mất tại chỗ. Bành! Bàn tay to kia thất bại, trực tiếp tại đánh vào cái khe, tiếng nổ vang vọng các nơi. Phanh, phanh, phanh. Chỉ là dư âm ảnh hưởng còn lại đánh nát ma khí đang hội tụ. Lúc này một gương mặt lạnh như băng hiện ra, nó cực kỳ tái nhợt giống như vài chục năm chưa gặp ánh mặt trời. Ánh mắt của người nọ đỏ ngầu nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng nhìn thấy dung mạo người nọ, hoảng sợ nói. Nguyên Đức Đại Nhân. Người nọ nghe được Lý Vân Tiêu hô lên, lập tức hỏi. Ngươi là ai? Lý Vân Tiêu nói. Lý Vân Tiêu. Ma khí quanh người Nguyên Đức biến mất, hắn nói. Lý Vân Tiêu, dường như có nghe qua. Nguyên Đức nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng nói. Sao ngươi đi tới đây? Lý Vân Tiêu nói. Ta là tân nhậm trưởng lão danh dự hóa thần hải. Nguyên Đức lạnh lùng nói. Mặc dù là trưởng lão danh dự, không có ta cho phép, cũng không được đi vào cổ ma tỉnh.
hắn tự tay chỉ vào Lý Vân Tiêu, quát. Ngươi tự tiện xông vào đây. Lý Vân Tiêu cười cười, nói. Xem như thế đi, ta chỉ phi thường tò mò, đi tới đây quan sát một phen, đại nhân không cần tức giận. Ha ha, không cần tức giận. Nguyên Đức lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện ra thần sắc lo lắng, nói. Vậy giết. Quát một tiếng, hắn biến thành ma ảnh phóng thẳng về phía Lý Vân Tiêu, ma khí hội tụ vào tay đánh thẳng tới phía trước. Không tốt. Lý Vân Tiêu thầm hô một tiếng, thân hóa lôi đình muốn bỏ chạy, dưới lôi đình giáng xuống, đột nhiên ma khí hóa thành xiềng xích bao phủ lấy người của hắn. Ma khí hóa thành vuốt sắc giam cầm, lôi đình không thể vận dụng, thân hình hiện ra. Sau đó Nguyên Đức hiện ra trước mặt hắn, ngưng tụ ma khí chảm một kích. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng xuất hiện chân ma cự linh, hét lớn một tiếng đánh xuống một chưởng ngăn cản công kích. Cái gì, đây là... Toàn thân Nguyên Đức run lên, kinh hãi nhìn qua cự linh, trong mắt bắn ra tinh quang, hét. Chân ma pháp thân, là chân ma pháp thân A. Ầm ầm, một chưởng đánh xuống như núi lỡ, cả cánh tay nổ tung, lập tức bị đánh nát không còn cái gì. Người rốt cuộc là ai? Nguyên Đức hỏi. Lý Vân Tiêu cười nói. Trước kia đã nói qua, Lý Vân Tiêu. Nguyên Đức suy nghĩ một hồi, trong giây lát sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Ngươi là Cổ Phi Dương. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đại nhân cuối cùng nhớ tới ta. Sắc mặt Nguyên Đức ngây ngốc, sau đó hóa thành cười khổ, nói. Vì sao ngươi không nói sớm, ta vừa rồi cảm thấy cái tên Lý Vân Tiêu có chút quen thuộc, thì ra là thân phận của ngươi hôm nay. Trong mắt của hắn sáng ngời, vội hỏi. Ngươi vừa rồi thi triển thế chính là chân ma pháp thân. Lý Vân Tiêu gật gật đầu. Nguyên Đức cuồng hỉ không thôi. Kích động nói. Chiêu thần thông này truyền thụ cho ta đi, cái giá gì ta cũng nguyện ý trả. Hắn nói chém đinh chặt sắt. Lý Vân Tiêu do dự, nói. Bàn bạc thêm đi. Nguyên Đức sắc mặt thất vọng, cầu khẩn nói. Phi Dương, chiêu này là thần thông ma chủ năm đó, chúng ta tu hành ma công đều rất muốn có được nó. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Đây chính là điểm làm ta lo lắng, hiện tại ma công trắng trợn truyền ra. Ngay cả đan dược và huyền khí đều có ma khí, như vậy thật an toàn sao? Nguyên Đức đại nhân có nghĩ tới hậu quả chưa? Hậu quả? Nguyên Đức cười nói. Bất luận công pháp hay là thuật đạo, từ lúc bắt đầu đã sinh ra tranh luận, hơn nữa nguy hiểm thật lớn. Chỉ có theo không ngừng xâm nhập tìm hiểu mới phát dương quang đại. Chúng ta làm việc là tiên phong nghiên cứu ma khí. Lý Vân Tiêu nói. Tiên phong, ma khí có trên đại lục lúc nào thì không thể biết được. Vì sao chưa bao giờ xuất hiện phạm vi lớn? Đừng nói với ta ma khí tài nguyên không đủ, điểm ấy thật có chế ước, nhưng bao nhiêu năm qua khe hở hai giới không ít, chỉ cần có tâm, vẫn có thể thỏa mãn tu luyện. Ngay cả Phệ Hồn Tông là tông môn hấp thu hồn phách người ta vẫn phát triển, tu luyện giả học ma công không có thành tựu, có thể thấy được tác hại hơn xa cái lợi. Nguyên Đức có chút mất hứng, hừ một tiếng, nhưng vẫn chịu đựng, nói. Mặc dù tiền nhân không thể đi thông, ngươi làm sao biết chúng đi không được? Đường là người đi, cục diện là do chúng ta khai sáng. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Cho dù có thể khai sáng cục diện, nhưng điều kiện tiên quyết là ma công không có tác dụng phụ, cũng không thích hợp mở rộng phạm vi lớn. Nguyên Đức lạnh lùng nói. Không phải cực hạn trong hóa thần hải sao? Nếu như ta mở rộng ra ngoài, giờ phút này thiên võ giới sợ rằng có một nửa là ma tu đấy. Lý Vân Tiêu ăn cả kinh. Nhìn qua tàn khốc trong mắt Nguyên Đức, tuy khó phát giác nhưng không thể tránh khỏi diệu pháp linh mục của hắn, người trước mặt đúng là có suy nghĩ này. Đại nhân, ta cảm thấy cho ngươi đã nhập ma. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói ra, từ biểu hiện của Nguyên Đức, hắn phát hiện vấn đề nghiêm trọng của ma công. Nguyên Đức lúc trước chất phác thô cuồng, trầm mặc ít nói, nhưng cũng không phải người xấu, hoặc là nói không phải người điên cuồng, hiện tại hiển nhiên trở nên điên cuồng rồi. Nhập ma, hừ. Thiên hạ này, ai không có ma? Đột nhiên gương mặt Nguyên Đức trở nên dữ tợn, ma khí chung quanh không ngừng rót vào trong người của hắn. Mau truyền chân ma pháp thân cho ta. Áp lực thật lớn hướng Lý Vân Tiêu trên người đánh tới. Thật có lỗi, ta đã quyết định sẽ không truyền thụ cho ngươi. Lý Vân Tiêu thừa nhận áp lực, ma khí bao phủ toàn thân, kiếm thương trảm hồng phát nhiệt, sẽ không khuất phục. Đã như vậy, ta chỉ có thể bắt ngươi sau đó siêu hồn thôi. Nguyên Đức không tiếp tục nói nhảm,
lăng không một chảo, ma khí ngưng tụ hóa thành cự mâu đánh thẳng tới phía trước. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, cự mâu cũng không có biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, trực tiếp lọt vào hư không, ma khí từ trong khe tràn ra, diệu pháp linh mục của hắn chỉ bắt được một ít bóng dáng. Nhưng đã đầy đủ. Phanh! Kiếm thương chảm hồng chém vào hư không, cự mâu bị kiếm thương chảm hồng chém thành hai nửa. Nguyên Đức cả kinh, nói. Lực lượng ngươi. Mặc dù Lý Vân Tiêu có thực lực đỉnh phong năm đó, Nguyên Đức đều tự nhận là có thể bắt hắn, bởi vì nơi đây hoàn cảnh ma khí vần quanh, mặc dù là cổ phi dương cũng không thể tiêu trừ ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này Lý Vân Tiêu cho hắn cảm giác khó lường, mặc dù không phải sâu không thấy đáy, nhưng mà nội tâm của hắn không có ngọn nguồn. Ma Nguyên Thiểm. Hai tay Nguyên Đức đánh ra một kích ma nguyên thật mạnh, tiếng nổ như sấm rền truyền ra chung quanh. Thân ảnh Lý Vân Tiêu không ngừng lóe lên liên tục, tránh thoát mấy đạo công kích, lại chém ra một kiếm thật mạnh, kiếm quang như cầu vồng đánh thẳng vào ma nguyên thiểm. Âm thanh huyền khí va chạm, trường mâu trong tay Nguyên Đức tràn ngập ma vân, nó ngăn cản kiếm thương chảm hồng, sau đó Nguyên Đức vung cước đá vào trái tim Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn cầm thiên chùy, lập tức mang theo lôi điện và thiên lôi giáng thẳng xuống. Phanh! Nguyên Đức một cước đá vào thiên chùy. Ma khí và lôi điện đan vào nhau, đột nhiên một đạo ánh sáng tím bay vào trong chân Nguyên Đức. Bành! À! Một chân Nguyên Đức nổ tung, tạc ra vô số huyết nhục, hắn đau đớn dữ dội cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng lực lượng của hắn chiếm thế thượng phong, nhưng vẫn không rõ vì sao bị thương. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Vân Tiêu làm sao bỏ qua cơ hội này, kiếm thương chảm hồng chém ra một kiếm. Nguyên Đức lập tức cảm thấy không ổn. Trường mâu chấn động, đẩy kiếm thương chảm hồng ra sau đó thoát thân. Lý Vân Tiêu biết rõ thực lực đối phương không chỉ chừng này, chính mình chỉ dùng tử lôi mưu lợi mà thôi, cơ duyên xảo hợp đánh hắn bị thương, lúc này mới chiếm trước tiên cơ, kiếm thế ngưng tụ, 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra. Vô số kiếm phù ngưng tụ trên bầu trời, hóa thành mưa bụi bao phủ các nơi. Phanh, 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 ma khí chung quanh không ngừng bị kiếm khí vây quét. Sau đó Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay trở về, thu vào trong cơ thể, đột nhiên một đạo ma khí lao ra, bay ra xa trăm trượng, thân ảnh chật vật của Nguyên Đức xuất hiện, hơn nữa toàn thân đẫm máu. A, đáng chết a, Cổ Phi Dương, ta nhất định phải giết ngươi. Nguyên Đức hét lớn một tiếng, liền quay người lóe lên, dung nhập vào trong bóng tối vô tận, nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Ngay cả Nguyên Đức khống chế cổ ma tỉnh đều hãm sâu trong đó, đã tẩu hỏa nhập ma. Quả nhiên phiền toái lớn, nghiên cứu ma khí và chế tác đan dược phải dừng lại, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm trọng, quay người liền bay trở về. Chiến một trận với Nguyên Đức, mặc dù có chút thành phần vạn khí nhưng hắn đối mặt là cao thủ đăng phong tạo cực, có thể đánh hắn trọng thương bỏ chạy là phi thường hài lòng. Hắn thầm nghĩ, lúc ấy nếu sử dụng lục đinh lục giáp, có lẽ sẽ bắt giữ Nguyên Đức cũng được. Nhưng mà mình khống chế lục đinh lục giáp không thành thục, mà ma khí tính ăn mòn quá mạnh mẽ, nếu chúng bị tổn hại trong chiến đấu, sợ rằng đương thời không người có thể sửa chữa, thật sự mất đi quá lớn. Hắn cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chỉ thấy bên ngoài có một đám nhân ảnh vây quanh cửa vào cổ ma tỉnh, không biết đang làm cái gì. Đến, hắn đi ra. Đột nhiên một người kinh hô, lập tức xôn xao, hơn 10 ánh mắt nhìn qua bên này. Lý Vân Tiêu lập tức lao ra khỏi cửa vào cổ ma tỉnh, cũng không có người ngăn trở. Hắn bay trở về hóa thần đảo, quay người nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, chính là La Thiên. Vân Tiêu công tử, rốt cuộc thấy rồi. La Thiên cảm khái thở dài một tiếng, nhưng mà trên mặt vô cùng vui mừng. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta nói những người này vì sao không ngăn cản ta, thì ra là ngươi tới. La Thiên cười khổ nói. Ta ở trong thuật thần điện, các đại nhân nói ngươi chạy tới cổ ma tỉnh, thuật trưởng đại nhân sợ sinh ra xung đột cho nên phái ta tới. Ngươi đi vào hơn 10 canh giờ, tất cả mọi người còn tưởng rằng ngươi gặp chuyện không may rồi đấy. Lý Vân Tiêu nói, ta chỉ nghe nói hóa thần hải đột nhiên xuất hiện cổ ma tỉnh, cho nên chạy tới nghiên cứu một phen. À, nghiên cứu thế nào? Trong mắt La Thiên xuất hiện một tia tinh mang, vội vàng hỏi. Lý Vân Tiêu nói, cũng không có đặc biệt gì, chỉ là khe hở mà thôi. La Thiên nói. Được rồi, chúng ta đi về thôi. Hai người nói xong lập tức bay đi xa xa.
Lý Vân Tiêu nói. La Thiên, ngươi cảm thấy thế nào khi ma công khuếch tán ra các nơi? Đồng tử La Thiên hơi co lại, nói. Vì sao hỏi chuyện này? Thần sắc nghiêm túc của hắn cũng lọt vào mắt Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói ra. Xem ra ngươi cũng rất lo lắng. La Thiên trầm mặc không nói, nhưng mà thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, nói. Trước kia ta không phản đối quá mức, ma công, ma đan, ma khí nghiên cứu và phổ cập làm thực lực chỉnh thể của hóa thần hải tăng lên gấp mấy lần, không ít trưởng lão nhao nhao đột phá, thậm chí những tồn tại vô vọng tấn cấp cũng liên tiếp đột phá, thực lực tiến bộ kinh người. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Đây cũng là nguyên nhân thuật trưởng đại nhân bỏ mặc hay sao? La Thiên nói. Về sau ta phát hiện, hóa thần hải mất tích không ít người. Mất tích. Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, lập tức chấn động tâm thần, nói. Chẳng lẽ là bị ma tu giết? La Thiên sững sờ, kinh ngạc nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lý Vân Tiêu nói. Ta quan sát một ít ma tu, lệ khí rất nặng, loại lệ khí này phải tìm điểm phát tiết, nếu áp chế trong lòng sẽ tẩu hỏa nhập ma. La Thiên khổ sở nói. Nếu ngươi sớm tới hóa thần hải thì tốt rồi. Tình huống giống như lúc ngươi nói, lúc mới bắt đầu rất nhiều ma tu bổ sung tỷ nũ người hầu, càng về sau ngay cả đệ tử cấp thấp cũng biến mất khó hiểu, việc này thậm chí sinh ra một ít khủng hoảng. Ánh mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, nói. Dù vậy, thuật trưởng cũng mặc kệ sao? La Thiên nói. Thuật trưởng hẳn là biết rõ, nhưng mà nghiên cứu và cung cấp ma khí do Nguyên Đức Đại Nhân trưởng quản, thuật trưởng vô lực quản hạt. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, nhìn qua La Thiên nói. Ngươi thực cho rằng như vậy sao? Ngươi có ý tứ gì? La Thiên sững sờ, có chút không rõ. Lý Vân Tiêu nói. Nguyên Đức từ trước tới nay chỉ là võ tu, Lỗ Thông Tử mới quản thuật luyện, cổ ma tỉnh là nơi quá mức trọng yếu, cho nên mới cho Nguyên Đức trông coi. Mặc dù Nguyên Đức cố tình mở rộng ma công, vậy ma đan và ma khí là thế nào? Nếu không có Lỗ Thông Tử ủng hộ, làm sao truyền bá ra ngoài chứ? La Thiên ăn cả kinh, Lý Vân Tiêu nói đã gợi ra một ít gì đó trong lòng hắn, rất nhiều ý niệm trong đầu đã thông suốt. Nếu là như thế, thuật trưởng đại nhân rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện này ta cũng rất muốn biết đấy. Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn, nhàn nhạt nói ra. La Thiên cảm thấy toàn thân rét run, giống như lâm vào trong hầm băng, mà bản thân mình chỉ là quân cờ nhỏ không có ý nghĩa. Lý Vân Tiêu nói. Ta và ngươi yên lặng theo dõi kỳ biến đi, ta cũng rất muốn biết, Lỗ Thông Tử muốn dẫn hóa thần hải đi về hướng nào. La Thiên gian nan nuốt nước bọt, nói. Có phải ngươi nghĩ nhiều hay không? Lý Vân Tiêu cười nói. Ta căn bản không có nghĩ nhiều, nhưng mà phải nói ra vấn đề này cho ngươi biết. Hắn thu hồi tươi cười, trong mắt có hàn quang lóe lên, nói. Hơn nữa ta bước vào hóa thần hải đến bây giờ. Hắn chưa từng nói một câu nào liên quan tới Dương Địch, sợ rằng muốn dùng đồ nhi cản tay ta. Dương Địch, sắc mặt La Thiên khó nhìn, nói. Ta thật sự đã lâu không gặp hắn, vì sao ngươi không hỏi thuật trưởng chuyện này? Lý Vân Tiêu nói. Nếu như ta đưa ra yêu cầu, hắn tùy tiện có thể tìm lý do qua loa tắc trách ta, như vậy sẽ làm hắn cảnh giác với ta, việc này tạm thời đè xuống, chờ tới khi cần ta sẽ đề cập tới. La Thiên lắc đầu liên tục. Nói. Ta không tin ngươi đoán, chuyện Dương Địch ta sẽ đi tìm hiểu giúp ngươi, chắc là ngươi nghĩ nhiều. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Có lẽ thế. Hai người nhanh chóng bay tới nơi ở của La Thiên, trưng rượu pha trà, nói chuyện vui vẻ. Trong thuật thần điện, Lỗ Thông Tử đứng chắp tay, hắn đứng trước thủy tinh cầu, xuyên qua hào quang yếu ớt nhìn hình ảnh bên trong. Trong quang ảnh là trận đấu kinh thiên động địa. Huyền Hoa cùng Liễu Phỉ Yên hai người liên thủ đánh một trận với Khúc Hồng Nhan, đánh rất thoải mái. Sắc mặt Lỗ Thông Tử bình tĩnh, từ đầu đến cuối không có biểu lộ gì, hoàn toàn như là người ngoài cuộc, không động tâm. Đột nhiên một đạo hắc mang lập lòe, trực tiếp xé rách không gian hiện ra trong đại điện. Lỗ Thông Tử lúc này mới nhìn qua, trong mắt kinh hãi, nói. Người bị thương. Bóng người vừa xuất hiện chính là Nguyên Đức, một chân đã không trọn vẹn. Máu chảy đầm đìa. Ma khí bốc lên toàn thân Nguyên Đức, chỗ bị thương máu chảy ròng ròng, mạch máu và cơ bắp không ngừng kéo dài ra, chân mới xuất hiện. Nhưng mà khí tức trên người hắn yếu tới cực điểm, bi phẫn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Lỗ Thông Tử không có tâm tư xem thi đấu, vung tay hủy hình chiếu đi, nói. Vì sao người bị thương, Cổ Phi Dương chỉ là siêu phàm nhập thánh, hơn nữa dường như vừa đột phá vài ngày mà thôi. Nguyên Đức trầm thấp giống một tiếng, hắn giống như dã thú bị thương, vô cùng giận dữ. Lỗ Thông Tử cau mày nói. Trước đó nghe nói hắn xâm nhập cổ ma tỉnh, ta còn lo lắng người bắt hắn giết chết, xem ra hoàn toàn là lo lắng dư thừa. Trong giọng nói tràn ngập mỉa mai, lạnh như băng, thậm chí là tức giận. Sắc mặt Nguyên Đức càng khó coi, cắn răng nói. Hắn bây giờ đang ở đâu, ta muốn đi giết hắn. Cũng được, trong cổ ma tỉnh không thể giết hắn, còn chật vật bỏ chạy, bây giờ đi chịu chết sao? Sắc mặt Lỗ Thông Tử hiện ra một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói. Nói quá trình kỹ càng cho ta biết, không cho phép thêm vào chi tiết gì. Nguyên Đức bị giáo huấn nên mặt mũi không cam lòng, nhưng lại dường như không dám phản kháng, tức giận đem cổ ma trong giếng tất cả đều nói ra, kể cả chính mình cuối cùng nhất đào tẩu, nói mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Lỗ Thông Tử không nói tiếng nào, tùy ý để hắn nói xong, hai hàng lông mày đầy sầu lo. Hồi lâu, mới mở miệng nói. Chiêu đánh người bị thương là tử lôi, ta sớm có nghe nói hắn có một tia tử lôi, xem ra là thực. Nguyên Đức giật mình. Hắn như bị dội chậu nước lạnh, ánh mắt đầy lửa giận, thất thanh nói. Thượng Thanh Tử phủ diệt thế thần lôi. Lỗ Thông Tử lạnh nhạt nhìn qua hắn, nói. Ngươi không cần sợ thành như vậy, không biết hắn lấy từ đâu một tia mà thôi, nếu không cũng không nổ một chân của ngươi, mà là thân thể của ngươi đấy. Trong lòng Nguyên Đức sinh ra cảm giác hoảng sợ, tuy nói như thế, nhưng nghĩ tới tử lôi nhập thể, hắn cảm thấy không rét mà run. Lỗ Thông Tử tiếp tục nói. Về phần ma công, hắn đã từng có bộ phân ma nguyên của ma chủ đế, có được truyền thừa thần thông cũng không phải chuyện lạ. Đôi mắt đỏ ngầu thanh tỉnh lại, giống như hai đạo hào quang sáng ngời bắn ra chung quanh, nhìn qua xa xa xa, nói. Cổ Phi Dương có thể chạm tới lục đạo ma binh hay không? Nguyên Đức run rẩy, sợ hãi nói. Điều này sao có thể, tuyệt đối không khả năng, nếu hắn có thể vận dụng lục đạo ma binh, ta đã sớm tan thành mây khói. Làm sao có thể đứng trước mặt ngươi? Lỗ Thông Tử chán ghét nhìn hắn một hồi, khiển. Ngươi dù thế nào cũng là cường giả đăng phong tạo cực, bây giờ nhìn bộ dáng của ngươi xem, đã biến thành cái gì? Ta còn trông cậy vào ngươi để đối phó Kỳ Thắng Phong đấy, hiện tại ngay cả Cổ Phi Dương cũng không bắt được. Sắc mặt Nguyên Đức giận dữ và xấu hổ, cũng không thể cãi lại, nói. Là ta chủ quan. Lỗ Thông Tử nói. Đối phó người này tuyệt không thể khinh thường, năm đó hắn đã tung hoành thiên hạ, ít có địch thủ. Hiện tại còn hơn lúc trước, còn có Thần Tiêu Cung cung chủ tương trợ, tục truyền trong thánh khí của hắn có vài tên cường giả siêu phàm nhập thánh. Thiên hạ hôm nay nếu nói có ai làm ta kiêng kỵ, như vậy chỉ có 9 người. Nguyên Đức cả kinh nói. Dùng lực lượng của đại nhân, lại có tới 9 người. Không biết là 9 người nào. Lỗ Thông Tử cười lạnh một tiếng, suy âm thanh nói. Ngươi thật sự khinh thường anh hùng thiên hạ, có Tứ Hải Trung Chủ, có Vạn Yêu Chi Hoàng, có sư tôn của ta, có chủ nhân Thiên Tiệm Nhai Nam Khâu Vũ, có Thánh Vực Chấp Chính Giả Vi Thanh, có Thần Đô Mộng Linh Chân Quân, có ma chủ phổ không biết bị trấn áp nơi nào, còn có một người từ trong phần mộ thượng cổ đi ra quy khư, người cuối cùng chính là Cổ Phi Dương ngày xưa, Lý Vân Tiêu hôm nay. Ngày khác người quấy phong vân thiên hạ, đó là 9 người, còn có bổn tọa. Nguyên Đức nghe xong vô cùng kinh hãi. Tám người này và Lỗ Thông Tử trước mặt, không có người nào không phải là cự phách chân áp một phương. Lỗ Thông Tử phất phất tay, nói. Ngươi quay về cổ ma tỉnh tĩnh dưỡng đi thôi, nên chữa thương thế cho tốt, chờ qua mấy ngày nữa nghênh tiếp sư tôn của ta. Nguyên Đức nói. Tại hóa thần hải này dường như có không ít trưởng lão có hảo cảm với Kỳ Thắng Phong, có cần. Sắc mặt Lỗ Thông Tử trầm xuống, lạnh lùng nói. Nếu như cần. Ta sẽ đợi đến lúc hôm nay sao? Bổn tọa và sư tôn chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, ta tin tưởng sẽ giải quyết nhanh thôi. Nguyên Đức sững sờ một chút, cau mày nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Lỗ Thông Tử thông minh hơn hắn nhiều, gật đầu nói. Tất cả để do ngươi an bài là được rồi. Lập tức xé rách không gian, quay người rời đi. Lý Vân Tiêu và La Thiên tâm tình một ngày, sau đó cáo từ rời đi. La Thiên trầm tư hồi lâu. Cũng bắt đầu rời đi nghe ngóng tung tích Dương Địch. Lý Vân Tiêu trở lại tiểu viện của mình, Khúc Hồng Nhan đã về từ lâu, thần thức của hắn quét qua,
liền đi vào trong mật thất của mình. Đột nhiên một đạo nhân ảnh hiện lên, Khúc Hồng Nhan xuất hiện trước mặt hắn, nói. Trở về. Ân. Lý Vân Tiêu đáp nhẹ một tiếng, hắn cũng mang chuyện mình gặp phải và phỏng đoán nói với nàng, Khúc Hồng Nhan nghe xong lại trầm tư, nhưng mặc dù là sầu mi khổ kiểm vẫn rất đẹp mắt. Trên mặt Khúc Hồng Nhan đầy giận dữ, nói. Lỗ thông tử thật sự không chịu nổi như vậy. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Những chuyện này là phỏng đoán của ta, cho dù là thật, chúng ta cũng không thể làm gì được hắn, ngàn vạn đừng vọng động. Đột nhiên Khúc Hồng Nhan nghĩ tới cái gì đó, nói. Việc này Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên biết không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Hai người bọn họ sống hóa thần hải, mặc dù không biết cũng sẽ có ý kiến, tạm thời không nên báo cho hai người bọn họ biết. Khúc Hồng Nhan nói. Ân, tất cả đều nghe ngươi. Lý Vân Tiêu cảm thấy nội tâm khẽ động, đối mặt mỹ nhân tuyệt sắc nghe lời mình như thế, nội tâm của hắn viên mãn, lại cảm thấy hào khí xấu hổ và khẩn trương, nói. Còn có việc không? Hai mắt Khúc Hồng Nhan đỏ rực, tức giận nói. Tại Ngũ Hà Sơn, ta và ngươi liên thủ diễn hóa vạn kiếm đồ, lúc ấy thực lực ngươi không đủ, hiện đã trở lại siêu phàm nhập thánh, ta và ngươi phối hợp ăn ý hơn. Lý Vân Tiêu giật mình, thì ra nàng tìm mình diễn luyện vạn kiếm đồ, nói. Vừa vặn, ta cũng ý định bế quan luyện kiếm, hơn nữa những năm này ta có thể ngộ kiếm thuật khác biệt, cần trao đổi với ngươi. Khúc Hồng Nhan đại hỉ, nói. Ta cũng như thế. Hai người nhìn nhau, nội tâm rung động, sau đó liền nghe Lý Vân Tiêu gian nan nuốt nước bọt, Khúc Hồng Nhan cúi đầu xuống. Khục, khục khục, đi thôi, nắm chặt thời gian. Đột nhiên Lý Vân Tiêu đánh tan hào khí xấu hổ và khẩn trương này. Khúc Hồng Nhan vẫn cúi đầu, khẽ vuốt tóc mai, đi theo hắn vào trong mật thất. Sau đó Lý Vân Tiêu bố trí xuống kết giới, hai người tiến vào giới thần bi. Dù sao nơi đây là hóa thần hải, cần phải cảnh giác, không nên lưu cơ hội cho lỗ thông tử quan sát lá bài tẩy của mình. 10 ngày sau, trên đỉnh biển mây, mây bay trên đầu, án mây ngũ sắc như tranh vẽ. Không ngừng có hào quang bay lên từ thuật thần đảo. Trong đám mây tụ tập mấy trăm người, ai ai cũng khí chất bất phàm, thần sắc ngưng trọng. Ước hẹn nửa năm với Kỳ Thắng Phong, mặc dù không phải ai cũng biết, nhưng cao tầng hóa thần hải đều có nghe thấy. Thời gian vừa đến lập tức biết rõ có đại sự. Khu vực truyền tống hải thị Thận Thành đang sẵn sàng chờ đón địch nhân xuất hiện. Huyền Hoa tự mình canh giữ ở trước cửa trận, không nói một lời, hắn đứng đó mấy canh giờ. Chu Bách chỉ biết có đại nhân vật sắp tới, nhưng có thể làm cho Phong Hào Võ Đế tự mình nghênh đón, hắn phụ trách nơi này nhiều năm vẫn không thấy bao giờ. Lúc trước hỏi qua một lần, Huyền Hoa chỉ nói là chờ bằng hữu cũ, hắn cũng không dám hỏi nhiều hơn. Chỉ có thể mang theo vài tên tiểu đầu lĩnh cùng đứng chờ. Đột nhiên Huyền Hoa cười lên, nói. Nên cho những thủ vệ này lui đi, đừng có khẩn trương như vậy, như thế sẽ làm khách nhân nghi kỵ, giống như chúng ta đang giàn trận đón kẻ thù đấy. Chu Bách vội vàng cho những tiểu lâu la rời đi, khôi phục trạng thái như lúc trước, theo kinh nghiệm và quan sát của hắn, kẻ tới cũng không phải bằng hữu cũ gì đó, cẩn thận hỏi. Huyền Hoa đại nhân, thật không có chuyện gì sao? Huyền Hoa cười nói, ta cũng không biết, nhưng ta có thể khẳng định một chuyện, đám tiểu lâu la này ở đây cũng chẳng làm được gì. Chu Bách nghĩ cũng phải, Phong Hào Võ Đế đều ở đây thì sợ gì, hơn nữa nơi này chính là hóa thần hải, ai dám sằng bậy. Hắn lấy một phần ghi chép ra, nói, đại nhân, chỉ thị mới nhất, có 3 người đi truyền tống trận không đăng ký đang tới hải thị Thận Thành, trong đó từ Bắc Vực đi tới còn cần thời gian một chén trà nhỏ. Bắc Vực. Huyền Hoa trầm ngâm một chút, liền không nói, tiếp tục nhìn truyền tống trận. Quả nhiên sau thời gian một chén trà, truyền tống trận sáng lên, tất cả mọi người đưa mắt quan sát. Đồng tử Huyền Hoa co rụt lại, lập tức cảm nhận được khí tức cường đại bên trong, hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện trước truyền tống trận, sau khi 3 thân ảnh xuất hiện thì chào hỏi. Huyền Hoa cung nghênh 3 vị đại nhân đến hóa thần hải. Chu Bách kinh hãi không thôi, gương mặt 3 người này rất lạ lắm. Một người trong đó còn mặc áo đen không thấy rõ gương mặt. Nhưng có thể để Huyền Hoa cung nghênh chắc chắn là người hắn không thể đắc tội. Trong đó 2 người chính là Kỳ Thắng Phong cùng Bạc Vũ Kình. Gương mặt Kỳ Thắng Phong tuấn lãng, chỉ hơi tái nhợt, trong mắt tỏa ra hào quang nhìn qua chung quanh, nói. Đi thôi, trực tiếp đi hóa thần hải.
Huyền Hoa chỉ vào người áo đen, nói. Thứ cho tại hạ nhiều chuyện, xin hỏi vị bằng hữu này là. Kỳ Thắng Phong nói. Bằng hữu của ta. Huyền Hoa nhìn chằm chằm vào người nọ một hồi, giống như nhìn thấy vực sâu, ngay cả thần thức cũng bị nuốt vào, hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, hắn nói. Bằng hữu của đại nhân chắc là thế hệ kinh thiên động địa rồi. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nhìn hắn, cười lạnh nói. Như thế nào, ta kết giao bằng hữu ngươi cũng quản được sao? Chậc chậc, Phong Hào võ đế, bổn tọa thật sợ đấy. Huyền Hoa đầu đầy hắc tuyến, vội vàng ôm quyền nói. Đại nhân hiểu lầm, xin mời đi theo ta, thuật trưởng đại nhân chờ đã lâu. Bốn người trực tiếp đi vào truyền tống trận khác, Chu Bách vội vàng cho người khởi động truyền tống trận, truyền tống bọn họ vào hóa thần hải. Trên đám mây, Lỗ Thông Tử từ sáng sớm đã chờ ở đây, hai tay thả lỏng phía sau, hắn như bức tượng, nhìn qua bầu trời xa xa như đang suy nghĩ. Tất cả trưởng lão không dám quấy rầy hắn, đều thảo luận chuyện vừa rồi. Tuy bọn họ đều ở trên thuật thần đảo. Nhưng cơ hội gặp mặt nhau rất ít, tất cả đều vùi đầu vào nghiên cứu, dường như ném chuyện sắp xảy ra qua sau đầu. La Thiên đứng trong đám mây, ánh mắt nhìn thấy Lý Vân Tiêu cùng Khúc Hồng Nhan. Dù sao Khúc Hồng Nhan quá mức dễ làm người khác chú ý, mặc dù đã che mặt nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt mọi người. La Thiên vừa thấy Lý Vân Tiêu, sắc mặt lập tức khó coi, lắc đầu. Lý Vân Tiêu biết rõ hắn nói chuyện Dương Địch không có kết quả, tuy ban đầu đã dự liệu được. Nhưng sau khi nghe tin tức vẫn tức giận, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. La Thiên lách người đi tới, thấp giọng nói. Dương Địch tại nửa năm trước đã nhận nhiệm vụ đi Bắc Phực. Nửa năm trước, Bắc Phực, ha ha. Lý Vân Tiêu tức giận chưa tan, thần sắc khinh miệt. Sắc mặt La Thiên khó coi, tức giận nhìn qua Lỗ Thông Tử, cũng không biết nói cái gì cho phải, trầm mặc không nói. Khúc Hồng Nhan nói. Phi Dương ngươi đoán Dương Địch vẫn còn ở Hóa Thần Hải. Lý Vân Tiêu nói, có phải ở trong Hóa Thần Hải hay không ta không biết, nhưng khẳng định đã bị Lỗ Thông Tử khống chế, nhưng mà ta không có lo lắng. Lỗ Thông Tử là người thông minh, tuyệt đối không là địch với ta, đặc biệt là vào lúc này. Đột nhiên có một người đi tới, người này mặc áo xám, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Phó Hội trưởng Nguyên Đức. Tất cả trưởng lão đều vội vàng hành lễ, thần sắc tôn kính. Nguyên Đức uy vọng cực cao, đứng đầu võ tu, nghe đồn thực lực còn trên cả Lỗ Thông Tử, thần thái không giận tự uy. Hắn không ngừng gật đầu đáp lại, đồng thời ánh mắt đảo qua đám người, nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt bình tĩnh sinh ra sát khí dữ dội. Sát khí như hóa thành thực chất, tất cả trưởng lão đều cảm giác được, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đều giật mình. Bọn họ nhìn theo ánh mắt Nguyên Đức, trông thấy Lý Vân Tiêu thì nội tâm tò mò. Biết rõ thân phận Lý Vân Tiêu cũng không nhiều, tuy thủ tục trưởng lão danh dự đã làm xong, nhưng cũng chỉ đăng ký danh sách trong thuật thần điện, cũng không có công bố phạm vi lớn. La Thiên cũng chấn động, thấp giọng nói. Như thế nào, người đắc tội Nguyên Đức đại nhân? Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Ta cũng không biết có đắc tội hay không, nhưng mà ánh mắt của hắn đúng là đắc tội ta đấy. Gương mặt La Thiên đầy lo lắng, quở trách nói. Hiện tại trong hóa thần hải. Người duy nhất có lực lượng chống lại thuật trưởng chỉ có Nguyên Đức đại nhân, hiện tại ngươi lại đắc tội hắn, ai? Lý Vân Tiêu híp mắt nói. Chống lại Lỗ Thông Tử. Nguyên Đức oán độc nhìn hắn, hắn cũng không sợ đối phương, lạnh lùng đối mặt nhìn qua, hơn nữa trong mắt mang theo mỉa mai, làm cho Nguyên Đức càng giận tím mặt, trên người có ma khí bốc lên, hiển nhiên cảm xúc chấn động thật lớn, mọi người đều kinh hãi. Nguyên Đức chậm rãi ổn định cảm xúc, thu hồi ánh mắt. Trực tiếp đi đến sau lưng Lỗ Thông Tử, trực tiếp lăng không ngồi xếp bằng, cũng nhắm mắt điều tức. La Thiên đầy lo lắng, thấp giọng nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói. Ngươi còn nhớ rõ ngày ấy ở cổ ma tỉnh không? Ta ở bên trong gặp được Nguyên Đức, hơn nữa phát sinh xung đột. La Thiên kinh hãi, trong mắt tinh quang chớp động, dường như nghĩ tới cái gì, nói. Ngươi nói là Nguyên Đức trưởng lão và thuật trưởng. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nói. Hơn phân nửa là cá mè một lứa. La Thiên sửng sốt, cảm thấy chuyện này không dễ làm. Đột nhiên có một đạo hào quang lớn bay tới, đám mây này rất rêu rao. Sắc mặt mọi người lúc này cổ quái, vẫn có không ít mọi người hành lễ, nhưng lại không có kinh ý như với Nguyên Đức, trong mắt mang theo thần sắc nghiền ngẫm. Người nọ chính là Vũ Thần,
cảm nhận được ánh mắt nong rát từ chung quanh, còn có một chút tiếng cười nói giễu cợt, lập tức nổi trận lôi đình, sắc mặt của hắn như phun lửa nhìn qua Tinh Thuần. Tinh Thuần đã giật mình, hắn vội vàng che miệng, nói. Đại nhân hiểu lầm, ta không nói cái gì cả. Còn có một ít trưởng lão không biết rõ tình hình, đều cảm thấy kỳ quái, vì sao phó hội trưởng ai cũng nổi giận đùng đùng như thế. Người biết chuyện thì nói nội tình ra cho bọn họ nghe, lập tức đưa tới vô số ánh mắt ngạc nhiên và quái dị. Thần thức phú thần đã sớm tản ra, hắn nghe được rõ ràng, hắn giận muốn ngất đi, loại chuyện này không thể giải thích, càng giải thích càng phiền toái. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hai mắt như phóng ra lửa nhìn chằm chằm vào Tinh Thuần, lạnh lùng nói. Chưa nói, ngươi không phải nói cả rồi sao? Tinh Thuần che miệng, hắn sắp khóc giống lên, dốc sức liều mạng lắc đầu, nói. Ta thật không có nói, cái gì cũng chưa nói à. Phú thần lóe lên, xông tới và quát. Bổn tọa giết ngươi. Tuy hắn nổi giận nhưng ra tay rất nghiêm túc, một đạo kim quang đại khai đại hợp đánh xuống, nó hóa thành đao chém thẳng xuống. Tinh Thuần hoảng hốt, đao khí vô cùng bá đạo, nội tâm sinh ra cảm giác tử vong, hắn như bước chân vào quỷ môn quan, đối phương thật sự muốn giết mình. Tất cả mọi người kinh sợ, đánh chết một gã trưởng lão, mặc dù là phó hội trưởng cũng không có quyền lực lớn như vậy, huống còn giết người trước mặt tất cả trưởng lão và hội trưởng. Người điên rồi. Tinh Thuần cũng nổi giận, hai tay hợp lại, vận sức lên hai tay của mình. Lực lượng to lớn từ thân đao truyền ra, lập tức nhuốm máu, Tinh Thuần bị tổn thương gân mạch, bay ra xa xa. Phú thần đắc thế không buông tha người, hắn biến ảo thân pháp, tiến lên vài bước, hắn định một đao kết liễu Tinh Thuần. Dừng tay, hai gã trưởng lão ma tu có giao tình vói Tinh Thuần một trước một sau xông lên, một người toàn lực đánh lệch công kích của Vũ Thần. Một người khác thuấn di tới bên cạnh Tinh Thuần, kéo hắn ra. Bành! Đao của Vũ Thần đánh không trúng, những trưởng lão ma tu lập tức vây lại, tức giận nhìn chằm chằm vào hắn. Sắc mặt Vũ Thần đầy âm trầm, biết rõ không thể giết Tinh Thuần, nhưng sát cơ không giảm đi, ngược lại còn mạnh hơn trước. Tất cả mọi người xì xào bàn tán, thần thái không quen nhìn. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, quá trình trong đó hắn đoán được, tất nhiên là Vũ Thần có tư tật truyền đi. Mà đầu sỏ gây đều chỉ thẳng vào người đưa đan dược Tinh Thuần. Mà Tinh Thuần trách Vũ Thần để lộ bí mật, cho nên bắt đầu muốn giải thích, nhưng không thể ngờ Vũ Thần nổi giận như vậy, trực tiếp muốn động thủ giết người. Nhưng làm cho người ta kỳ quái là, Lỗ Thông Tử và Nguyên Đức đều không quan tâm tới. Vài tên trưởng lão thấy Lỗ Thông Tử chẳng quan tâm, lúc này lạnh lùng nói. Vũ Thần đại nhân, ngươi dám công khai hành hung chém giết trưởng lão Hóa Thần Hải. Mặc dù ngươi là phó hội trưởng cũng không có quyền lớn như vậy mà. Phú thần lạnh giọng nói. Tiểu nhân đáng chết, bổn tọa hôm nay không giết hắn, ngày khác sẽ giết hắn. Phú thần đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì mà ngươi tức giận như vậy? Nếu Tinh Thuần trưởng lão phạm tử tội, không cần ngươi tức giận, Hóa Thần Hải sẽ không dung hắn, nhưng nếu hắn không phạm tử tội, ai cũng không thể giết hắn. Giọng nói nhu hòa từ xa vang lên, một bóng dáng xuất hiện. Liễu Phỉ Yên ôm kiếm xoát hiện ở nơi này, trên mặt còn giận dữ. Phú thần lạnh giọng nói. Hắn hãm hại bổn tọa, đây là tử tội. Liễu Phỉ Yên cau mày nói. Hãm hại, hắn hãm hại ngươi cái gì, tội hãm hại cũng không đáng chết. Phú thần sững sờ một chút, không lên tiếng, loại chuyện hãm hại này cho dù mặt của hắn dày hơn nữa, cũng không mặt mũi nói trước mặt Liễu Phỉ Yên. Tinh Thuần giờ phút này điều tức thương thế, cười lạnh nói. Toàn bộ Hóa Thần Hải cũng biết, Phú Thần đại nhân, người còn che giấu cái gì? Người có tư tật, chính là không có công năng nam nhân mà thôi. Hắn lớn tiếng quát lên, tiếng nói truyền ra rất xa. Phốc, Liễu Phỉ Yên phun ra một ngụm máu tươi, hai má đỏ bừng. Lý Vân Tiêu nhịn không được cười ha hả, nói. Ha ha, nụ cười này cũng làm người ta cười vang, các ánh mắt trào phúng nhìn qua Vũ Thần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Té từ đám mây xuống. Vô số bộ dáng giễu cợt hiện ra, hết lần này tới lần khác thân là thuật luyện sư, thần thức của hắn rất mạnh, thần thái và nụ cười của mọi người hắn đều phát hiện được, lập tức phun máu. Phốc, Phú Thần trực tiếp phun máu cao mấy trượng, khí thế uể oải, quát ầm lên. Súc sinh, ngươi dám bịa đặt hãm hại ta, ta giết ngươi. Tiếng giống thê lương xé rách tim gan. Khúc Hồng Nhan cũng hơi ngượng ngùng, nói. Không thể ngờ Vũ Thần đại nhân thực lực bất phàm,
lại là thuật đạo nhân tài kiệt xuất, không thể tự chữa cho mình, thật đáng buồn. Phú thần sau khi thổ huyết, khí tức hòa hoãn một chút, nghe được Khúc Hồng Nhan nói câu này lại phun máu tươi, triệt để tổn thương chân nguyên, lại tiếp tục rớt khỏi đám mây. Đại nhân, một gã thuật luyện sư vội vàng phi thân đỡ Vũ thần lên, đặt lên đám mây. Một gã thuật luyện sư cũng nói. Đại nhân không cần như thế, tư tật này không khó chữa, dùng lực lượng rất nhiều đại nhân của hóa thần hải, tin tưởng trong thiên hạ không có gì trị không hết. Phốc, Vũ thần phun ra ngụm máu thứ ba, lần này đã bất tỉnh. Ai nha không tốt, đại nhân đã bất tỉnh. Tên thuật luyện sư nâng hắn lên hoảng sợ hét một tiếng. Đừng sợ, thuật luyện sư mạnh nhất thiên hạ đều tập trung ở đây, chỉ cần đại nhân không chết thì có thể cứu sống, mang đại nhân về phòng đi. Vài tên thuật luyện sư ba chân bốn cẳng vịn Vũ thần, bay ra khỏi biển mây tiến tới thuật thần đảo. Ai, Vũ thần đại nhân đức cao vọng trọng, lại là thuật đạo nhân tài kiệt xuất, không ngờ có bệnh này, đúng là thiên đạo bất công. Trị cho người nhưng không thể trị cho mình, đây là trời đố kỵ anh tài. Ta nhổ vào, cái gì thiên đạo, ta cũng không tin, dùng thực lực hóa thần hải còn không trị hết cho Vũ thần đại nhân. Vũ thần đại nhân mỗi tháng đều mang theo mấy nữ tử xinh đẹp vào đảo, ta vốn tưởng rằng đại nhân là đồ háo sắc, không thể ngờ là vì che giấu tai mắt của mọi người. Sắc mặt Liễu Phỉ Yên qua thật lâu mới hòa hoãn lại, quát. Được rồi, đừng nói nữa. Lời này làm mọi người tỉnh táo lại, cũng không dám nói thêm cái gì. Lý Vân Tiêu cười nói. Phát sinh loại chuyện này, ai cũng không ngờ, thật sự là khinh người, khó tránh làm dư luận phản ứng. Cũng rất bình thường. Đúng vậy a, rất bình thường nha. Liễu Phỉ Yên tức giận trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu. La Thiên cau mày nói. Quái dị, việc này ta cảm thấy có phần quái dị, nói không ra không đúng chỗ nào. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, nói. Quỷ dị như thế nào? La Thiên nói. Tư tật này không phải vấn đề lớn gì, dùng thành tựu thuật đạo của Vũ Thần không có khả năng trị không hết. Hơn nữa hắn háo sắc không phỉa bí mật gì trong hóa thần hải, những cô gái bị hắn mang đi đều bị phá zin cả. À, người cũng biết. Lý Vân Tiêu giống như cười mà không phải cười nói. Xem ra ngươi rất quan tâm sao? La Thiên mặt già đỏ lên, khiển trách. Đừng kéo lên người của ta, mỗi tháng Vũ Thần đều thay đổi một đám nữ tử mỹ mạo, ta ở khu vực truyền tống gặp vài lần, có bị phá zin hay không, nhìn qua là biết. Khúc Hồng Nhan hừ lạnh nói. Thật sự là đồ vô sỉ, vì che giấu vô năng của mình, mỗi tháng đều muốn hy sinh một đám nữ hài vô tội, vừa rồi ta nên một kiếm chém hắn cho rồi. Lý Vân Tiêu nói, chính vì hắn có tư tật, cho nên mới đặc biệt mẫn cảm, cho nên mới che giấu biến thái, nhưng mà chân tướng cuối cùng sẽ rõ ràng, bởi vì ta không thắng chính. Nói xong, chính hắn vỗ tay trước. Rất nhanh đã dẫn động mọi người vỗ tay, đặc biệt là những võ giả ma tu rất sung sướng. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Tinh Thuần cau mày, cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng mình đã kết tử thù với Vũ Thần, tự nhiên hy vọng hắn càng thảm càng tốt, vỗ tay rất to. Lỗ Thông Tử thời điểm này chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào phía trước, lạnh nhạt nói. Đến, tiếng nói rất nhẹ, nhưng truyền vào tai mọi người rát rõ ràng, tiếng vỗ tay dừng lại. Tất cả mọi người cảnh giác lên, đưa mắt nhìn qua xa xa. Chỉ thấy mấy đạo quang mang từ xa chạy đến, đó là dáng người Huyền Hoa đang bay tới biển mây. Huyền Hoa mỉm cười, nhìn Kỳ Thắng Phong nói. Đại nhân, hoan nghênh đến hóa thần hải, tiếng vỗ tay rung trời vừa rồi là hoan nghênh ngươi tới. Mọi người, Kỳ Thắng Phong hừ một tiếng, hiển nhiên cũng không lĩnh tình, ánh mắt nhìn lên người Lỗ Thông Tử, thần sắc lạnh như băng. Lỗ Thông Tử cũng nhìn qua hắn, cả đám mây an tĩnh lại. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn qua Kỳ Thắng Phong, đã từng là chủ nhân hóa thần hải, sư tôn Lỗ Thông Tử, là nhân vật trong truyền thuyết. Chỉ thấy hắn trẻ tuổi tuấn lãng như vậy, trên người tỏa ra sinh mệnh lực rất mạnh, dung mạo đối lập hoàn toàn với Lỗ Thông Tử già nua. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Lỗ Thông Tử rốt cục động, hắn đi tới phía trước ba bước, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu ba lần, chảy nước mắt nói. Đệ tử Lỗ Thông Tử, bái kiến sư tôn. Kỳ Thắng Phong cười nhạo nói. Sư tôn, bổn tọa không dám nhận, Lỗ Thông Tử đại nhân. Lỗ Thông Tử quỳ ở đó, nói. Nghe nói sư tôn cũng không đi về cõi tiên, đệ tử buồn vui lẫn lộn, trắng đêm khó ngủ, ngóng trông sư tôn đến hóa thần hải,
để đệ tử một lần nữa được lắng nghe sư tôn dạy bảo. À, nói như vậy, người muốn nghe ta dạy bảo. Kỳ Thắng Phong nói ra, trong mắt đầy thần thái giễu cợt. Lỗ Thông Tử nghiêm nghị nói. Đúng thế, đoạn thời gian đi theo sư tôn, đó là thời gian khoái hoạt nhất trong đời đệ tử. Kỳ Thắng Phong gật đầu nói. Khó có người nghĩ như ngươi, vi sư rất vui mừng. Kể từ hôm nay, vi sư sẽ trọng trưởng hóa thần hải, dù sao vi sư hiện tại thân thể đại thành, bất tử bất diệt, mà ngươi già như vậy, có lẽ nên an tâm tĩnh dưỡng, kéo dài tuổi thọ thì hơn. Trên đám mây xôn xao, đối phương nói ra mục đích của mình, trực chỉ vị trí thuật trưởng hóa thần hải, hơn nữa còn có thân thể đại thành, bất tử bất diệt, nội tâm mọi người chấn động mạnh. Lý Vân Tiêu mở to mắt ra nhìn, thi triển diệu pháp linh mục quan sát, Kỳ Thắng Phong vào lúc này cho hắn cảm giác như khối mỹ ngọc không tì vết. Chẳng lẽ hắn thực luyện hóa tàn hồn vu giật tiên, sau đó dung hợp. Không chỉ có Kỳ Thắng Phong, Bạc Phú Kình cũng đầy âm sắc, dường như khống chế được lực lượng nghê thạch, toàn thân có cảm giác âm lãnh kỳ lạ, thực lực hoàn toàn tăng vọt. Về phần người áo đen, thần sắc bất động đứng tại chỗ, nếu không phải nhìn thấy thì cho rằng không có người nào, bởi vì dùng thần thức tìm tòi thì hắn triệt để dung hợp làm một với thiên địa. À, bất tử bất diệt sao? Lỗ Thông Tử đứng lên, thần sắc lạnh nhạt nói. Chúc mừng sư tôn bước vào thân thể đại thành, đồng thời cũng mừng rỡ mình có thể từ bỏ vị trí thuật trưởng, nội tâm ta vô cùng tự tại. Kỳ Thắng Phong nhướng mày, hắn không tin Lỗ Thông Tử sẽ giao vị trí ra dễ dàng như vậy. Đám trưởng lão trên đám mây cũng vô cùng giật mình, nếu như Lỗ Thông Tử thoái vị, Kỳ Thắng Phong tiếp nhận, nhìn thì không có gì không ổn, ngược lại còn là thiên kinh địa nghĩa. Tuy Kỳ Thắng Phong đã từng là thuật trưởng, nhưng thời đại của hắn đã qua, hiện tại tất cả thuật luyện sư đều đi theo Lỗ Thông Tử quật khởi, nếu để cho Kỳ Thắng Phong ra lệnh cho bọn họ, như vậy sẽ không phục chúng. Trong đám trưởng lão cũng có mấy người đức cao vọng trọng, bọn họ là lão nhân sống ở thời đại Kỳ Thắng Phong, nước mắt rơi đầy mặt, vô cùng kích động. Thuật trưởng đại nhân, vạn lần không được. Nguyên Đức đứng ra, trầm giọng nói. Người này thân phận còn nghi vấn. Hắn làm sao chứng minh mình là Kỳ Thắng Phong? Dù lui một vạn bước, cho dù là thật thì hắn có tài đức tài năng gì bảo ngài thoái vị. Thuật trưởng đại nhân kính trọng hắn là ân sư, điểm ấy chúng ta đều có thể hiểu được, nhưng hóa thần hải là hóa thần hải của tất cả thuật luyện sư trong thiên hạ, cũng không phải là nhà của thuật trưởng đại nhân, ai làm thuật trưởng, mọi người nói mới tính toán. Đúng, dựa vào cái gì thoái vị cho kẻ không rõ lai lịch, ta không phục. Ta cũng không phục. Nếu như thuật trưởng đại nhân không làm, ta sẽ rời khỏi hóa thần hải. Nói hay lắm, phải đi cùng đi. Đám người trên mây kêu lên, tình cảm quần chúng cuồn cuộn, tất cả mọi người la hét muốn rời khỏi, cục diện không thể vãng hồi được. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong khó nhì, không thể ngờ Lỗ Thông Tử còn có một chiêu như vậy. Vốn theo suy đoán của hắn, Lỗ Thông Tử tất nhiên sẽ không bỏ quyền, hắn cầm chuyện đối phương khi sư diệt tổ nói ra, làm cho đối phương thân bại danh liệt. Bản thân mình thuận lý thành chương tiếp quản hóa thần hải. Nhưng bây giờ Lỗ Thông Tử vừa gặp mặt đã quỳ dập đầu, biểu hiện tôn sư trọng đạo, tất cung tất kính với mình, đồng thời biểu lộ ra bản thân không lưu luyến vị trí thuật trưởng, ra vẻ mình là tranh quyền đoạt vị, đang giận là cao thấp đã phân. Nếu như tức giận chuyện năm đó, chỉ cần đối phương vẫn phủ nhận, cắn ngược bản thân mình giá họa, với danh vọng của hắn bây giờ, sợ là không có người sẽ tin chính mình, muốn tiếp quản hóa thần hải càng khó. Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc nói. Lỗ Thông Tử quả nhiên lợi hại, bất động thanh sắc, chút bất chi bất giác đã làm cho Kỳ Thắng Phong á khẩu, hiện tại chiếm hết ưu thế, Kỳ Thắng Phong đâm lao phải theo lao. Khúc Hồng Nhan cũng là người cực kỳ thông minh, mặc dù không có cái nhìn thấu triệt như Lý Vân Tiêu, nhưng mà cũng đoán ra một ít. Lỗ Thông Tử vẻ mặt ngạc nhiên, giơ hai tay lên, hô to nói. Chư vị nghe ta một lời. Đám người trên mây an tĩnh lại. Nội tâm Kỳ Thắng Phong trầm xuống, loại lực hiệu triệu này rất khó thanh trừ. Lỗ Thông Tử nói, kẻ hèn này đảm nhiệm chức thuật trưởng hóa thần hải trăm năm, ta vẫn tầm thường vô vi, không thể mang thuật đạo phát dương quang đại, cho nên ta rất thẹn trong lòng. Hôm nay ân sư vẫn còn, tự nhiên nên giao ra, từ nay về sau một lòng ký thác thuật đạo, không lãng phí tâm tư vào chuyện khác. Nguyên Đức Bi Thương nói, không thể, thuật trưởng đại nhân nếu tiếp nhận. Ta cũng sẽ rời đi, nếu không bước vào hóa thần hải một bước. Rất nhiều võ giả ma tu thấy Nguyên Đức cầm đầu, đồng thời hô to, nói.
chúng ta cũng đi theo tùy tùng thuật trưởng đại nhân, đi theo Nguyên Đức đại nhân, không bước vào hóa thần hải một bước. Không ít thuật đạo trưởng lão cũng tỏ thái độ kiên định, lập trường rõ ràng, những người không tỏ thái độ thì vô cùng khiếp sợ. Chuyện này phải làm sao cho phải? Lỗ Thông Tử sửng sốt, lắc đầu thở dài. Làm sao cho phải đây? Kỳ Thắng Phong đã sắp tức điên rồi, hai mắt phun ra lửa, tiểu tử này vừa rồi quỳ xuống, làm cho chính mình không cách nào tức giận chuyện năm xưa, kết quả là mất đi tiên cơ, khó thay đổi đại cục. Nguyên Đức nói, theo cách nhìn của ta, vị trí thuật trường không thể đổi, Kỳ Thắng Phong đại nhân quay về hóa thần hải chính là thiên đại hỷ sự, hơn nữa đại nhân năm đó đã từng là thuật trường, không bằng đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão, chức này do Kỳ Thắng Phong đại nhân đảm nhiệm, không biết mọi người nghĩ như thế nào. Tất cả mọi người đủ hô. Tốt, biện pháp này thỏa đáng. Lỗ Thông Tử hỏi ý kiến hỏi. Sư tôn, phương pháp này. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong tái nhợt, nếu bao giờ nói biện pháp này không tốt, càng không chiếm được người ta ủng hộ, nếu dùng vũ lực thượng vị, những trưởng lão này rời đi sạch, chiếm được hóa thần thải có ý nghĩa gì? Sắc mặt Kỳ Thắng Phong âm trầm biến hóa bất định, cuối cùng nhất đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào Lỗ Thông Tử, lạnh giọng nói. Tốt, tốt, không hổ là đồ đệ Kỳ Thắng Phong của ta, chí dũng càng hơn năm đó. Lỗ Thông Tử mỉm cười, ôm quyền nói. Không dám quên sư tôn dạy bảo. Kỳ Thắng Phong đã giận nô bụng, khẽ nói. Nếu ngươi có uy vọng như vậy, thiên hạ thuật đạo quy tâm, nhìn thấy cảnh tượng này vi sư rất mừng, vi sư tạm thời đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão. Nhưng mà ngươi nên tiếp tục tận tâm tận lực vì thuật đạo, không thể lười biếng, nếu không vi sư sẽ không buông tha ngươi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cười cười, nói khẽ. Đôi sư đồ này quả nhiên tám lạng nửa cân, tâm tư cẩn thận, tính toán sâu xa. La Thiên cau mày nói. Chỉ giáo cho. Lý Vân Tiêu cười nói. Trong lời Kỳ Thắng Phong nói có hai tầng ý nghĩa, một là hắn tạm thời làm thái thượng trưởng lão, chức thái thượng trưởng lão này chỉ là tạm thời, nói rõ hắn chưa từ bỏ ý đồ với vị trí thuật trưởng, thứ hai nếu như Lỗ Thông Tử lười biếng, hắn sẽ ra tay. Mà hai chữ, lười biếng, này rất khó nói, không có tiêu chuẩn phán xét, tất cả do hắn nói mà tính toán. Người ở đây ai mà không tai thính mắt tinh? Lý Vân Tiêu nói rõ ràng như vậy, ai cũng sững sờ, sau đó nhíu mày nhìn qua. Kỳ Thắng Phong hữu ý vô ý lườm Lý Vân Tiêu, hắn tươi cười lạnh giá. Lỗ Thông Tử tự nhiên cũng hiểu mấu chốt trong đó, thầm mắng vài câu, nhân tiện nói. Đệ tử không dám lười biếng, xin mời các vị trưởng lão cùng giám sát. Hắn lập tức mang quyền giám sát đưa lên tay các trưởng lão, mà những trưởng lão này tuyệt đại đa số là người một nhà của hắn. Nhìn Kỳ Thắng Phong ngươi làm sao bây giờ, ngươi nói ta lười biếng, chỉ cần mọi người nói ta không có lười biếng, ngươi cũng không có lý do đoạt quyền. Kỳ Thắng Phong cũng sững sờ, không thể ngờ hắn có một tay như vậy, cười lạnh nói. Yên tâm đi, vi sư sẽ dẫn dắt các trưởng lão cùng giám sát ngươi. Ngươi an tâm làm thuật trưởng của mình, tận tâm tận lực làm việc công, vi sư thân là thái thượng trưởng lão, cũng nên làm chút gì đó cho hóa thần hải, ta sẽ giúp ngươi quản lý trưởng lão viện. Lỗ Thông Tử lập tức giật mình, tất cả trưởng lão cũng xôn xao. Trưởng lão viện cho tới bây giờ là cơ cấu nhàn tản, tuy có quyền lực quản ô di tất cả, nhưng rất nhiều đại sự đều trải qua, nếu là Kỳ Thắng Phong trưởng quản trưởng lão viện, cái kia không khác nhéo ở Lỗ Thông Tử yết hầu. Lỗ Thông Tử cười lạnh một tiếng, nói. Trưởng lão viện rất nhiều công việc, hiện tại đều do Vũ Thần Phó Hội trưởng quản lý, sư tôn rời khỏi hóa thần hải đã lâu, ta sẽ bảo Vũ Thần giúp ngài một tay. Vũ Thần, ánh mắt Kỳ Thắng Phong quét qua, không biết là người phương nào. Trên mặt mọi người tươi cười nghiền ngẫm, làm cho Kỳ Thắng Phong càng nhíu mày, dường như cảm thấy không tốt. Lỗ Thông Tử nói, Vũ Thần Phó Hội trưởng mới vừa rồi còn ở đây, chỉ vì thân thể có chút không khỏe về trước. Trưởng lão viện là do hắn quản lý, các công việc chuẩn bị hội nghị bình thường, phát ra các loại tin tức, quét dọn vệ sinh. Hắn phi thường sở trường. Dù sao các trưởng lão bình thường đều bận rộn nhiều việc, muốn triệu tập cũng không dễ dàng, cần có người làm những công tác này. Kỳ Thắng Phong hừ lạnh một tiếng, Lỗ Thông Tử ý tứ thế nào hắn nghe rõ ràng, nói quản lý trưởng lão viện chính làm chút ít chuyện truyền tin tức, quét dọn vệ sinh gì đó, đây chính là cách làm hắn mất đi quyền lực mà. Kỳ Thắng Phong cười lạnh một tiếng, duỗi hạ lưng mỏi, nói. Cái tên gọi là Vũ Thần, cứ bảo hắn tới đây đi.
hắn cũng không tin ngay cả một phó hội trưởng cũng không dạy dỗ được, cho dù là hổ cũng phải biến thành mèo. Tất cả mọi người có một loại cảm giác, Vũ Thần dường như sắp không may. Nhưng mà chuyện này vốn tưởng biến thành đại sự long trời ở Hóa Thần Hải, không thể ngờ chấm dứt dễ dàng như vậy, nhưng cái giá lớn chính là chôn mầm nội loạn xuống đất. Điểm ấy tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng thuật luyện sư đối với quyền lợi dục vọng không có hứng thú lớn, chỉ một lòng nghiên cứu thuật đạo mà thôi. Đối với Lỗ Thông Tử cùng Kỳ Thắng Phong mà nói, trận chiến này là ngoài ý muốn, nhưng mà cũng còn thỏa mãn, vẫn trong phạm vi thừa nhận được. Dù sao phân liệt Hóa Thần Hải cũng không phải chuyện bọn họ muốn thấy, cái giá lớn khi đấu tranh chính là Hóa Thần Hải sụp đổ. Lỗ Thông Tử nói, sư tôn và sư đệ, còn có vị bằng hữu kia đường xa đến đây, một đường phong trần, ta đã chuẩn bị yến hội rồi, mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Kỳ Thắng Phong đưa tay ngắt lời nói. Không cần, chúng ta hơi mệt chút, an bài nơi ở lại. Mọi người cũng đều trở về đi, không nên chậm trễ tu luyện, hôm nay thiên võ giới gió nổi mây phun, các vị là cơ sở ổn định thiên hạ, cũng không cần ở đây với sư đồ chúng ta đâu. Hắn mới mở miệng, lập tức có khí chất uy nghiêm, tất cả mọi người không cách nào phản bác cái gì. Hơn nữa rất nhiều người cũng không muốn dây dưa vào chuyện của sư đồ bọn họ, cáo từ bay đi. Có nhiều hào quang bay ra bốn phía, đã có hơn phân nửa người rời đi. Lỗ Thông Tử lúc này nhíu mày, phát hiện mình có phần xem thường Kỳ Thắng Phong, chỉ mấy câu đã để lộ khí chất thượng vị giả, khí chàng thái thượng trưởng lão phát huy vô cùng tinh tế, lại không làm người ta phản cảm. Hơn nữa trọng yếu nhất là, câu đầu tiên đã làm mọi người thể hiện lập trường. Những người bay đi hoàn toàn không có tâm tranh giành quyền lực, cũng chính là phái trung lập, ai làm thuật trưởng bọn họ không quan tâm. Những người lưu lại đều quan tâm việc này, hoặc là người có hệ phái của mình, bị câu nói đầu tiên của Kỳ Thắng Phong đã phân chia ra, sợ rằng những người lưu lại bị Kỳ Thắng Phong nhớ kỹ trong lòng. Lỗ Thông Tử nói, nếu sư tôn mệt mỏi, cứ đi nghỉ ngơi trước đi, ta đã sớm an bài nơi nghỉ lại tốt rồi, là tiểu viện cách thuật thần điện không xa. Kỳ Thắng Phong tìm hiểu tình huống rõ ràng, nơi này cách thuật thần điện không xa, bên trong có hành động gì đều bị thuật thần điện giám sát rõ ràng. Hắn cười lạnh một tiếng, nói. Thật sự là đồ nhi tốt của ta, bây giờ đi thôi. Lỗ Thông Tử nhìn qua mọi người, nói. Các ngươi đều trở về đi, ta mang sư tôn đi nơi ở. Những trưởng lão kia lúc này mới cơ bản tan hết, Lý Vân Tiêu phất tay với La Thiên, ý bảo chính mình lưu lại, La Thiên mới thở dài một tiếng, lắc đầu quay người bay đi. Trên đám mây lúc này chỉ còn lại có Lý Vân Tiêu cùng Khúc Hồng Nhan, còn có Liễu Phỉ Yên. Kỳ Thắng Phong lúc này mới nhìn qua Lý Vân Tiêu vài lần, ánh mắt đầy dị sắc. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Xa cách đã lâu mới gặp lại, đại nhân vẫn khỏe chứ? Kỳ Thắng Phong gật đầu nói. Có thể gặp ngươi ở đây, ta cùng thật cao hứng, chẳng biết có thể nói chuyện hay không? Lý Vân Tiêu nói. Tự nhiên có thể. Lỗ Thông Tử cũng không nói cái gì, hắn khách khí làm thủ thế mời, mang đám người bay xuống dưới, bay tới tiểu viện gần thuật thần điện. Kỳ Thắng Phong đi vào trong đó, cũng không phát hiện cấm chế, kỳ thật đến trình độ của bọn họ hiện tại, bẫy dập gì đó chẳng khác gì làm trò cười cho người trong nghề. Lỗ Thông Tử nói, bên trong đều căn cứ theo trí nhớ của đệ tử, dựa theo bố trí ưa thích của sư tôn năm đó làm ra. Thần thức Kỳ Thắng Phong quét qua, lập tức có chút cảm khái, tuy cục diện hiện tại làm cho người ta thổn thức, nhưng hắn vẫn nói. Người hao tâm tổn trí. Cũng không biết là chân tình hay là như thế nào, Lỗ Thông Tử cũng dường có chút kích động, nói. Đây là đệ tử phải làm. Kỳ Thắng Phong nhìn qua hắn một hồi, mới nói. Ngươi là người thông tuệ nhất mà ta từng gặp, cũng là đệ tử làm ta vui mừng nhất, những lời này ta cũng không nói dối, mà là chân tâm thật ý. Lỗ Thông Tử nói. Đa tạ sư tôn tán thành. Kỳ Thắng Phong cười hắc hắc, nói. Tài trí và thiên phú của ngươi làm ta không thể nào phủ nhận, cho dù Bạc Vũ Kình là kỳ tài ngàn năm khó gặp, nhưng so sánh với ngươi chẳng khác gì đom đóm với trăng. Lỗ Thông Tử cuống quýt nói. Sư đệ tài năng hơn ta gấp trăm lần, sư tôn nghiêm trọng. Trong mắt Bạc Vũ Kình có hào quang âm ngoan lóe lên, dường như kích động, cảm xúc không ngừng biến hóa, cuối cùng nói ra từng chữ. Sư huynh quá khiêm tốn. Kỳ Thắng Phong nói. Kỳ Thắng Phong ta cũng là thế hệ thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa mấy trăm năm qua duyệt vô số người,
nhưng duy nhất có thể làm cho ta kiêng kỵ và bội phục chỉ có ba người, ngươi là một trong số đó. Lỗ Thông Tử kinh ngạc nói. Sư tôn khen nhầm, không biết sư tôn nói ba người nào. Tuy thái độ của hắn khiêm tốn, nhưng trong mắt hữu ý vô ý hiện ra thần thái không phục, dường như không có người nào có thể so sánh với hắn. Kỳ Thắng Phong cũng cười lạnh nói. Lỗ Thông Tử a, người biết ta chán ghét người cái gì không? Người rõ ràng là người xấu, giả vờ làm quân tử làm gì? Thiên phú và tài trí của ngươi làm ta bội phục, nhưng tiểu nhân giả quân tử thật là trơ trẽn. Sắc mặt Liễu Phỉ Yên và Huyền Hoa đại biến, trong mắt mang theo vẻ tức giận. Lỗ Thông Tử mặt không đổi sắc, cung kính nói. Đa tạ sư tôn dạy bảo, đệ tử nhất định sẽ sửa. Hừ! Kỳ Thắng Phong khinh miệt hừ một tiếng, rồi mới lên tiếng. Lão Phu dù gì cũng là người đứng trên đỉnh phong đại lục, cuộc đời này ta nhìn vô số người, Lỗ Thông Tử ngươi xem như một người, Lý Vân Tiêu xem như một người, còn có một người chính là Mộng Lão Đầu ở Thánh Vực. Phi Dương và Mộng Linh Chân Quân. Lỗ Thông Tử vẻ mặt kinh ngạc, nhìn qua Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy cổ quái, chẳng biết tại sao chính mình lại bị Kỳ Thắng Phong nhìn chằm chằm vào, hơn nữa xem trọng như vậy. Khúc Hồng Nhan mỉm cười, nghe thấy nhân vật truyền kỳ như Kỳ Thắng Phong tán dương Lý Vân Tiêu, nàng cao hứng nói không nên lời, giống như là ăn mật ngọt, hảo cảm với Kỳ Thắng Phong tăng gấp đôi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đại nhân thật sự khen nhầm. Trong mắt Kỳ Thắng Phong bắn ra hào quang sáng ngời, nói. Tiểu tử ngươi không nên giả vờ trước mặt bổn tọa, luận thiên tư thông minh, ngươi tuyệt không dưới Lỗ Thông Tử, bổn tọa tự tin điểm này nhìn thấy rõ ràng. Lỗ Thông Tử lạnh nhạt nói. Phi Dương chính là đệ tam võ đế, kiếm thuật thông thần, lại đoạt xá tiên thiên thai thành công, tinh thông thân thể, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Mộng Linh Chân Quân thân là thần đô tam lão, đức cao vọng trọng, thiên hạ kính ngưỡng. Ta làm sao so được với bọn họ, sư tôn nâng ta lên rồi. Trên mặt Kỳ Thắng Phong tràn đầy khinh bỉ, phất tay mắng. Tiểu nhân dối trá, hừ, vi sư cần nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi. Rốt cuộc Huyền Hoa nhịn không được, mắng. Ngươi ít giả vờ làm đại gia, nếu không phải thuật trưởng kính trọng thân phận của ngươi, ngươi có gì tư cách gì cao ngạo trước mặt chúng ta, hiện tại còn nhiều lần nói năng lỗ mãng, ngươi xéo đi, hóa thần hải không chào đón loại người như ngươi. Đầy tớ nhỏ, muốn chết. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong trầm xuống, khí tức uy áp cực mạnh, bộc phát như núi lửa phun trào. Huyền Hoa cười nhạo, mặc dù sinh lòng cảnh giác nhưng hắn vẫn đánh ra một quyền. Quyền phong áp xúc không khí tới cực hạn va chạm với uy áp Kỳ Thắng Phong, lập tức nổ tung, hóa thành khí kình cực lớn tỏa ra bốn phía. Sắc mặt Nguyên Đức không đổi, chỉ bay lên trời, hai tay ôm tròn, một đoàn ma khí hội tụ trong tay, lực lượng không ngừng phun trào. Không gian dường như đóng băng, sau đó Nguyên Đức quát một tiếng, mi tâm xuất hiện vài đạo ma văn, nói. Hấp! Khí kình vặn vẹo tỏa ra các hướng, ma khí bị hút đi như nước, biến mất vô tung vô ảnh. Kiến trúc chung quanh không bị phá hư. Nguyên Đức vung tay lên, xua tan ma khí chung quanh, hạ xuống mặt đất, lạnh nhạt nói. Hóa thần hải không chịu được các ngươi giày vò, muốn ồn ào thì đi biển cuối cùng đi. Biển cuối cùng chính là Thiên Uyên, ở đó là hư không vô tận, dù đánh thế nào cũng không lan tới hóa thần hải. Tốt! Huyền Hoa lạnh quát một tiếng, nhìn chằm chằm vào Kỳ Thắng Phong, khinh miệt nói ra. Có bản lĩnh thì theo ta đi Thiên Uyên chơi đùa. Kỳ Thắng Phong nhìn qua hắn, cười lạnh nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách, coi chừng chơi không còn mạng đấy. Ha ha, không dám cứ việc nói thẳng. Huyền Hoa sùi cười một tiếng, giơ ngón giữa lên, nói. Bọn hèn nhát, làm càn. Hai tiếng quát vang lên, chính là Lỗ Thông Tử cùng Bạc Vũ Kình, hai người nhìn nhau, Bạc Vũ Kình hừ một tiếng. Lỗ Thông Tử nhìn qua Huyền Hoa, quát. Không được vô lễ, nhanh xin lỗi sư tôn. Huyền Hoa ôm quyền nói. Thứ cho ta khó tòng mệnh, hắn là sư tôn của thuật trưởng đại nhân, cũng không phải sư tôn của ta, dựa vào cái gì xin lỗi. Ta chỉ tôn trọng người có tài có đức, đáng tiếc a, hắn đều không có. Bạc Vũ Kình lạnh lùng nói. Sư huynh a, người dạy dỗ thủ hạ đức hạnh này sao? Không bằng để sư đệ quản giáo thủ hạ của ngươi một hồi. Lỗ Thông Tử thở dài. Cái này, ai, chuyện này làm sao cho phải? Kỳ Thắng Phong trên mặt mỉa mai ở một bên nhìn qua, khua tay nói. Các ngươi đi xuống đi,
ở Thiên Uyên chờ ta, ta và Lý Vân Tiêu tâm tình một phen. Lỗ Thông Tử vội la lên. Sư tôn, cái này, chuyện này không tốt đâu, ngàn vạn đừng chấp nhặt với Huyền Hoa. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nhìn qua hắn, nói. Ta thật sự muốn bóc cái mặt dối trá của ngươi ra, Lăng Thanh đầu này khiêu khích ta, là ngươi ra lệnh sao? Sắc mặt Lỗ Thông Tử đột biến, tuy hắn làm bộ nổi giận, nhưng bị người ta quát xéo đi, mặt mũi của hắn đầy lo lắng. Ha ha, tốt, có cốt khí. Ta đang ở Thiên Uyên chờ ngươi, không đến thì ngươi đi khỏi Hóa Thần Hải đi. Huyền Hoa cười to mấy tiếng, quay người biến mất, hắn đi Thiên Uyên. Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn vài lần, Huyền Hoa khiêu khích quá mức rõ ràng, hiển nhiên là Lỗ Thông Tử an bài, muốn thăm dò thực lực Kỳ Thắng Phong. Dù sao thân thể đại thành quá đáng sợ, đây chính là tương đương đăng phong tạo cực, lực lượng thân thể trưởng thiên thần cảnh, mặc dù Lỗ Thông Tử cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Lỗ Thông Tử nói, nếu sư tôn quyết định chủ ý, đệ tử cũng không tiện nhiều lời, đệ tử hiện hành cáo lui. Đợi đến khi bọn họ rời đi, Lý Vân Tiêu mới nói. Đại nhân thật sự muốn động thủ sao? Kỳ Thắng Phong cười to nói. Ha ha, Lỗ Thông Tử người này ta rất hiểu. Nếu không thi triển lực lượng làm hắn kiêng kỵ, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên phiền toái không ngừng, còn không bằng sao sơn chấn hổ, đánh chó khinh chủ, làm hắn kiêng kỵ. Nội tâm Lý Vân Tiêu khó chịu, Huyền Hoa có quan hệ tốt với hắn, bị ví von thành chó, thập phần không vui, nói. Bất kể như thế nào, mong đại nhân hạ thủ lưu tình, không muốn tổn thương Huyền Hoa. Kỳ Thắng Phong nói, yên tâm đi, tên tiểu tử kia tuy lỗ mãng, nhưng hắn dù sao là cao thủ siêu phàm nhập thánh, không đơn giản đâu. Hơn nữa nhân tài khó được, ta còn muốn thu hắn dưới trướng đấy. Lý Vân Tiêu lại hỏi. Đại nhân thật sự luyện hóa tàn hồn Vu Giật Tiên, thân thể thành thánh. Trong mắt Kỳ Thắng Phong mang theo vui vẻ, nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Trong mắt Lý Vân Tiêu có phù văn chớp động vài lần, thay đổi liên tục, làm người ta cảm giác nhìn không thấu. Mặc dù Kỳ Thắng Phong cũng phải thất kinh. Lý Vân Tiêu thu liễm đồng thuật, cười nói. Hoàn toàn là nhất thể, thân thể đại thành. Kỳ thật trừ diệu pháp linh mục quan chắc ra, bản thân hắn cũng mở bảy huyệt môn, còn kém một bước cuối cùng là thân thể thành thánh, nhưng thân thể Kỳ Thắng Phong trước mặt lại sinh ra uy áp nhàn nhạt. Ha ha! Kỳ Thắng Phong cười ha hả, dường như thập phần vui vẻ, hiển nhiên là đã luyện hóa tàn hồn. Lý Vân Tiêu nói. Thật sự là chúc mừng đại nhân, hơn nữa ta thấy tu vị Vũ Kình huynh cũng thâm bất khả trắc, dường như hoàn toàn khống chế được Nghê Thạch, hơn nữa đột phá gông cùm võ đạo. Sắc mặt Bạch Vũ Kình lúc này mới tốt hơn một chút, nói. Đúng thế. Lý Vân Tiêu cười nói. Vậy cũng chúc mừng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua người áo đen, nói. Không biết vị bằng hữu kia là. Kỳ Thắng Phong cười nói. Ngươi không phải có Nguyệt Đồng sao? Chẳng lẽ không nhìn thấu ngụy trang của hắn? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Bằng hữu của đại nhân quả nhiên không giống tầm thường, thế gian này ta nhìn không thấu cũng không nhiều, nhưng không thể nhìn thấu ngụy trang của đại nhân này. Người áo đen vẫn bất động, lặng lặng đứng ở đó, thật giống như không tồn tại. Kỳ Thắng Phong nói. Nếu hắn không muốn ngươi nhìn thấu, vậy ngươi thu hồi lòng hiếu kỳ đi. Lý Vân Tiêu, ta và ngươi nói lúc trước, cũng nên hoàn thành đi. Lúc trước Kỳ Thắng Phong thay hắn phân tích bí mật cửu dương thần thể của Cố Thanh Thanh, suy đoán ra Lạc Vân Thường gặp nạn, điều kiện chính là hồng thạch của hắn. Nhưng bây giờ hai khối hồng thạch, một khối còn trên người Lạc Vân Thường, hiện tại đã bị Cố Thanh Thanh khống chế, mà khối khác đang ở trái tim hắn, thay thế cơ năng trái tim bị hao tổn. Tuy hiện tại có thể lấy ra, nhưng thứ nhất nguy hiểm quá lớn, thứ hai bỏ hồng thạch, thực lực của hắn giảm xuống không ít, cho nên hắn thật sự quá khó làm. Lý Vân Tiêu cũng không kiêng kỵ cái gì, trực tiếp nói chuyện hai khối hồng thạch nói rõ ràng. Kỳ Thắng Phong nghe xong trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn qua trái tim của hắn một hồi, nói. Ngươi làm sao chống cự lực lượng hồng thạch ăn mòn? Bạc Phú Kình cũng vẽn tai lắng nghe, dường như có chút kích động. Lý Vân Tiêu nói. Nó quan hệ tới thần thông bí thuật, không thể trả lời. Bạc Phú Kình thất vọng. Kỳ Thắng Phong nhíu mày, trầm tư một lát lại nói. Ngươi thiếu nợ bổn tọa một khối hồng thạch, dùng thần thông bí thuật này hoàn lại là được. Lý Vân Tiêu nghĩ một hồi, nói. Còn có thể dùng biện pháp khác không?
Kỳ Thắng Phong mỉm cười, nói. Tự nhiên có thể, giao băng sát tâm diễm khôi lỗi cho ta. Lý Vân Tiêu biết rõ hắn nói là hồ lô tiểu kim cương, lúc trước băng sát tâm diễn là tiểu hồng lưu lại, hồ lô tiểu kim cương bằng hồng thạch thi triển ra, hiện tại hồng thạch đang nằm trong tim hắn, băng sát tâm diễm mặc dù vẫn còn trong người hắn nhưng khó phát huy ra. Kỳ Thắng Phong chính là truyền nhân M Bộc, hắn hiểu chuyện ma chủ như lòng bàn tay, lập tức hắn cũng không hề cố kỵ, mang chuyện đế giả và tiểu hồng nói một lần, thậm chí tiểu hồng hiện tại đứng đầu thiên minh cũng nói rõ. Kỳ Thắng Phong và Bạc Vũ Kình nghe xong trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Khúc Hồng Nhan cũng giật mình không nhỏ. Lý Vân Tiêu phát hiện, người áo đen dường như xúc động, lơ đãng làm cho hắn bắt được một ít chấn động. Kỳ Thắng Phong phục hồi tinh thần thật lâu, kinh ngạc nói. Ma chủ phân thân đã kết hợp với Nghê Hồng Song Thạch. Chuyện này, Lý Vân Tiêu nói. Ma chủ năm đó bị phân liệt thành năm đạo, phân biệt trấn áp tại Tu Di Sơn, vực ngoại tinh không, Hóa Long Trì, Đông Hải Chi Nhãn và trong Thánh Vực. Hôm nay trừ Thánh Vực chưa mở ra, bốn nơi khác đã mở rồi. Vực ngoại tinh không đế quân đã chết, ma nguyên bị mọi người chia cắt, đại nhân cũng nhận được không ít chỗ tốt. Đông Hải Chi Nhãn phong ấn đã sớm mở ra, lực lượng ma chủ khô kiệt quá nhiều, bị đế dạ lấy đi. Mà Nghê Hồng Song Thạch còn lại ở đâu vẫn không rõ, đế dạ được thứ nhất, đại nhân và Vũ Kình Huynh có Nghê Thạch, ta và Vân Thường có Hồng Thạch. Đây là thứ hai, còn có hai tổ Nghê Hồng Thạch không rõ tung tích. Đại nhân thân là ma bộc nhất mạch truyền thừa, có biết tung tích chúng hay không? Kỳ thật trên người hắn còn có một tổ, đó là kiếm thương Trảm Hồng, nhưng đó là Nghê Hồng Nguyên Thạch bị luyện ra, cũng là một phần năm của ma chủ. Kỳ Thắng Phong nói, năm đó ma chủ bị ngũ mã phanh thây, bị đám cường giả gây nên, nơi trấn áp cực kỳ thần bí. Tiền bối của ta không biết. Những năm gần đây chỉ hỏi tham gia mấy khối mà thôi. Lý Vân Tiêu ngược lại đã quên, việc này hoàn toàn có thể hỏi Linh Mục Địch, tuy hắn nhìn Nghê Hồng Thạch không có gì, nhưng nên thu vào tay của mình, như vậy tốt hơn nằm trong tay kẻ khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghĩ đến đây, hắn hận không thể lập tức hỏi Linh Mục Địch, đi thu thập Nghê Hồng Song Thạch. Khúc Hồng Nhan nói, muốn ngăn cản ma chủ khôi phục toàn bộ thực lực. Xem ra mấu chốt nằm ở phong ấn tại Thánh Vực, và Nghê Hồng Thạch còn lại. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói cùng. Ma chủ đế muốn khôi phục thực lực đã không thể nào. Bằng vào lực lượng đế giả và đế giả bây giờ, trừ phi hai người bọn họ hợp hai làm một, như vậy mới có thể được, nếu không chỉ cần bọn họ ngăn cản lẫn nhau, vậy không có khả năng khôi phục thực lực. Cho nên ta cho rằng mấu chốt nằm ở chỗ ngăn cản bọn chúng thôn phệ nhau. Kỳ Thắng Phong nói. Ngươi nói rất đúng, tuy phân thân rất nguy hiểm, nhưng bọn họ kiêu ngạo bất tuân, ít nhất giờ phút này không cần quan tâm nhiều hơn. Nếu ngươi không thể mang thần thông cho ta, không thạch không được, vậy thánh khí thì sao? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đại nhân thật biết nói đùa, ngươi không phải muốn đánh chủ ý sao, ngươi cảm thấy ta sẽ cho. Kỳ Thắng Phong nói. Chắc chắn sẽ không, hơn nữa thánh khí đều có linh chọn chủ, ta lấy tác dụng không lớn. Như vậy ta cũng chỉ thừa một mớn, đó là nơi phong ấn. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trong mắt bắn ra tinh quang, có thể xuyên thấu nhân tâm. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, nơi phong ấn tự nhiên là ma chủ phổ, đây chính là đại ma nguyên vẹn, là tồn tại cường đại tương đương với đế. Năm đó nếu không có ma chủ đế phân liệt ra hắn, về sau cuộc chiến phong ma kết cục thế nào còn khó nói, có lẽ thiên võ giới đã sớm bị ma hóa, biến thành lịch sử. Ha ha, đại nhân yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, cười hắc hắc nói. Kỳ Thắng Phong tức giận, quát lên. Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ ngươi muốn nói không giữ lời? Lý Vân Tiêu nói. Mặc dù ta không thể mang hồng thạch cho ngươi, cũng không có khả năng mang ngươi đi nơi phong ấn, phần tâm tư này các hạ nên bóp chết đi. Khúc Hồng Nhan cũng ngưng trọng nói. Nơi phong ấn liên quan trọng đại, không thể đùa được. Ma chủ phổ năm đó dù chưa làm ác, nhưng bị trấn áp 10 vạn năm, mặc cho ai cũng có oán hận, nếu phá phong ấn ra ngoài, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Nói nhiều như vậy, chính là vì kiếm cớ bản thân không thực hiện lời hứa, nếu ngươi có hồng thạch, vậy lấy ra đi. Cũng đừng nói ta bất cận nhân tình, đây là ngươi tự mình lựa chọn. Khúc Hồng Nhan tức giận, sát khí băng hàn ngưng kết không trung, nói. Muốn lấy tim của hắn, dùng mạng của ngươi bồi vào.
Lý Vân Tiêu ngăn nàng lại, sợ nàng xúc động, rồi mới lên tiếng. Hồng thạch có thể cho ngươi, nhưng cũng không phải là khối trong người của ta, ta sẽ tìm được hồng thạch tiếp theo, sẽ giao cho ngươi. Hừ, đến lúc đó, có trời mới biết là lúc nào, chẳng lẽ 100-200 năm sao? Như vậy đi, 3 năm, cho ta thời gian 3 năm, ta tất nhiên sẽ tìm được hồng thạch tiếp theo. 3 năm quá lâu, 3 tháng còn không sai biệt lắm. 3 tháng, ngươi cho rằng đang tìm Nguyễn Thạch sao? Đại nhân ngươi cố ý chơi ta. Tốt, nếu ngươi cố tình tìm, đừng nói là ta không để cho ngươi cơ hội, bổn tọa cho ngươi nhiều nhất nửa năm. Nếu trong vòng nửa năm tìm được hồng thạch cho ta, hứa hẹn liền xóa bỏ, nếu không tìm được, ngươi dẫn ta đi nơi phong ấn. Kỳ Thắng Phong ném ra điểm mấu chốt cuối cùng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Tuy hồng thạch hắn rất muốn, nhưng so sánh với nơi phong ấn lại chẳng là cái gì. Lý Vân Tiêu tự nhiên biết rõ hắn muốn gì, thời gian nửa năm mặc dù ngắn, nhưng có linh mục địch, chỉ cần biết hồng thạch rơi ở đâu là đủ rồi. Thật sự không được có thể đi tìm Cố Thanh Thanh cầm về, hoặc là lấy trong người ra. Bạo lộ nơi phong ấn ở Nam Vực, việc này đánh chết hắn cũng không làm, hậu quả quá nghiêm trọng. Tốt, vậy thì nửa năm. Lý Vân Tiêu đáp ứng. Trong mắt Khúc Hồng Nhan bắn ra hào quang, nàng cũng không biết chuyện hai khối hồng thạch khác, thầm nghĩ nửa năm này nhất định phải tìm được Lạc Vân Thường cầm hồng thạch về. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Hy vọng Vân Tiêu công tử có thể nói giữ lời, ngàn vạn đừng có lại làm lão phu thất vọng. Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm, nửa năm sau ta không tìm thấy hồng thạch, lấy viên trong người ta cho ngươi. Kỳ Thắng Phong lúc này mới nói. Như thế rất tốt. Việc này là ước định giữa ta và ngươi, cũng không phải là bổn tọa cố ý muốn bức bách ngươi cái gì, mong rằng không nên bởi vì chuyện này mà sinh khúc mắc. Lý Vân Tiêu nói, đây là tự nhiên. Hắn cười nghiền ngẫm, nói, đại nhân dường như rất sợ ta sinh ra khúc mắc. Kỳ Thắng Phong nhìn hắn thật sâu, nói, điểm ấy lão phu cũng không có gì giấu giếm, ta xác thực không muốn trở mặt với ngươi, thực tế là lúc ở thời gian tiết điểm. Lý Vân Tiêu nghiền ngẫm cười nói. Thời gian tiết điểm, nhưng đại nhân tại Hóa Thần Hải chưa đứng vững gót chân đấy. Kỳ Thắng Phong thẳng thắn nói ra. Ma chủ phong ấn ở đâu ta sẽ đi tìm, có lẽ về sau sẽ có xung đột, dù sao ta thần thể đại thành, muốn tiến thêm một bước quá khó khăn, chỉ có nơi phong ấn mới có cơ hội. Nhưng Lỗ Thông Tử cũng không phải kẻ lương thiện, sợ là thời gian rất lâu sẽ làm ta không có tinh lực đi tìm nơi phong ấn. Còn nữa. Tương lai ngươi sẽ cải biến chủ ý. Kỳ Thắng Phong tươi cười, hắn rất tự tin. Lý Vân Tiêu hiếu kỳ nói. Cải biến chủ ý, vì sao ta không biết, tại sao đại nhân tự tin như vậy? Kỳ Thắng Phong nói. Chuyện Ngũ Hà Sơn ta đã biết được, người muốn giết Thiên Tư, cứu chữ Khả Nguyệt, không có lực lượng mạnh hơn căn bản không có khả năng. Quy Khư mạnh bao nhiêu ta không biết, nhưng nó là Nguyệt Đồng đời đầu tiên, ở thời đại thượng cổ hung thú hoành hành. Chân linh xưng bá còn có thanh danh không kém, dùng thực lực siêu phàm nhập thánh của ngươi có thể đối phó được sao? Trái tim Lý Vân Tiêu run động mạnh, Nguyệt Đồng là chuyện hắn không muốn nhớ tới, nhưng nó lại quấn lấy hắn, đây là vận mệnh. Hắn nói, trong thiên địa này, Quy Khư muốn khôi phục đỉnh phong cũng không có khả năng, giết nó cũng không phải không có hy vọng. Kỳ Thắng Phong cười nói, xác thực có hy vọng, nhưng mà rất xa vời, điểm này ngươi rất rõ ràng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó nhìn, trận chiến Ngũ Hà Sơn, chữ Khả Nguyệt từng nói với Khúc Hồng Nhan, Quy Khư trong thời đại thượng cổ đánh với chân long mà không vẫn lạc, thực lực mạnh có thể thấy được rõ ràng. Khúc Hồng Nhan cảm nhận được tâm tình của hắn, nhẹ nhàng nắm tay hắn. Nàng đang nói cho hắn biết, dù lên núi đào biển lửa, phía trước đường khó đi cỡ nào, nàng vẫn nguyện ý đi cùng hắn. Nội tâm Lý Vân Tiêu ấm áp, cười với nàng. Hai người nhìn nhau cười cười. Lo lắng mặc dù vẫn còn, nhưng nội tâm áp lực hóa giải rất nhiều. Kỳ Thắng Phong nhìn qua hắn, nói. Đi nơi phong ấn tìm thập phương quy tắc, đây chính là cách đột phá thập phương thần cảnh, cũng là biện pháp duy nhất chiến thắng Quy Khư. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đại nhân không cần rượt dây ta, phương pháp này cũng không cao minh. Mặc dù đạt được thập phương quy tắc, muốn giết Quy Khư độ khó cũng sẽ không yếu bớt, việc này ta tự có châm trước. Kỳ Thắng Phong biết rõ hắn là kẻ tâm tính kiên định, trong ngắn hạn sẽ không cải biến chủ ý, thoáng thất vọng, nói. Vậy ngươi cứ châm trước đi, nhớ rõ ngày đó đáp ứng ta cái gì,
không có hồng thạch thì dẫn ta đi nơi phong ấn. Lý Vân Tiêu nói, tự nhiên nhớ rõ, nhưng mà hứa vĩnh viễn không có ngày đó. Kỳ Thắng Phong cười nhạt một tiếng, nói, lão phu sống thời gian dài như vậy, chuyện gì đều trải qua, ta biết rõ trên đời không có chuyện gì tuyệt đối, sẽ có cải biến. Lý Vân Tiêu nhíu mày, không biết nói cái gì cho phải, chuyện Quy Khư đúng là tảng đá lớn đè nặng tim hắn. Giờ phút này hắn đã bước vào siêu phàm nhập thánh, chờ đợi chữ Khả Nguyệt ngủ say lần nữa, lúc Quy Khư khống chế thân thể sẽ đi tìm hắn. Mặc dù chẳng biết lúc nào, nhưng mà đoán chừng không quá lâu, lúc đó mình nên làm sao cho phải. Kỳ Thắng Phong thấy hắn trầm mặc, mỉm cười, nói. Nếu như cần đối phó Quy Khư cần giúp đỡ, lão phu cam tâm tình nguyện giúp ngươi một tay. Lý Vân Tiêu lộ ra dị sắc, nói. Đại nhân cũng không giống như kẻ giúp người làm niềm vui nha. Kỳ Thắng Phong cười to nói. Ha ha, bổn tọa đúng là không lợi không dậy sớm, ta đáp ứng giúp người đối phó Quy Khư, người phải giúp ta đối phó Lỗ Thông Tử. Đương nhiên, bất luận là người hay là ta, đều lấy điều kiện không ảnh hưởng tính mạng mới giúp, nếu nguy hiểm tính mạng, cứ vỗ mông rời đi. Đối phó thuật trưởng. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Việc này không chỉ rất khó khăn. Hơn nữa ta cũng không có lý do và lập trường đối phó hắn. Kỳ Thắng Phong nói, làm việc chỉ cầu có lợi chính là lý do. Đương kim trên đời tuy cường giả vô số, nhưng người có thể giúp người đối phó Quy Khư không nhiều. Hơn nữa người cũng không muốn nhìn thấy hóa thần hải hỗn loạn đúng không? Lý Vân Tiêu bắt đầu trầm mặc, dùng thân thể đại thành của Kỳ Thắng Phong, tương đương nhiều ra một gã đăng phong tạo cực, đối phó Quy Khư nắm chắc lớn hơn không ít. Hơn nữa Kỳ Thắng Phong cũng không phải chỉ có thân thể thành thánh, tu vị thực lực của hắn cũng thâm bất khả chắc. Hắn hỏi, hóa thần hải hỗn loạn, ngươi có ý gì? Kỳ Thắng Phong nghiêm mặt nói, ngươi cảm thấy với lực lượng của ta bây giờ chống lại Lỗ Thông Tử, ai mạnh ai yếu? Lý Vân Tiêu không cần nghĩ ngợi nói, tự nhiên là Lỗ Thông Tử mạnh, đại nhân yếu. Đột nhiên hắn dừng lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, dường như hiểu rõ cái gì. Kỳ Thắng Phong cũng nhìn ra, cười nói. Ha ha, nói chuyện với người thông minh đúng là bất việc, người đã hiểu rồi. Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói. Ý của ngươi là, Lỗ Thông Tử có khả năng mạo hiểm thử một lần, dùng toàn lực gạt bỏ đại nhân, do đó tạo thành hóa thần hải dung chuyển. Nếu ta nguyện ý đứng về phía đại nhân, Lỗ Thông Tử càng kiêng kỵ, không dám lộn xộn. Kỳ Thắng Phong khen. Đúng là ý này. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lập tức khó nhìn. Hắn đột nhiên nghĩ đến Dương Địch, Lỗ Thông Tử dùng quân cờ này ngăn cản hắn, hẳn là Lỗ Thông Tử tính trước cục diện này. Nếu thật sự là như thế, tâm cơ thuật trưởng hóa thần hải tính toán sâu xa cỡ nào? Kỳ Thắng Phong cũng là người thông tuệ, cau mày nói. Như thế nào, hẳn là ngươi bị hắn uy hiếp. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ thầy trò này quả nhiên là cùng một loại người, thông minh tuyệt đỉnh, hắn gật gật đầu, nói. Ta có một gã đồ đệ trong tay hắn. Hiện không biết tung tích. Kỳ Thắng Phong nói. Chuyện này cũng không sao, ngươi không cần tỏ thái độ rõ ràng, chỉ cần lúc mấu chốt mờ mịt đứng về phía ta là được. Về phần chuyện đồ đệ ngươi, ta sẽ cho người đi hỏi thăm. Lý Vân Tiêu nói. Việc này ta chỉ có thể tạm thời đáp ứng, nếu nguy hiểm tới tính mạng đồ nhi ta, ta sẽ không đáp ứng. Kỳ Thắng Phong nói. Tốt, ta đã nói trước, nếu ngươi không thể giúp đỡ ta. Chuyện Quy Khư ta cũng không giúp. Hắn tất nhiên không chịu ăn nửa điểm thiệt thòi. Lý Vân Tiêu cũng hiểu đây là giao dịch công bằng, tự nhiên đáp ứng. Kỳ Thắng Phong cười to mấy tiếng, dường như rất cao hứng, nói. Hiện tại mang ta đi Thiên Uyên, giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia. Lý Vân Tiêu không tâm tình xem hắn đấu với Huyền Hoa đấu, nhưng Kỳ Thắng Phong nhiệt tình rất cao, hơn nữa còn muốn biết cực âm chi thân thể lợi hại. Lập tức đi tới Thiên Uyên. Trong không gian đen kịt, Lỗ Thông Tử bốn người lặng lặng đứng ở đó. Huyền Hoa nói, bổn đại gia chờ đã lâu, còn tưởng rằng ngươi sợ hãi trốn đi đấy. Kỳ Thắng Phong cau mày nói, tuy ngươi vâng mệnh khiêu khích ta, nhưng lời nói bất kính, đây là ngươi tự tìm chết. Nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, cảm nhận được sát khí trên người Kỳ Thắng Phong, lập tức truyền âm qua, bảo hắn không được hạ sát thủ. Kỳ Thắng Phong lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Bạc Vũ Kình nói. Sư phó, loại cặn bã này không cần ngài ra tay, ta là đủ rồi. Kỳ Thắng Phong nói. Ngươi ra tay,
sư huynh của ngươi tất nhiên không cam lòng, cuối cùng vẫn quấy lấy, bắt buộc phi sư ra tay, không bằng đơn giản cho xong. Tất cả mọi người biết rõ, một trận chiến này kỳ thật chính là Lỗ Thông Tử bức Kỳ Thắng Phong bày ra thực lực, làm cho Kỳ Thắng Phong triển lộ tư cách chống lại mình. Nếu thực lực không đủ, đừng nói cái gì Thái Thượng Trưởng Lão, hôm nay Thiên Uyên chính là nơi chôn xương của hắn. Huyền Hoa cũng cảnh giác, giơ Toái Tinh Cung lên, mũi tên tỏa sáng sau đó bay ra ngoài. Thần thức và sát khí đều trực tiếp tập trung Kỳ Thắng Phong, từng đạo sát khí bốc lên. Vèo! Kim quang gào thét, mũi tên lập tức phá không bay đi, một quỹ tích màu vàng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Quỹ tích này không ngừng có phù văn mất đi. Mũi tên này! Đột nhiên đồng tử Kỳ Thắng Phong co lại, hắn thoáng cười to. Ha ha, Lỗ Thông Tử, người đúng là hao tổn tâm tư, dùng phá ma tiễn bán thành phẩm, cười chết ta. Thân ảnh của hắn biến mất, hàn quang phá không bay đi. Sau đó thân ảnh lập tức rời đi mấy trượng, đó lấy phá ma tiễn bắn tới. Tiếng long ngâm rít gào vang vọng các nơi, vô số chân long quấn quanh thân kiếm, chém ra lập tức. Phanh! Đại kiếm trực tiếp chém lên phá ma tiễn, tiếng đâm rách chói tai vang lên. Ánh mắt Kỳ Thắng Phong bắn ra hàn quang lạnh giá, đại kiếm trong tay đảo qua, người và kiếm đồng thời biến mất. Không tốt! Sắc mặt Huyền Hoa đại biến, nguy cơ cực lớn sinh ra trong lòng, Toái Tinh Cung hóa đao, vùng đao ngăn cản. Phanh! Cả không gian bị một kiếm này áp xuống, Huyền Hoa cảm thấy hai tay cầm đao run lên, hắn không gánh nổi lực lượng mạnh mẽ này, đao suýt rời tay. Phanh! Kiếm thế rốt cục thế như trẻ che đè xuống, Toái Tinh đao bị đánh bay đi, Huyền Hoa đã bị lực lượng lớn trùng kích, lồng ngực bị kiếm khí đánh bại, phun ra một ngụm máu tươi sau đó rơi xuống biển. Kỳ Thắng Phong một chiêu đắc thắng, thân ảnh đuổi theo xuống dưới, giơ kiếm lên chém thẳng vào Huyền Hoa. Đột nhiên một tia sáng đỏ đánh tới, Liễu Phỉ Yên bắt lấy Huyền Hoa, đồng thời trường kiếm run lên, hóa ra vô số bóng kiếm, trong khoảng khắc hóa thành kiếm cương ngăn cản. Phanh! Nhưng vẫn không ngăn được kiếm thế áp xuống, kiếm cương của Liễu Phỉ Yên mặc dù tranh giành được một tia cơ hội, lại bị đại kiếm đánh kiếm cương vỡ tan. Hai người bạo lộ trước kiếm thế, đại kiếm như hóa thành chân long chém thẳng vào hai người. Thiên lục tự nhiên! Liễu Phỉ Yên hét lớn lên, vô số kiếm quang hội thành quang thuẫn ngăn cản kiếm thế. Kỳ Thắng Phong nhíu mày, lực lượng trong tay tăng lên vài lần. Phanh! Kiếm thuẫn không cách nào ngăn cản đại kiếm, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán đi. Nhưng Liễu Phỉ Yên lại nắm được đầy đủ thời gian, mang theo Huyền Hoa bay tới sau lưng Lỗ Thông Tử. Kỳ Thắng Phong cũng không truy kích, mà là tán dương. Chiêu thiên lục tự nhiên này rất hoàn mỹ, có thể tùy tâm sở dục, rất khó được. Liễu Phỉ Yên nhíu mày, chiêu này là Lỗ Thông Tử truyền cho nàng, xem ra hơn phân nửa là từ Kỳ Thắng Phong truyền thụ. Nàng lạnh nhạt nói. Đại nhân khen nhầm. Sau đó bắt đầu quan tâm thương thế của Huyền Hoa. Huyền Hoa ngực không ngừng chảy máu, bị kiếm khí chém vào trong cơ thể, đoạn rất nhiều kinh mạch. Suy giảm tới ngũ tạng lục phủ, mặc dù thực lực của hắn siêu phàm nhập thánh, cũng gánh không được thương thế như vậy, không ngừng thổ huyết. Ta không sao. Huyền Hoa cưỡng ép chịu đựng, ăn mấy viên đan dược, ngăn cản thương thế khuếch tán, bắt đầu chữa thương. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Lực lượng của vi sư thế nào, đồ nhi ngươi những năm gần đây chắc có tiến bộ, có thể cho vi sư vui mừng hay không? Đã rất nhiều năm không gặp. Ta làm sư phó cũng nên kiểm nghiệm thành tựu của đồ đệ đấy. Lỗ Thông Tử cảm nhận được Kỳ Thắng Phong sinh ra sát khí mạnh mẽ ập tới, dường như sớm có tính toán, hắn cười cười bước lên vài bước, bước qua bên trái hai bước, sát khí này tiêu tán vô tung. Đột nhiên đồng tử Kỳ Thắng Phong co lại, bắn ra hai đạo hàn quang. Bộ pháp của Lỗ Thông Tử nhìn như rất tùy ý, kỳ thực ẩn chứa lĩnh ngộ thiên đọa cực cao, hắn hừ lạnh một tiếng, đi lên phía trước một bước, trực tiếp ép tới. Lỗ Thông Tử lại bước tới trước mặt một bước, lướt ngang ba bước, tránh né mũi nhọn, cười nói. Nếu sư tôn cảm thấy Huyền Hoa không đủ tập thể dục, vậy để cho Nguyên Đức Đại Nhân luyện tập với sư tôn nhé. Nguyên Đức Đại Nhân cũng là võ giả ma tu, hoàn toàn cùng mạch với sư tôn đấy. Sắc mặt Nguyên Đức lạnh như băng, ánh mắt vẫn không có rời Kỳ Thắng Phong, nghe được Lỗ Thông Tử nói câu này, lập tức thuấn di tới trước mặt Kỳ Thắng Phong, không nói hai lời, lập tức kết ấn đánh tới một chiêu. Đầy tớ nhỏ vô lễ. Kỳ Thắng Phong giận dữ, trực tiếp không nói mà động thủ là vô lễ.
Kiếm thế của hắn quét qua như một dải lụa ngang trời, oanh một tiếng, kiếm quang bổ Nguyên Đức thành hai nửa. Nhưng thân ảnh Nguyên Đức vỡ ra chỉ là tàn ảnh nhàn nhạt mà thôi. Kỳ Thắng Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, trở tay một kiếm, hắn quét qua bên trái một chiêu, lập tức ma khí hiện ra, hóa thành chân thân Nguyên Đức, sắc mặt băng lãnh, lăng không đánh ra một trường. Phanh! Kỳ Thắng Phong xoay người, cầm kiếm hoành trước ngực, ma trưởng vỗ vào thân kiếm, âm dương chấn động, lực lương không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Hừ, ma tu cũng dám cản rỡ trước mặt bổn tọa. Thân kiếm run lên, lập tức kiếm âm trở nên thê lương, trên thân kiếm xuất hiện nhiều ngọc long quấn lấy Nguyên Đức. Cái gì? Nguyên Đức ăn cả kinh, khoảng cách này quá gần, hắn căn bản không tránh kịp, chỉ có thể hét lớn một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết. Một tầng ma quang hiện ra trên thân thể dung nhập vào hào quang, thân hình âm tình bất định. Ầm ầm, kiếm khí hóa rồng chém ngang bầu trời, hào quang sinh ra, ma khí khuếch tán trong hào quang. Sau đó hào quang ngưng tụ thành tiểu cầu, hiển hiện trong lòng bàn tay Nguyên Đức, quát to một tiếng. Ma bảo. Quang cầu sinh ra một tia chấn động, Kỳ Thắng Phong lập tức thầm hô không tốt, hắn lui nhanh ra phía sau, đột nhiên không gian xuất hiện bình chướng đè ép hai người. Quang cầu màu đen này nổ tung, cả hư không bị nghiền nát, ma lực khôn cùng bị đẩy ra đánh thẳng vào người Kỳ Thắng Phong, bước hắn lui ra sau vài bước, đồng thời ma nguyên đầy trời không ngừng cắn nuốt hắn. Hai mắt Lý Vân Tiêu bắn ra hào quang, trực tiếp xem thấu ma vụ, Kỳ Thắng Phong đặt mình ở trong đó, một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, ma vụ đầy trời hóa thành các loại hung tướng, không ngừng cười vang thê lương. Kỳ Thắng Phong cười lạnh, tay trái đánh thẳng vào hư không, ma nguyên đầy trời bị hút vào bên trong tay trái, ngón tay của hắn như vẽ ra thiên quân vạn mã. Lúc này sát khí đằng đằng, tư thế hào hùng, những hung tướng giết ra khỏi ma vụ. Nguyên Đức bị vụ nổ chấn động bay ra phía sau, hai tay bấm niệm pháp quyết thật nhanh, vô số ma phù không ngừng lóe lên trong hư không. Đột nhiên trong người có tiếng giống to vang lên, thân thể không ngừng bành trướng, lăng không tăng thêm mấy lần giống như chân ma cự linh, đầu sinh ma giác, hai mắt bắn ra hung quang sáng ngời. Ầm ầm, thiên quân vạn mã giết ra khỏi ma vụ, thân ảnh Kỳ Thắng Phong dần dần hiện ra, tay phải giơ lên cao, trong lòng bàn tay ngưng tụ dây xích màu đen. Thoáng cái lăng không kết trận, đánh ra mấy trăm đạo hào quang. Thu, Kỳ Thắng Phong một tay bấm niệm pháp quyết, hắn lại mỉa mai. Dây xích ngâm đen kêu ào ào, lập tức co rút lại, nó khóa chặt Nguyên Đức. Nguyên Đức bị xiềng xích quấn quanh không thể nhúc nhích, hắn an tĩnh lại, ngay cả khí tức cũng không thể phát ra được. Trên mặt Huyền Hoa cả kinh, nói. Xảy ra chuyện gì? Liễu Phỉ Yên cảm thấy sầu lo thật lớn. Nguyên Đức giờ phút này trợn mắt nhìn, hắn giãy giụa vài cái nhưng vô lực, không thể giãy giụa thoát khỏi dây xích. Lỗ Thông Tử hoảng sợ nói. Ma Nguyên Tỏa. Tinh quang trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra ngoài, Ma Nguyên Tỏa vốn bị mình đoạt được, trong trận chiến lúc trước bị Kỳ Thắng Phong đoạt đi, đây thật sự là vũ khí cực mạnh đối phó ma tu, có thể phong tỏa Ma Nguyên. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Đồ nhi tốt nha, trí nhớ của ngươi không tốt rồi. Hay là cố ý để cho phế vật ngu xuẩn này chịu chết? Chơi ma công trước mặt phi sư, không phải định tìm chết hay sao? Ánh sáng xanh hiện ra trong tay Kỳ Thắng Phong, hóa thành một cái đỉnh to lớn, trực tiếp phóng ra đại trận, phù văn bên trong không ngừng xoay tròn. Nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, đây là tiểu đô thiên minh luân trận, đây là trận pháp có quy tắc sắc bén nhất trong thiên địa vạn pháp, đại trận này không gì không chạm được. Chết! Kỳ Thắng Phong quát một tiếng. Trong tay có hào quang màu xanh lóe lên, đại trận trên cao chém xuống. A! À, Liễu Phỉ Yên nhìn không được cả kinh kêu một tiếng, hoảng sợ che miệng lại. Cự linh Nguyên Đức đang bị tiểu đô thiên minh luân trận chém xuống. Ánh mắt Lý Vân Tiêu co rút lại, chỉ thấy cự linh bị chém ra làm hai, ma khí không ngừng khuếch tán ra, tiêu tán như pháo hoa. Kỳ Thắng Phong cảm thấy không đúng, sự cảm không tốt sinh ra trong lòng, hắn nhìn thấy thân thể Nguyên Đức tiêu tán. Ma Nguyên Tỏa rơi từ trên cao xuống. Sau khi cự linh tản ra, chân thân Nguyên Đức xuất hiện, xiềng xích nằm trong tay trái của hắn, hơn nữa hắn tay phải không ngừng bấm niệm pháp quyết, càng lúc càng nhanh. Rầm rầm, Ma Nguyên Tỏa bay ra khỏi tay hắn, lại trói Kỳ Thắng Phong, Kỳ Thắng Phong kinh ngạc quên cả né tránh, trực tiếp bị dây xích trói thành bánh trưng. Biến hóa này làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ha ha, sư tôn chủ quan. Lỗ Thông Tử đắc ý nói.
Ma nguyên tỏa là thần vật tổ tiên dùng để khắc chế ma vật, trên đời mặc dù chỉ còn lại một cái, nhưng chân quý hơn ma nguyên tỏa chính là tư liệu nghiên cứu. Sư tôn tin tưởng vào lực lượng ma nguyên tỏa, mà đồ nhi lại tin tưởng vào thành quả nghiên cứu của các hiền triết đấy. Kỳ Thắng Phong cau mày, lại không lên tiếng. Lỗ Thông Tử tiếp tục nói. Nghiên cứu về tu ma và phá ma, đồ nhi chưa từng dừng lại, tuy chế tạo ra phá ma tiễn không bằng ma nguyên tỏa, nhưng lại giúp ta tìm ra biện pháp đối phó ma nguyên tỏa. Kỳ Thắng Phong khen. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, mặc dù là vi sư cũng kiêng kỵ ngươi vạn phần, nhưng không thể không bội phục, cũng không hổ là đồ đệ đắc ý của ta. Lỗ Thông Tử nói. Sư tôn hiện tại không có sợ hãi, chắc hẳn ma nguyên tỏa cũng không làm gì được sư tôn. Thân thể Kỳ Thắng Phong chấn động, hắn cười lạnh, lập tức minh luân chi quang hiện lên, âm thanh kim loại chấn động, ma nguyên tỏa bị chém đứt, hai tay của hắn thu nó lại. Lỗ Thông Tử nhìn ra Kỳ Thắng Phong không có chiến ý, mỉm cười nói. Sư tôn cảm thấy nguyên đức như thế nào, còn khảo sát tu vị đệ tử không? Kỳ Thắng Phong lạnh nhạt nói. Đúng vậy, thông qua tu ma bước vào siêu phàm nhập thánh, xem như thiên tư chắc tuyệt, là nhân tài hiếm có của hóa thần hải. Về phần ngươi nha, người như vậy cam tâm dưới ngươi, có thể thấy được năng lực của ngươi rồi. Lỗ Thông Tử cung kính nói. Đa tạ sư tôn tán thành, đệ tử cảm thấy vui mừng. Kỳ Thắng Phong hừ một tiếng, phất tay áo một cái, nói. Đi thôi. Lý Vân Tiêu biết rõ sư đồ này thăm dò chấm dứt, sau khi quan sát lực lượng của nhau, nhưng đây chỉ là mở màn trong tranh đấu tại hóa thần hải mà thôi. Đột nhiên Nguyên Đức xoay chuyển ánh mắt, nhìn lên người Lý Vân Tiêu, quát. Không cho ngươi đi. Lý Vân Tiêu nhướng mày, cảm nhận được sát khí và chiến ý trên người Nguyên Đức. Biết rõ đối phương muốn báo thù, nhưng hắn không có ý tranh đấu, nói. Mặc dù ngươi thân là phó hội trưởng, cũng không có quyền lợi cưỡng chế một trưởng lão danh dự đi hay ở, chẳng lẽ quy củ của hóa thần hải đã sửa rồi? Nguyên Đức lạnh lùng nói. Đây không phải mệnh lệnh cưỡng chế ngươi, mà là thù hận giữa ngươi và bổn tọa, hoàn toàn không quan hệ chức vị cao thấp trong hóa thần hải. Thù riêng. Lý Vân Tiêu giả bộ ngu nói. Ta và Nguyên Đức đại nhân có thù riêng gì? Nguyên Đức cười lạnh nói. Cổ Phi Dương nha, thiệt thòi ngươi là phong hào võ đế, trưởng lão danh dự, giả ngu có là được sao? Lý Vân Tiêu bị đối phương nói đỏ mặt lên, lúc này mới nói. Được rồi, ngươi chỉ ăn thiệt thòi tại cổ ma tỉnh mà thôi, không biết Nguyên Đức đại nhân định giải quyết như thế nào? Kỳ Thắng Phong nghe ba chữ cổ ma tỉnh, lập tức biến sắc, sau đó khôi phục bình thường. Hứng thú nhìn qua Nguyên Đức cùng Lý Vân Tiêu tranh đấu nhau. Nguyên Đức lạnh lùng nói. Tự nhiên là dùng võ giải quyết, không chết không ngớt. Không chết không ngớt. Lý Vân Tiêu ăn cả kinh, ánh mắt nghiêm túc, nói. Nguyên Đức đại nhân muốn giết ta. Nguyên Đức khẽ nói. Nếu như ngươi cầu xin tha thứ, bổn tọa có thể cân nhắc thả ngươi, dù sao ngươi cũng là trưởng lão danh dự của hóa thần hải, ta sẽ chừa chút tình cảm. Thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta chỉ muốn hỏi một chút, thù riêng này hóa thần hải sẽ quản sao? Lý Vân Tiêu nháy mắt nhìn qua Nguyên Đức, lại nhìn Lỗ Thông Tử. Nguyên Đức cướp lời nói. Thù riêng tự nhiên là tự mình giải quyết, hóa thần hải sẽ không quản, nếu việc riêng của mỗi trưởng lão đều cần hóa thần hải để ý tới, hóa thần hải còn hoạt động được sao? Lý Vân Tiêu nói. Như vậy à, thuật trưởng đại nhân sẽ không giúp Nguyên Đức chứ? Cũng không tuyên truyền lực lượng hóa thần hải giúp hắn. Lỗ Thông Tử nghĩ một hồi, nói. Ta phi thường không muốn hai vị phát sinh tranh đấu, nhưng nếu đã như vậy, ta cũng bất lực, lực lượng hóa thần hải sẽ không dùng giải quyết việc riêng. Lý Vân Tiêu cười lạnh gật gật đầu, sát cơ lập lòe, nói. Đã như vậy, đó là tốt nhất. Lỗ Thông Tử nghe xong, hắn nhíu mày, phát hiện không đúng. Lý Vân Tiêu nói. Ta thân là trưởng lão danh dự hóa thần hải, tự nhiên sẽ không dùng công mưu tư, nhưng có thể nhờ bằng hữu báo thù riêng. Khúc Hồng Nhan cười lạnh, kiếm ý lóe lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Nguyên Đức. Nguyên Đức cả kinh, nói. Ngươi muốn dùng hai đánh một, Cổ Phi Dương, ngươi chính là phong hào võ đế, có tôn nghiêm võ giả hay không? Lý Vân Tiêu lắc đầu, nói. Đại nhân sai rồi, cũng không phải là dùng hai đánh một. Hắn nhìn về phía Kỳ Thắng Phong, nói. Đại nhân, ta và ngươi xem như có giao tình, có thể trợ giúp một tay.
Nguyên Đức và Lỗ Thông Tử biến sắc. Ha ha! Kỳ Thắng Phong cười ha hả, nói. Khi dễ tiểu bối là tổn hại thanh danh lão phu, để Vũ Kính giúp ngươi đi. Bạc Phú Kình vẫn âm trầm không lên tiếng, nhìn qua rất âm hiểm, nhưng Lý Vân Tiêu biết rõ hắn đã dung nhập nghê thạch vào người nên tính cách biến thành âm trầm. Bạc Phú Kình tươi cười nói. Phi thường cam tâm tình nguyện. Hắn lăng không đi vài bước, đi tới bên người Lý Vân Tiêu, mỉa mai nhìn qua Nguyên Đức. Nguyên Đức đứng không vững, Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình còn dễ ử lý, chỉ là siêu phàm nhập thánh, hắn tự nhận có thể giết hai người dễ dàng. Nhưng Khúc Hồng Nhan là cường giả cùng cảnh giới với hắn, chính mình vừa đấu một trận hao tổn thật lớn, vẻn vẹn đối phó Khúc Hồng Nhan đã không có phần thắng, huống chi là ba người liên thủ, phần thắng tới gần bằng không. Sắc mặt Nguyên Đức âm trầm bất định, tức giận nói. Tốt, Cổ Phi Dương, xem như ngươi lợi hại, lần sau sẽ tìm ngươi tính sổ. Hắn lúc này phất tay áo rời đi. Lần sau, Nguyên Đức đại nhân luyện ma công luyện hư đầu óc rồi sao? Khiêu khích bản thiếu gia xong rồi đi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, khóe miệng cười lạnh, hai mắt biến thành huyết nguyệt, quát. Thiên thiếu. Nguyên Đức cả kinh, động lực xuyên thủng thân thể hắn, quan sát thân thể của hắn trong trong ngoài ngoài, loại cảm giác này thập phần không xong, nổi giận nói. Bổn tọa muốn đi, ai có thể lưu? Thân ảnh của hắn hóa thành ma khí muốn biến mất trong hư không. Nhưng không gian lắc lư vài cái, ma khí không thể tiêu tán, ngược lại ngưng tụ ra chân thân Nguyên Đức, hắn không cách nào bỏ chạy. Cái gì? Nội tâm Nguyên Đức cả kinh, lúc này mới phát hiện nguyệt đồng của Lý Vân Tiêu đã khóa hư không, cho dù chính mình nghiền nát thế nào cũng không được. Đóng cửa đánh chó, lên. Lý Vân Tiêu giữ tợn cười một tiếng, ba người cùng lao tới phía trước. Nguyên Đức vừa sợ vừa giận, chỉ do dự một chút, kiếm khí lập tức đâm thẳng trái tim của hắn. Kiếm kia sinh ra vô số tinh quang, kiếm sáng như sao này chính là Tử Tiêu kiếm. Nguyên Đức vội vàng lui về phía sau một bước, hai tay hợp ấn đánh tới. Phanh! Một chiêu này va chạm với Tử Tiêu kiếm sinh ra vòng xoáy mạnh mẽ. Đột nhiên hắn cảm thấy khí kình đánh thẳng vào lưng, hắn hoảng hốt vung tay ngăn cản sau lưng, lăng không cầm ra một cây trường mâu. Đánh thẳng tới phía trước. Phanh! Trường mâu màu bạc đâm thẳng vào Bạc Vũ Kình, kiếm ý khuếch tán ra. Sắc mặt Lỗ Thông Tử khó nhìn, Nguyên Đức thất bại, nhưng hắn trừ trơ mắt bị đánh ra, còn lại hắn bó tay. Đột nhiên mí mắt sáng lên, phát hiện trên đầu Nguyên Đức là ngọn núi lục sắc đang tỏa sáng. Trái tim của hắn lúc này run rẩy, mặc dù không xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác bản năng lại cảnh báo nguy hiểm, quát. Nguyên Đức coi chừng. Không cần hắn nhắc nhở, Nguyên Đức đã phát giác được nguy hiểm, ngọn núi nhỏ xuất hiện làm không gian uốn cong, tất cả độ nghiêng đều vặn vẹo. Chi, đây là vật gì? Nguyên Đức đã giật mình, không gian uốn cong khó có thể tưởng tượng nổi, giống như muốn xé rách thân hình của hắn, có thể nghĩ sức nặng của ngọn núi này là như thế nào. Nội tâm Kỳ Thắng Phong chấn động mãnh liệt, hắn tự nhiên đã chứng kiến lực lượng huyền khí này rồi, nhưng lúc ấy cũng chỉ là ngũ sắc quang mang. Hiện tại dường như đã luyện chế thêm một lần nữa, đã là lục sắc quang mang. Ngọn núi còn chưa hạ xuống, lực áp bách của nó làm thân thể ma hóa của hắn bắn ra vô số sương mù, thân thể đều triệt để biến hình. Chẳng lẽ đây là thánh khí? Nội tâm Nguyên Đức vừa sinh ra suy nghĩ này, Lý Vân Tiêu có được thánh khí là chuyện thiên hạ đều biết, ý niệm vừa sinh ra, hắn biết rõ nếu bị thứ này nện trúng, không chết cũng tàn phế. Hắn hét lớn một tiếng. Ma khí trên người tăng lên tới cực điểm, hỏa diễm màu đen không ngừng bắn ra chung quanh. Hắn thu trường mâu lại, lăng không quét ngang một vòng, đánh bay Khúc Hồng Nhan cùng Bạc Vũ Kình, sau đó dùng uy năng to lớn đánh vào không gian, lao ra khỏi áp bách của Đâu Xuất Thiên Phong. Vừa thoát ra khỏi áp bách này, đột nhiên một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, giống như lôi long xé rách trời cao, lực lượng màu tím tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Lôi điện màu xanh đánh vào đỉnh đầu Nguyên Đức, từ trong ót của hắn bay ra ngoài, ma thân lập tức bành trướng sau đó nổ tung. Vô số lôi điện giống như con rắn nhỏ lan tràn ra chung quanh. Một tia sáng màu đen hoảng hốt thoát ra ngoài trăm trượng, sau đó nó ngưng tụ thành chân thân Nguyên Đức, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy. Hắn không dám dừng lại, vừa hiện thân đã chạy ra xa xa. Lý Vân Tiêu nhìn hắn biến mất trong hư vô. Nguyên Đức bỏ chạy chính là vị trí cổ ma tỉnh. Ha ha, đặc sắc, đặc sắc.
Kỳ Thắng Phong vỗ tay cười ha hả, quay đầu nhìn qua Lỗ Thông Tử sắc mặt đầy âm trầm, nói. Đồ nhi a, một trận chiến này ngươi cảm thấy như thế nào? Lỗ Thông Tử xấu hổ cười cười, cũng nói. Xác thực rất đặc sắc, không biết ngọn núi kia là huyền khí bực nào, thật sự là kinh thế hãi tục. Lý Vân Tiêu cười nói. Một chút đồ chơi nhỏ mà thôi. Ha ha, thì ra là đồ chơi nhỏ. Lỗ Thông Tử cười nhưng mà trong lòng không cười, ánh mắt kia vô cùng âm lãnh. Kỳ Thắng Phong cười nói. Đi thôi, ha ha, bổn tọa tâm tình thật tốt, chúng ta đi chè chén thôi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhìn Lỗ Thông Tử cáo từ, nói. Nguyên Đức đại nhân khí lượng quá nhỏ, mong rằng thuật trưởng đại nhân khai đạo cho hắn nhiều hơn, cáo từ. Hắn không dám triệt để xé rách quan hệ với Lỗ Thông Tử, vừa rồi cũng là Nguyên Đức tìm việc cho nên hắn mới ra tay giáo huấn. Xem như sao sơn chấn hổ, nhắc nhở Lỗ Thông Tử rằng, nói cho hắn biết nếu dám động tới Dương Địch, hắn sẽ liên thủ với Kỳ Thắng Phong, khi đó cục diện áp đảo hắn sẽ xuất hiện. Sắc mặt Lỗ Thông Tử âm trầm lợi hại, nhìn qua mấy người rời đi, hắn nhìn qua trời cao, vẫn không nhúc nhích. Trong lòng Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên vô cùng giật mình, bọn họ chưa bao giờ thấy qua bộ dáng của Lỗ Thông Tử như vậy. Trong lòng của bọn họ, bất cứ lúc nào, Lỗ Thông Tử vẫn bộ dáng lạnh nhạt, giống như trong thiên hạ sẽ không có gì thoát khỏi bố cục của hắn, nhưng bây giờ dường như không khống chế được. Trong tinh không bao la, đám người Kỳ Thắng Phong bay đi chậm chạp. Lý Vân Tiêu chú ý tới người áo đen từ đầu tới cuối không nói một lời, thậm chí không có bất kỳ nguyên lực chấn động nào, giống như cái bóng đi theo sau lưng Kỳ Thắng Phong, nếu không tận mắt nhìn thấy sẽ cho rằng người này không tồn tại. Đột nhiên Lý Vân Tiêu hỏi. Đại nhân muốn đi cổ ma tinh sao? Bởi vì phương hướng của bọn họ không phải là thuật thần đảo, mà là phi hành dọc theo biển cuối cùng. À! Kỳ Thắng Phong cười lạnh, nói. Cái gọi là cổ ma tỉnh, thật sự là khe hở sao? Dường như Lý Vân Tiêu nghe ra cái gì, trầm ngâm nói. Cái gọi là khe hở của đại nhân, hẳn nó có từ vài trăm năm trước rồi sao? Kỳ Thắng Phong gật đầu nói. Ta hiện tại đang đi tới khe hở thông đến ma giới, cổ ma tỉnh ta cũng có nghe qua, trước đó hoài nghi là khe hở mở rộng, bị Lỗ Thông Tử cải tạo một phen cho nên hình thành cái gọi là cổ ma tỉnh, bây giờ nghe ngươi nói như vậy, hơn phân nửa là thật. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Khe hở này tồn tại từ lâu, vì sao ta chưa từng nghe qua? Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Mấy trăm năm qua, người biết chuyện này chỉ có mình ta, về sau bị Lỗ Thông Tử phát hiện. Năm đó hắn khi sư diệt tổ, một nguyên nhân trong đó là vì tranh đoạt khe hở này. Tranh đoạt, Lý Vân Tiêu sững sờ nói. Hẳn, là hắn cũng tu luyện ma công, vì sao hiện tại phóng xuất khe hở làm cho tất cả mọi người tu luyện? Kỳ Thắng Phong kiêng kỵ nói ra. Hắn tự nhiên cũng tu ma công, nhưng người này thiên phú cực cao, không chỉ có ma công, tạo nghệ võ đạo cũng không cạn. Hắn nguyện ý phóng xuất khe hở này ra. Hơn phân nửa đã không còn tác dụng quá lớn với hắn. Hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Ngươi cũng là người tu luyện ma công, nếu có thể tu luyện trong đó, ngươi sẽ tiến bộ thật nhanh, đặc biệt là. Hắn nghĩ đến cái gì, sắc mặt thay đổi, dừng lại trên không trung, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nói. Đặc biệt là, lục đạo ma binh. Nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động. Đột nhiên hắn cảm nhận được người áo đen kia vừa rồi dường như sinh ra nguyên lực chấn động thật nhỏ. Cũng không biết là ảo giác của hắn hay thật sự rung động. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong đầy vẻ hâm mộ, nói. Ta không biết ngươi làm người thế nào, thực rất khó tưởng tượng, chứ ma chủ đế gia, đương kim trên đời thậm chí có thể có người sử dụng lục đạo ma binh, có lẽ ngươi hiểu uy lực của thứ này hơn ta. Lý Vân Tiêu không phủ nhận, nói. Vật kia đúng là rất mạnh. Nhưng cắn trả cũng không phải chuyện đùa, nếu không vạn bất đắc dĩ ta căn bản không dám động dùng. Mặc dù sử dụng, uy lực cũng cực kỳ có hạn. Kỳ Thắng Phong cười khổ nói. Ngươi đừng không biết đủ, đây chính là lục đạo ma binh, ngươi có lẽ không thể hiểu ngụ ý trong đó, chỉ cần ngươi có thể phát huy ra 1/2 phần 10 lực lượng, thiên hạ này ngươi vô địch rồi. Lý Vân Tiêu nói. Đại nhân biết làm sao phát huy ra uy lực lớn nhất của chúng hay không? Kỳ Thắng Phong nói, chỉ có không ngừng tích lũy ma nguyên, hơn nữa đề cao tu vị bản thân, không có con đường nào khác. Cổ ma tỉnh này sẽ giúp ích cho ngươi thật lớn. Lý Vân Tiêu động tâm, hắn vừa bước vào siêu phàm nhập thánh,
trong thời gian ngắn muốn tăng tu vị lên là không có khả năng. Nếu có thể đột phá ma công, mượn nhờ uy lực lục đạo ma binh cũng có thể chống lại quy khư. Nghĩ đến đây, máu của hắn nóng lên, hận không thể lập tức bay thẳng tới cổ ma tỉnh. Mấy người nhanh chóng tiến vào hư không, trước mặt là vòng xoáy cực lớn, nó sâu hun hút, đây là con đường đi thông tới ma giới. Mấy vị, trong hư không xuất hiện vài thân ảnh, là thủ vệ nơi này, thấy Lý Vân Tiêu tới thì cúi chào. Bái kiến Vân Tiêu trưởng lão. Lý Vân Tiêu nói, chúng ta muốn đi vào. Hộ vệ kia lộ ra vẻ làm khó, nói. Vân Tiêu trưởng lão đi vào tự nhiên có thể, nhưng mấy vị này cần phải có chỉ thị của Nguyên Đức Đại Nhân mới được. Lý Vân Tiêu nói, Nguyên Đức Đại Nhân phê chỉ thị, hắn đã đi vào trong rồi sao? Hộ vệ kia sững sờ một chút, lắc đầu nói, cũng không nhìn thấy Nguyên Đức Đại Nhân. Lý Vân Tiêu muốn xuống, dùng thực lực Nguyên Đức, muốn trực tiếp đi vào mà không bị phát hiện quá dễ dàng, hơn nữa hắn trọng thương, hơn phân nửa sẽ không để thuộc hạ nhìn thấy. Lý Vân Tiêu nói xong liền không để ý hộ vệ ngăn cản, trực tiếp bay vào bên trong. Đám người Kỳ Thắng Phong cũng theo sau, mấy tên hộ vệ kia muốn tiến lên cản trở, đột nhiên thân thể căng cứng, hoàn hoàn không thể nhúc nhích. Lúc đám người tiến vào cổ ma tình thì hộ vệ mới hoạt động được. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chúng ta sao? Ha ha, chúng ta, vô cùng hiếm thấy, đó là không gian uy áp, trực tiếp trấn trụ một phương. Dùng thực lực của chúng ta thì không thoát được. Cái này, vậy làm sao bây giờ? Mấy người kia chúng ta không biết, mạo muội xâm nhập cổ ma tỉnh là tội lớn, là thất trách. Không cần quá lo lắng, Vân Tiêu trưởng lão không phải nói hắn gánh chịu sao? Hy vọng đi, nếu thật gặp chuyện không may, hắn sẽ không đẩy trách nhiệm đi. Vài tên hộ vệ lo lắng nghị luận một phen, lúc này ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mấy canh giờ sau, đám người Lý Vân Tiêu xuất hiện ở bên ngoài giới lực ma giới, đây là không gian tối đen không ánh sáng, nhưng tất cả mọi người là cao thủ tuyệt đỉnh, lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Kỳ Thắng Phong đặt tay bên ngoài giới lực ma giới, nhẹ nhàng cảm thụ ma khí bên trong, nói. Ma khí tuôn ra lượng xác thực gia tăng một ít, nhưng trải qua mấy trăm năm thì bình thường tới cực điểm. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói. Ta đang kỳ quái Nguyên Đức đi đâu, chẳng lẽ hắn thật không có tới nơi này? Kỳ Thắng Phong cười nhạo nói. Mặc kệ nó, tên kia thực lực không tệ, nhưng cũng không gì hơn cái này, chưa đủ thành hoạt. Hắn quay người nhìn qua người áo đen, nói. Bằng hữu cũ, lần này làm phiền ngươi xuất mã. Hiện tại thế cục đã định, ngươi có thể trở về đi. Áo đen không gió mà bay, Lý Vân Tiêu vốn tưởng rằng có thể nhìn ra một ít sơ hở, lại không có nguyên lực chấn động. Người áo đen giơ ngón tay lên. Một tay bấm niệm pháp quyết sau đó điểm vào khe hở. Lúc này bóng đen biến mất vô tung vô ảnh. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, hắn vẫn dùng diệu pháp linh mục nhìn chằm chằm vào người nọ, từ đầu đến cuối đều không có thể nhìn ra thân phận của hắn. Không chỉ có như thế, hắn biến mất một cách không phát hiện ra, quả thật không tưởng tượng nổi. Thân ngoại hóa thân. Đột nhiên Khúc Hồng Nhan nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói. Kỳ Thắng Phong nhẹ nhàng cười cười, nói. Cung chủ Thần Tiêu Cung quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là thân ngoại hóa thân chi thuật. Khúc Hồng Nhan sững sờ nói. Thân ngoại hóa thân tồn tại thời gian dài như vậy, thiên hạ to lớn, quả nhiên cường giả vô số, bổn cung ếch ngồi đáy giếng. Kỳ Thắng Phong nói. Cung chủ đại nhân quá khiêm tốn, địa vị bằng hữu của ta không nhỏ. Lỗ Thông Tử hơn phân nửa đã đoán ra thân phận của hắn. Cho nên mới kiêng kỵ chưa từng ra tay, nếu không sẽ có nhiều bất ngờ đấy. Hắn không chịu nói ra lai lịch người nọ, Lý Vân Tiêu cùng Khúc Hồng Nhan cũng không tiện hỏi nhiều. Kỳ Thắng Phong nói, cung chủ đại nhân và Vũ Kinh không nên ở đây, nơi này rất thích hợp với người tu luyện ma công, các ngươi nên quay về Thuật Thần Đảo đi. Khúc Hồng Nhan nói, Phi Dương, ngươi muốn lưu lại sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Nơi đây xác thực thích hợp ta tu luyện hiện tại, Hồng Nhan ngươi nếu không phải muốn đi Thuật Thần Đảo, có thể tiến vào trong giới thần bi của ta. Khúc Hồng Nhan nói, tốt, chỉ là tu luyện không có ngày giờ, ngươi muốn bế quan bao lâu? Nàng có phần bận tâm Thần Tiêu Cung, dù sao đi ra đã lâu, cũng nên trở về một chuyến. Lý Vân Tiêu nói, đợi Quy Khư tới tìm ta. Hắn đã bước vào siêu phàm nhập thánh, chỉ cần Quy Khư lại khống chế chữ Khả Nguyệt. Sẽ tới tìm hắn.
sắc mặt Khúc Hồng Nhan ngưng trọng, lập tức ném chuyện Thần Tiêu Cung ra sau đầu, nói. Tốt, ta cùng ngươi. Lý Vân Tiêu gật đầu, đột nhiên sắc mặt của hắn biến hóa, tiện tay cầm một lệnh bài ra, phía trên tỏa ra các loại màu sắc. Những hào quang này như vật sống lưu động quanh lệnh bài, tạo thành các loại ký hiệu, lập lòe tiêu tan, sau ui đó ngưng tụ thành ký hiệu, nó nằm cố định trên lệnh bài. Kỳ Thắng Phong và Khúc Hồng Nhan đồng thời kinh hô lên, nói. Thiên Tiệm Lệnh. Lý Vân Tiêu nhìn qua ký hiệu tọa độ, gật đầu nói. Bắc Vực Tiên Cảnh Lang Hoàn Thiên, rốt cục có phản ứng. Khúc Hồng Nhan nói. Đi hay là không đi? Lý Vân Tiêu nói. Lần này mở ra thập phần trọng yếu, ta nghe Nam Khâu Vũ nói, Vĩnh Sinh Chi Giới có khả năng muốn mở ra. Cái gì, Vĩnh Sinh Chi Giới? Sắc mặt Kỳ Thắng Phong cùng Khúc Hồng Nhan biến sắc. Kỳ Thắng Phong trầm giọng nói. Nếu Vĩnh Sinh Chi Giới mở ra, vậy phải đi. Hơn nữa không chỉ chúng ta đi, sợ là cường giả cả thiên hạ đều đi. Không thiếu một phen tranh đấu đâu. Khúc Hồng Nhan kinh ngạc nói. Vĩnh sinh chi giới từ trước đến nay chỉ là truyền thuyết, chẳng lẽ bên trong có thể vĩnh sinh bất tử? Kỳ Thắng Phong cười to nói. Ha ha, làm sao có thể? Cho dù là thập phương thần cảnh cũng không có khả năng vĩnh sinh bất tử a. Về phần tình huống như thế nào, đi vào thì rõ. Lý Vân Tiêu nói. Vĩnh sinh chi giới có từ lâu, điển tịch Hóa Thần Hải cùng Thần Tiêu Cung có ghi về nó không? Khúc Hồng Nhan cau mày nói. Tục truyền Cố Thanh Thanh từng đi tìm kiếm vĩnh sinh chi giới, nhưng kết quả không được. Nếu như là lúc trước, xưng hô Cố Thanh Thanh tất nhiên sẽ có hai chữ tổ tiên, nhưng bây giờ không có kinh ý này. Cố Thanh Thanh. Kỳ Thắng Phong cũng không biết Cố Thanh Thanh đã hàng lâm lên thân thể Lạc Vân Thường, khẽ nói. Nàng hơn phân nửa đã chết ở Lang Hoàn Thiên, về phần vĩnh sinh chi giới, ta ngược từng gặp một ít ghi lại. Thực sự không phải là vĩnh sinh gì, đó là nơi con người tạo ra để thành thần. Nơi thành thần, con người làm ra. Ba người giật mình đưa mắt nhìn lên người Kỳ Thắng Phong. Kỳ Thắng Phong nói, nếu vĩnh sinh chi giới muốn mở ra, ta và ngươi sẽ là minh hữu thống nhất, nói với các ngươi cũng không sao. 10 vạn năm trước sau cuộc chiến phong ma, con đường thành thần triệt để đóng lại. 10 vạn năm qua vì bước vào thần cảnh, vô số cường giả nghĩ hết các loại biện pháp. Vĩnh sinh chi giới chính là dùng lông vũ thượng cổ thiên phượng mở ra, là không gian thành thần. Khúc Hồng Nhan nói. Thượng cổ thiên phượng, tương truyền thiên phượng có thần thông không gian, có thể tùy ý xuyên thẳng qua vực giới, chính là vương của Bách Điểu, trong vô số chân linh nó gần với chân long, dùng lông vũ của nó có thể mở không gian, nhưng mà thành thần là thế nào? Kỳ Thắng Phong bạch nàng liếc, nói. Ta không biết, lần này vĩnh sinh chi giới mở ra có lẽ chính là cơ hội tốt nhất. Khúc Hồng Nhan nói, nhưng mà tiến vào Lang Hoàn Thiên cần Thiên Tiệm Nhai phát Thiên Tiệm Lệnh mới được. Ha ha, Kỳ Thắng Phong cười ha hả, nói. Cung chủ thật sự là hiền lành, tới trình độ như ta và ngươi, còn cần lệnh bài làm gì? Thiên Tiệm Nhai cho lệnh bài tốt nhất, không cho thì cứ tiến vào. Khúc Hồng Nhan nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Kỳ Thắng Phong nói, từ tọa độ xuất hiện, mở ra ít nhất cũng 3 tháng, tối đa nửa năm. Trong khoảng thời gian này nên tu luyện ma công, tranh thủ tiến thêm một tầng. Lý Vân Tiêu, còn có ý trao đổi 1-2. Lý Vân Tiêu đạt được ma chủ truyền thừa ma công, mà Kỳ Thắng Phong là ma bộc nhất mạch, cũng người mang ma công, hai người có thể nói là tồn tại cao nhất. Lý Vân Tiêu cũng cầu còn không được. Khúc Hồng Nhan lúc này tiến vào giới thần bi, Bạc Phú Kình quay trở lại thuật thần đảo, Lý Vân Tiêu cùng Kỳ Thắng Phong ngồi đối diện nhau, bọn họ bấm niệm pháp quyết trao đổi lẫn nhau. Lý Vân Tiêu đạt được ma công dù sao càng chính thống, mà Kỳ Thắng Phong không ngừng tổng kết kinh nghiệm nhiều năm, hơi có chút sai biệt, lại không có biến hóa nhiều, đồng thời hắn cũng phi thường muốn biết tình huống lục đạo ma binh, hai người trao đổi đạt được rất nhiều thu hoạch. Mấy chục ngày sau, hai người đều yên lặng được ma khí tẩm bổ. Lý Vân Tiêu lâm vào nhập định, hắn như hòa mình vào trong ma khí là hắn từ ma khí biến hành ma sát. Lại từ ma sát không ngừng thôn vệ ma sát khác phát triển lên. Là ai? Đột nhiên Kỳ Thắng Phong quát lên, hắn phát hiện không đúng. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, hắn có cảm giác như trải qua giấc mộng trang chu. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ là ma chủ ma nguyên ảnh hưởng, mặc dù là ma chủ vô dịch thiên hạ cũng không ngừng phát triển từ ma sát lên, có lẽ vặp rồi hắn cảm ngộ được trí nhớ bị phong ấn của ma chủ.
giờ phút này trong bóng đêm có một thân ảnh xuất hiện, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hai người. Kỳ Thắng Phong cười nói. Ta nói là ai, thì ra là Nguyên Đức Đại Nhân. Kỳ quái, nơi này không lớn, Nguyên Đức Đại Nhân trốn ở nơi nào? Người đi ra khỏi bóng tối là Nguyên Đức, mà Nguyên quay cuồng, hiển nhiên trong 10 ngày này đã khôi phục thực lực, toàn thân khí tức no đủ. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, diệu pháp linh mục của hắn nhìn rất rõ ràng, Nguyên Đức đã mạnh hơn lúc trước. Nguyên Đức lạnh giọng nói. Kỳ Thắng Phong Đại Nhân, đây là việc riêng của ta và Lý Vân Tiêu, mong Đại Nhân không nên nhúng tay vào. Lý Vân Tiêu nói. Như thế nào, còn muốn bị đánh? Nguyên Đức Đại Nhân thật sự là đạo tâm kiên định, da mặt dày hơn tường thành, khó trách có thể trở thành phó hội trưởng, tại hạ bội phục. Kỳ Thắng Phong khẽ cười nói. Lý Vân Tiêu chính là bằng hữu của ta sẽ không nhìn ngươi khi dễ hắn. Trên mặt Nguyên Đức giận dữ, chỉ vào Lý Vân Tiêu nói. Cổ Phi Dương, thiệt thòi ngươi cũng là phong hào võ đế, trưởng lão danh dự, ngay cả dũng khí đánh một trận công bằng cũng không có sao. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Đại nhân, đây không phải lần đầu ngươi khích tướng ta, thất bại lần thứ hai, ngươi cho rằng sẽ thành công sao? Nguyên Đức lạnh lùng nói. Tốt. Mặc dù ngươi không có đạo tâm võ giả, chẳng lẽ ngươi mặc kệ đồ đệ của mình sao? Dương địch, Lý Vân Tiêu cả kinh, tức giận, ma khí bắn ra ngoài, hắn quát. Nguyên Đức, ta vẫn xem ngươi là tiền bối, không ngờ ngươi vô sỉ như vậy. Nguyên Đức cười lạnh nói. Ngươi đừng kích động, Dương địch giờ phút này cũng không lo ngại, chỉ bị phái đi chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Chỉ cần ngươi đánh một trận với ta, cho dù thắng bại. Ta sẽ báo tung tích của hắn cho ngươi biết. Lúc trước thu Lý Vân Tiêu, làm cho hắn không có cam lòng, sinh lòng phẫn hận. Hắn vẫn cho rằng mình sơ ý chủ quan, bị Tử Lôi nổ nát thân thể, lúc này muốn kiếm tiện nghi của Lý Vân Tiêu. Sỉ nhục bại trận làm hắn nhập ma, mấy chục ngày trước hắn bị người ta liên thủ đánh trọng thương, hắn càng nhập ma sâu hơn. Đánh một trận xong, bất luận kết quả, ngươi sẽ báo tung tích Dương địch cho ta biết. Tốt. Bổn tọa nhất ngôn cửu đỉnh. Nguyên Đức cuồng hỉ, trong mắt bắn ra chiến ý, cũng không có hổ thẹn. Coi chừng, bổn tọa ra tay. Nguyên Đức hét lớn một tiếng, trực tiếp hóa thành một đoàn ma khí lao tới, dùng phương pháp thô bạo nhất, trong ma khí sinh ra trường mâu đâm vào tim của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, Kỳ Thắng Phong đại nhân, kính xin lược trận cho ta. Kỳ Thắng Phong cười to nói, yên tâm đi, có bổn tọa ở đây. Sẽ không để hắn giết ngươi, ha ha. Hắn cũng rất muốn biết lực lượng của Lý Vân Tiêu, giờ phút này đã như nguyện. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, tay phải giơ lên đỉnh đầu bắt lấy trường mâu. Trùng kích to lớn ập tới, trường mâu đâm vào đầu Lý Vân Tiêu, trường mâu dừng trước mi tâm hai tấc, thân hình Lý Vân Tiêu không ngừng lui ra phía sau, mỗi bước đều có ma nguyên bộc phát. Cái gì? Kỳ Thắng Phong cùng Nguyên Đức giật mình. Trùng kích mạnh mẽ như thế lại bị đối phương dùng thân thể bắt được. Nguyên Đức bắt đầu cho rằng hắn có hậu thủ, lại không thể ngờ là dùng lực lượng thân thể thuần túy. Lý Vân Tiêu kêu rên một tiếng, tu vị của hắn yếu hơn một bậc, áp lực cường đại toàn bộ bằng vào lực lượng thân thể ngăn cản, chỉ nghe trong người có tiếng xương cốt nổ vang, còn có cơ bắp vặn vẹo. Nhưng bất diệt kim thân không chỉ cường hãn tới cực điểm, hơn nữa có thể hấp thu tổn thương hóa thành lực lượng. Hắn lui về phía sau hai bước, một trường đánh vào người Nguyên Đức, hai người bất phân thắng bại. Cái gì? Ánh mắt Nguyên Đức muốn nổ tung, hắn mở thật lớn nhìn cảnh này. Kỳ Thắng Phong cũng hoảng sợ, hắn đã nhìn ra Lý Vân Tiêu có thần thể mở ra bảy huyệt môn, khoảng cách thân thể đại thành chỉ còn kém bước cuối cùng. Xúc động ngắn ngủi đã bình phục lại, tuy chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng là một bước khó khăn nhất, giống như thiên uyên này, không có cơ duyên là không bước qua được. Kim quang và ma nguyên trên người Lý Vân Tiêu đồng thời lập lòe, gương mặt của hắn bị áp lực đè ép biến thành dữ tợn, vô số ma khí đột nhiên bay ra khỏi người hình thành chân ma cự linh. Gương mặt chân ma cự linh có linh tính hơn trước, trợn mắt nhìn, năm ngón tay hóa thành núi nhỏ nện vào Nguyên Đức. Uống! Nguyên Đức cũng nhìn chằm chằm vào hắn, há miệng phun ra một đạo hắc quang bắn thẳng vào cự trường. Đồng thời hai tay của hắn gia tăng vài phần lực lượng toàn thân bộc phát. Muốn triệt để đánh tan Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi điện biến mất. Một trường của Nguyên Đức lại đánh hụt, nhưng ma khí từ lòng bàn tay sinh ra bị lôi điện trên người Lý Vân Tiêu ma diệt.
đột nhiên một đạo tử lôi lập lòe, nó truy kích theo ma nguyên tiêu tán, lúc này mới hóa thành chân thân Lý Vân Tiêu, một tay cầm kiếm thương chảm hồng chém một kiếm. Nhất kiếm bất nhiễm trần. Kiếm khí quét qua chung quanh, kiếm khí mang theo hỏa diễm lăng lệ. Băng sát tâm diễm. Nguyên Đức kinh hãi, nhưng thân thể của hắn run rẩy, thét to. Nghê hồng song thạch, trên người của ngươi có nghê hồng song thạch. Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười lạnh, nói. Ta có nghê hồng song thạch thì liên quan gì ngươi? Một kiếm này đã đốt sạch ma khí chung quanh. Kỳ Thắng Phong cũng mở to mắt ra nhìn, hắn ngẩn người. Một kiếm đảo qua bầu trời, Nguyên Đức thi triển rất nhiều thân pháp né tránh hỏa diễm. Nghê hồng ma kiếm, chính là nghê hồng song thạch chế tạo thành kiếm. Đột nhiên Nguyên Đức cảm nhận được kiếm ý kia, trong mắt bắn ra màu đỏ rực, nhìn chằm chằm vào kiếm kia, giống như nhìn thấy thịt mỡ. Toàn thân Kỳ Thắng Phong cũng run lên, trong mắt bắn ra tinh quang, nắm tay nắm lại kêu răng rắc. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ không tốt, từ trong mắt của hai người, hắn phát hiện mình để lộ ra báu vật. Cho ta, thanh kiếm này cho ta. Nguyên Đức né tránh vài kiếm, hắn lao đầu về phía trước, sắc mặt của hắn như hung thú dữ tợn, muốn cướp đoạt thanh kiếm. Cút! Lý Vân Tiêu giận dữ quát một tiếng, lập tức kiếm ý bắn ra, 36 Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra, chúng chém thẳng vào người Nguyên Đức. Sau đó một đạo kiếm quyết đánh xuống kiếm giới mở ra, 36 đạo hàn quang bắn ra hào quang màu bạc, giống như ánh trăng càn quét ma khí. Trạng thái của Nguyên Đức giờ phút này có chút kỳ quái, căn bản không sợ vạn kiếm đổ, vẫn nhìn chằm chằm vào kiếm thương chảm hồng, trong mắt bắn ra hung quang dữ tợn giống như thái cổ hung thú. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình bành trướng, thân thể cao gấp đôi, đánh một quyền vào thanh kiếm. Bành! Vạn kiếm trên không trung bị đánh bay ra ngoài. Thần sắc Lý Vân Tiêu ngưng trọng, kiếm thương chảm hồng trong tay trầm xuống, dốc sức liều mạng rót nguyên lực vào trong kiếm. Kiếm chảm tinh thần. Vô số kiếm ý bay lên, nhân kiếm hợp nhất đâm thẳng vào Nguyên Đức. Giờ phút này Nguyên Đức giơ tay xé nấy phong tỏa cả 36 thanh hàn tinh kiếm, chỉ thấy một kiếm lăng không chém tới. Hắn hét lớn một tiếng, lao thẳng tới như dã thú. Xuy. Kiếm thương chảm hồng dễ dàng chém vào thân thể của hắn, phá vỡ ngực của hắn ra, máu tươi và ma khí hỗn hợp cùng nhau. 3. Nguyên Đức trọng thương vẫn làm như không phát hiện, một tay bắt lấy cánh tay Lý Vân Tiêu, một tay chuôi kiếm thanh kiếm, dường như không dám đụng vào thân kiếm. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Người điên sao? Ha ha ha, điên, ta điên rồi, đây chính là nghê hồng thạch đấy. Nguyên Đức kích động dốc sức liều mạng muốn đoạt kiếm. Nhưng bất đắc dĩ thân thể Lý Vân Tiêu cường hãn hơn hắn quá nhiều, hắn làm gì cũng không đoạt được, không ngừng gào thét. Cho ta, cho ta. Lý Vân Tiêu bị hắn làm sợ hãi, miệng vết thương trên ngực Nguyên Đức bị băng sát tâm diễm thiêu đốt, còn đang không ngừng mở rộng, tiếp tục như vậy hắn sẽ chết. Nếu Nguyên Đức chết trong tay mình, phiền toái quá lớn. Bất đắc dĩ hắn thu kiếm lại. A, nghê hồng thạch của ta. Nguyên Đức thấy kiếm biến mất thì thất hồn lạc phách. Trở nên dữ tợn, trực tiếp cắn vào đầu Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đã giật mình, tay của mình bị đối phương bắt lấy, vội vàng dùng tay trái đánh vào đầu Nguyên Đức, bành, đầu Nguyên Đức nát bấy. Nhưng chỉ nổ tung thành vô số ma khí chứ không phải huyết nhục. Cái gì? Lý Vân Tiêu đã giật mình, chỉ thấy ma khí hóa thành hơn 10 ma sát phiêu phủ chung quanh. Nguyên Đức nổ đầu, một cái đầu mới mọc ra. Cái này, đây là người sao? Nội tâm Lý Vân Tiêu vô cùng kinh hãi, hắn bị tràng diện này làm khiếp sợ, đám ma sát kia còn lợi hại hơn con hắn thấy ở cổ ma tỉnh. Đi! Đột nhiên Kỳ Thắng Phong quát một tiếng, hắn lấy một khối mỹ ngọc ra, hào quang màu xanh bắn ra bốn phía. Hơn nữa vô số phù văn từ trong ngọc thạch bay ra ngoài. Hoa hoa hoa! Những ma sát này phát ra âm thanh cổ quái, bị hào quang chiếu vào thì rất thống khổ. Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy Nguyên Đức bị hào quang chiếu vào thì lực lượng giảm nhiều, vội vàng một tay bấm niệm pháp quyết, hắn vận dụng tử lôi đánh vào cánh tay Nguyên Đức đang bắt lấy hắn. Ầm ầm, rốt cuộc khối mỹ ngọc tắt ngấm, tất cả ma khí tiêu tán, Nguyên Đức cũng kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Thắng Phong nhướng mày, hắn cầm lấy mỹ ngọc thu vào nhẫn chữ vật. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, bảo ngọc này là bảo bối ẩn giấu của Thắng Phong. Ngự Thiên Bảo Lục, trước kia cũng đã nhìn thấy qua, nhưng không thể ngờ uy năng to lớn như thế,
sợ là trước đó Kỳ Thắng Phong chế ngự lực lượng của mình cho nên không dùng quá nhiều. Chết sao? Lý Vân Tiêu lo lắng hỏi, nếu Nguyên Đức chết, sợ rằng phiền toái quá lớn. Lỗ Thông Tử mất đi phụ tá đắc lực, nhất định sẽ sớm động thủ, vận dụng toàn bộ lực lượng liều mạng với Kỳ Thiên Phong. Kỳ Thắng Phong lắc đầu nói. Tuy nhiên không biết hắn làm sao, nhưng thật không chết. Nơi đây dường như có chút cổ quái, có lẽ có bí mật chúng ta không phát hiện ra. Bí mật? Lý Vân Tiêu đột nhiên nhớ tới, Nguyên Đức hai lần xuất hiện rất khó hiểu, mà cái khe này không lớn, thần thức của hắn quét qua các nơi. Kỳ Thắng Phong cảnh giác một hồi, cũng không phát hiện Nguyên Đức, lúc này mới quay người nhìn qua Lý Vân Tiêu, nghiêm túc nói. Kiếm trong tay ngươi là dùng nghê hồng thạch chế tạo thành. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, kỳ thật hắn đã biết đối phương đã biết rõ, thận trọng như vậy là xác định mà thôi. Quả nhiên, hai mắt Kỳ Thắng Phong bắn ra hào quang kích động, nói. Số tiểu tử ngươi thật tốt, trước đó ta tính toán nghê hồng thạch, nói còn có hai đôi không biết kết cuộc ra sao, thì ra một đôi trong tay của ngươi. Lý Vân Tiêu không biết trả lời như thế nào mới tốt, hắn nói rõ lai lịch của nghê hồng thạch này ra. Cái gì, chân long bí tàng? Nghê hồng nguyên thạch. Kỳ Thắng Phong thét lên, lập tức đấm ngực dậm chân, tức giận nói. Đám thế gia lánh đời đáng chế, vạn bảo lâu thương minh đáng chết, thậm chí có thần vật như vậy. Trời ạ, dĩ nhiên là nghê hồng nguyên thạch, điều này sao có thể? Trong mắt của hắn đỏ thẫm, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, ánh mắt giống như Nguyên Đức. Lý Vân Tiêu lập tức cảnh giác, hắn tránh ra xa 10 trượng, quát. Đại nhân, ngươi sinh tâm ma. Kỳ Thắng Phong cả kinh, vội vàng một tay bấm niệm pháp quyết, chậm rãi áp chế cảm xúc của mình, lúc này mới hỏa hoãn lại. Lý Vân Tiêu nói, chỉ là nghê hồng thạch, thứ này xác thực lợi hại, nhưng còn chưa tới mức làm bản tâm của đại nhân mất phương hướng a. Kỳ Thắng Phong nhìn hắn thật sâu, khẽ nói. Ngươi hiểu về ma chủ giải không nhiều lắm, sẽ không hiểu tầm quan trọng của nghê hồng thạch. Không thể ngờ trừ thân hình ma chủ R, trên đời này còn có nghê hồng thạch. Hơn nữa là nguyên thạch. Hẳn là thượng cổ chân long đã từng đi tới ma giới. Hắn vừa có suy nghĩ này, sau đó thần sắc trên mặt càng khiếp sợ cùng phức tạp, dường như liên tưởng tới nhiều chuyện. Lý Vân Tiêu nói, đại nhân nghĩ đến cái gì, có thể nói cho ta biết hay không? Kỳ Thắng Phong trầm ngâm một hồi, lắc đầu nói, ta cũng chỉ linh quang vừa hiện, cũng không nghĩ tới cái gì. Lý Vân Tiêu biết rõ hắn qua loa, nhưng đã không muốn nói. Mình cũng không cách nào cưỡng cầu, chỉ cái phải nói. Chúng ta đi thôi, ở đây chỉ sợ không cách nào tiếp tục tu luyện, không biết Nguyên Đức sẽ trở ra khi nào đấy. Ánh mắt Kỳ Thắng Phong lạnh lẽo, nói. Trong cái khe này chắc chắn có bí mật, không giải khai ta không an tâm đi được, người có được nghê hồng nguyên thạch, trái tim có khảm hồng thạch, hơn nữa đạt được ma chủ ma nguyên, tu luyện ma công, ngươi là người hữu duyên với ma cực, không bằng lưu lại với ta đi vào tìm tòi bí mật. Lý Vân Tiêu cũng ngạc nhiên muốn tìm tung tích Nguyên Đức, nhân tiện nói. Tốt, sẽ đi cùng với đại nhân, cũng dễ chiếu ứng lẫn nhau. Kỳ Thắng Phong suy nghĩ một chút, nói. Nghê hồng ma kiếm này có thể chuyển nhượng cho ta không, ngươi có thể tùy tiện ra giá, ta có thể làm gì đó cũng không chừng. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Tạm thời không có ý định bỏ đi, nếu lúc nào không muốn sẽ đưa cho đại nhân. Ai? Kỳ Thắng Phong thở dài một tiếng. Dường như cảm thán vì sao mình không có vận may như vậy, hắn vừa hâm mộ lại ghen ghét Lý Vân Tiêu. Hai người bọn họ đều là thuật luyện sư đỉnh phong, thần thức mạnh thiên hạ hiếm thấy, hơn nữa hắn có diệu pháp linh mục, Nguyên Đức muốn che giấu là không thể nào. Hai người tìm kiếm khắp nơi, tìm khắp các nơi hẻo lánh trong không gian nhưng chẳng tìm thấy cái gì. Kỳ Thắng Phong cau mày nói, làm sao có thể, không có khả năng đột nhiên biến mất. Cũng không có khả năng đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ? Đột nhiên Lý Vân Tiêu kêu lên. Chẳng lẽ? Hai người nhìn nhau, dường như đã tìm được đáp án, giật mình nhìn qua ma giới kết giới. Hiện tại cách giải thích duy nhất chính là Nguyên Đức trực tiếp trốn vào trong kết giới, nhưng mà kết quả này còn nhỏ hơn đột nhiên biến mất. Không có khả năng, không có khả năng. Kỳ Thắng Phong lắc đầu liên tục, nói. Nếu hắn có thực lực trốn vào ma giới không chết. Hắn sẽ không bị ta và ngươi đánh bại. Lý Vân Tiêu một tay sờ cằm, trầm tư nói. Có lẽ không phải dựa vào thực lực trốn vào, có bí thuật mà chúng ta không biết thì sao?
Sắc mặt Kỳ Thắng Phong trở nên ngưng trọng lên, vươn tay chạm vào kết giới, bàn tay còn cách kết giới nửa tấc nhưng không dám chạm vào. Ngươi nói hắn có bí thuật mở kết giới ma giới sao? Ha ha, suy đoán này thật đáng sợ. Kỳ Thắng Phong vẫn lắc đầu, cũng không tin. Lý Vân Tiêu nói. Ta cũng không tin, nhưng hắn biến mất và đột nhiên xuất hiện không có chút dấu hiệu nào cả. Như vậy chỉ có một cách giải thích. Kết giới bên kia tràn ngập ma khí, hai người đứng trong đó cảm giác rất thoải mái. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, hắn dốc toàn lực hấp thu ma khí vào trong người. Kỳ Thắng Phong duỗi một ngón tay ra chạm vào giới lực, ngón tay bị giới lực ăn mòn nhanh chóng. Xác nhận giới lực không thể phá, Kỳ Thắng Phong thở dài, thu hồi ngón tay lại, tụ tập ma khí chữa trị ngón tay vừa bị ăn mòn. Lý Vân Tiêu nói, nếu như giới lực xác thực không gì phá nổi, vấn đề nằm ở thông đạo. Dù sao nguyên đức đột nhiên biến mất chỉ có nằm ở đây, lúc trước trong thiên uyên hắn bị đánh như thế cũng không có biến mất. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Kỳ Thắng Phong vung tay lên, ma nguyên tỏa hiện ra trên cánh tay, nó bay ra sau đó lan tràn như mạng nhện. Lý Vân Tiêu nhìn thấy nơi xiềng xích đi qua ma khí tránh đi. Ân. Đột nhiên Kỳ Thắng Phong mở mắt ra nhìn qua xa xa, chỉ thấy ma nguyên tỏa một khu vực, ma khí tan hết, dần dần xuất hiện tinh vân tỏa ra hào quang sáng ngời. Thông đạo. Lý Vân Tiêu cũng cả kinh, trong cổ ma tỉnh này còn chứa một thông đạo khác. Hừ, quả nhiên có vấn đề. Kỳ Thắng Phong thu hồi ma nguyên tỏa lại. Sau khi ma nguyên tỏa biến mất, ma khí rót đầy vào. Nhanh chóng che lấp lối đi lại. Hai người nhanh chóng tiến lên phía trước, nếu không phải biết nơi này có thông đạo, như vậy bọn họ sẽ không dám làm bậy. Kỳ Thắng Phong nói, có muốn vào xem một chút không? Lý Vân Tiêu nói, vào đi thôi, nếu Nguyên Đức có thể đi vào, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Ân, Kỳ Thắng Phong ứng một tiếng, thầm nghĩ mình quá cẩn thận rồi, gan dạ sáng suốt không bằng nam tử này. Cảm thấy xấu hổ, lập tức tiến vào bên trong. Vừa vào bên trong lại cảm thấy ma khí đậm đặc bao phủ chung quanh, nồng độ cao hơn bên ngoài vài chục lần. Ma khí mạnh như thế ẩn giấu trong cổ ma tỉnh, hai người vô cùng kinh hãi, cảm thấy bất thường. Ngay cả linh mục địch trong giới thần bi cũng bị kinh động, tiếng nói ngưng trọng vang lên. Tiếp tục đi lên phía trước, điều tra nơi phát ra ma khí. Đột nhiên phía trước có hắc quang sáng ngời. Dường như muốn đánh xuyên qua thông đạo. Hai người tập trung tinh thần quan sát, hắc mang kia biến thành trường mâu bao trùm không gian thông đạo. Hừ, quả nhiên ở bên trong, thủ đoạn bực này là Nguyên Đức sao? Kỳ Thắng Phong sủi cười một tiếng, tay phải run lên, cổ trần đại kiếm chém ra, hóa ra vô số kiếm long gào thét, nó cắt hắc mâu thành vô số mảnh, ngay cả không gian trong thông đạo cũng bị cắt ra vô số khối. Đi! Hai người xác định Nguyên Đức ở phía trước. Độn quang nhanh hơn, thuấn di đi ngàn dặm. Thông đạo này không dài, nhanh chóng nhìn thấy ma giới kết giới, ma khí kinh người từ giới lực truyền ra. Đó là... Lý Vân Tiêu đã giật mình, hắn nhìn thấy cảnh trước mặt thì da đầu run lên. Chỉ thấy phía trước là vách đá ma giới, trên đó khảm hơn trăm mặt người, nhìn qua làm người ta sinh cảm giác rung động. Chi! Kỳ Thắng Phong cũng hít khí lạnh, hắn cũng bị cảnh này làm giật mình. Cái này... Đây là cái gì? Những người kia đang nhắm mắt lại, an tường khảm vào vách đá, không biết sống chết. Những người này còn sống không? Kỳ Thắng Phong kinh ngạc nhìn qua, nói. Vì sao bọn họ tiến vào vách đá được? Hắn vươn tay ra chạm vào vách đá, vừa chạm vào thì ngón tay biến thành tro. Giới lực không giảm, đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Thắng Phong kinh ngạc nói. Lý Vân Tiêu dùng ma đồng quan sát chung quanh, hình thái câu ngọc xuất hiện. Hắn chậm rãi quan sát những gương mặt trên vách đá, không tự giác đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thì thào lẩm bẩm. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Kỳ Thắng Phong thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn, vội vàng hỏi. Người phát hiện cái gì? Bờ môi Lý Vân Tiêu tái nhợt, rung giọng nói. Những mặt người này không phải từ thiên võ giới đi vào, mà là. Kỳ Thắng Phong nhướng mày, đột nhiên sắc mặt biến hóa, thất thanh nói. Ý của ngươi là, Lý Vân Tiêu xanh mặt gật gật đầu, nói. Những người này từ ma giới xông ra, nói cho đúng chúng đều là ma đầu, dường như muốn phá giới lực, nhưng đã bị giới lực thiên võ giới trở ngại, cho nên mới có cảnh trước mặt. Kỳ Thắng Phong ngây ngốc nửa ngày, hắn hoàn toàn không dám tin. Những gương mặt này thật yêu dị,
hơn nữa chung quanh gương mặt hơi nhô lên, chính là bộ vị khác trên người, hình thái đang lách qua vách tường. Linh Mục Địch nói, không gian nơi sinh ra đại biến, những ma đầu này ở trong vách tường không biết bao lâu, không ngờ lộ ra mặt người. Lý Vân Tiêu truyền âm nói, làm sao bây giờ? Cảnh tượng này làm hắn khó mà suy nghĩ được gì, chưa bao giờ gặp được cảnh này nên da đầu của hắn run lên. Linh Mục Địch nói, không cần lo lắng quá mức, tuy gương mặt hiện ra, nhưng muốn xuyên qua giới lực chân chính còn không biết mất bao lâu, có lẽ đời của ngươi sẽ không thấy được. Thực sao? Lý Vân Tiêu lúc này mới thở ra một hơi, nói. Hô, hù chết ta, đã như vậy, ta bỏ qua. Linh Mục Địch lại nói. Đây chẳng qua là suy đoán của ta, nếu nơi này tiếp tục dị biến, gây chuyện không tốt những ma đầu này sau một giây sẽ đi ra. Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến, tức giận nói. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Linh Mục Địch nói. Ngươi đừng vội, trước tìm ra Nguyên Đức, hỏi rõ ràng tình huống nói sau. Hắn và Lỗ Thông Tử khẳng định biết rõ một ít tình huống. Lý Vân Tiêu cả kinh, thầm nghĩ, vì sao lại quên Nguyên Đức chứ? Ánh mắt của hắn nhìn qua chung quanh, lúc này phát hiện Nguyên Đức đang ngồi xếp bằng trên hư không, điều tức thương thế, dường như không nhìn thấy bọn họ. Hai người vừa đến đã bị những gương mặt hù sợ, không có chú ý Nguyên Đức tồn tại. Lý Vân Tiêu nhìn qua, trầm giọng nói. Nguyên Đức, ngươi không muốn cho chúng ta câu giải thích sao? Kỳ Thắng Phong cũng khôi phục tinh thần lại, sắc mặt đầy phức tạp nhìn qua Nguyên Đức, bộ dáng âm trầm. Nguyên Đức lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, cũng không có chấm dứt ấn quyết, tiếp tục điên cuồng thu nạp ma khí, nói. Hai vị không phải đã nhìn thấy, hơn nữa đã có phán đoán sao? Lý Vân Tiêu không thể ngờ hắn bình tĩnh như vậy, trong nội tâm có chút cổ quái, nói. À, xem ra Nguyên Đức đại nhân với cảnh tượng này tập mãi thành quen. Không biết vết nứt không gian này xuất hiện lúc nào, đại nhân phát hiện lúc nào, thời điểm phát hiện nơi đây có biến hóa gì không? Nguyên Đức lẳng lặng bất động, vẫn bấm niệm pháp quyết thu nạp ma khí, dường như tiến vào nhập định, hoàn toàn không quan tâm Lý Vân Tiêu. Hai người chờ một hồi, Kỳ Thắng Phong không kiên nhẫn, quát lên. Đầy tớ nhỏ, hỏi ngươi đấy. Tiếng quát mang theo âm ba công, ngay cả không gian cũng chấn động, giống như xuyên qua tường đồng vách sắt. Nguyên Đức rốt cục không nhìn được mở mắt ra, một tay hóa trưởng đánh xuống, đánh tan sóng âm. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Còn tưởng rằng ngươi chết rồi đấy. Sắc mặt Nguyên Đức đầy giận dữ, nói. Ta nhìn thấy cũng không khác gì các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói ra. Khe ở này có phải do Lỗ Thông Tử phát hiện? Nguyên Đức nhíu mày, một hồi mới nói. Là thuật trưởng đại nhân. Lý Vân Tiêu nói, nếu thuật trưởng đại nhân mở rộng ma tu, vì sao không công bố cái khe này ra ngoài, dù sao nơi đây ma khí nhiều hơn bên ngoài gấp mấy chục lần, nếu để cho những võ giả ma tu tiến vào, hóa thần hải trong ngắn hạn có thể tạo ra nhiều cường giả đấy. Sau khi Lý Vân Tiêu nói xong, trong lòng chấn động, hắn cảm thấy sợ hãi đối với tình huống mình vừa nổ. Kỳ Thắng Phong đứng yên cạnh không nói gì, hai người đưa mắt nhìn nhau, dường như xác minh suy nghĩ của mình. Từ phản ứng của đám ma tu trước mắt mà nói, ma công cũng không hoàn thiện, mà Lỗ Thông Tử lại không kiêng nể gì mở rộng ra khắp đại lục, nguyên nhân trong đó chi là vì tạo nên rất nhiều cường giả. Giống như Công Dương Chính Kỳ có Kim Giáp Tử Sĩ, Phi Thanh có Quỷ Tu La, Lỗ Thông Tử có lẽ cũng muốn tổ kiến một chi lực lượng bí mật của mình. Nguyên Đức cũng không biết suy nghĩ trong lòng hai người, nói. Thuật trưởng đại nhân nghĩ gì, ta làm sao biết được? Kỳ Thắng Phong mặt âm trầm, quát. Vậy sao khi tiến vào cái khe này, lúc ấy những người này có trạng thái thế nào? Nguyên Đức nhìn qua những gương mặt kia, trong mắt bắn ra tinh quang nhàn nhạt, nói ra. Quên rồi. Hừ, không biết sống chết, bổn tọa bây giờ xem ngươi có nói hay không. Kỳ Thắng Phong giận dữ, trong tay cầm cổ trần đại kiếm, từng bước đi tới phía trước. Đã nói không biết, ta sẽ tự tìm đáp án. Lý Vân Tiêu cũng thuấn di lóe lên, hắn xuất hiện ở lối vào thông đạo, phong kính đường lui của Nguyên Đức, cười lạnh nói. Bản thiếu gia còn muốn gặp Nguyên Đức đại nhân biểu diễn đột nhiên biến mất lần nữa. Sát ý bắn ra trong mắt Nguyên Đức, lạnh giọng nói. Các ngươi thật sự muốn động thủ ở đây. Lý Vân Tiêu hai tay ôm trước người, lạnh lùng nhìn qua, nói. Dường như là đại nhân bức chúng ta,
cái khe hở này đã sinh ra dị biến, cho dù có khả năng hình thành tồn tại giống Thiên Đãng Sơn hay không, đến lúc đó diễn biến thành thông đạo hai giới, hậu hoạn vô cùng, đại nhân thân là phó hội trưởng hóa thần hải, chẳng lẽ không ý thức được an nguy này hay sao? Đột nhiên ánh mắt Nguyên Đức co lại, trong mắt bắn ra u quang, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Ngươi hiểu được không ít đâu. Lý Vân Tiêu đang muốn nói cái gì nữa, đã thấy Nguyên Đức đột nhiên nhảy lên, trực tiếp phóng tới Kỳ Thắng Phong, trường mâu trong tay đâm tới. Kỳ Thắng Phong giễu cợt nói. Không biết sống chết. Cổ Trần Đạo Kiếm bắn ra kiếm quang sáng ngời, phanh một tiếng chém đứt trường mâu, ma văn tản ra. Thân thể Nguyên Đức rung động mạnh, nhưng cũng không bị một kiếm của Kỳ Thắng Phong bổ đôi, cầm trường mâu ngăn cản đại kiếm, ma khí quay cuồng. Ân, lực lượng ngươi. Kỳ Thắng Phong giật mình không nhỏ, theo lý Nguyên Đức không có khả năng tiếp được một kiếm của hắn, huống chi hắn bị thương không nhẹ. Ma đồng của Lý Vân Tiêu chớp động, nói. Đại nhân đừng lo, Nguyên Đức có chút quỷ dị. Không cần hắn nói, Kỳ Thắng Phong cũng phát hiện, nhưng mà trong lòng vẫn khinh thường, nói. Trên đời này người tu luyện ma công, trừ bản thân ma chủ ra, còn có người nào vượt qua sư thừa nhất mạch của ta sao? Một đạo ma nguyên bay ra khỏi người hắn, hóa ra ba đầu sáu tay, minh luân trong tay lăng không chém ra. Ánh sáng xanh bắn ngược ra ngoài, Nguyên Đức vội vàng thu hồi trường mâu, ngăn cản trước người, nhưng mà lực chạm kích quá mạnh, phanh một tiếng, cả trường mâu và thân thể bị chém thành hai đoạn. Kỳ Thắng Phong cũng không dừng tay, đại kiếm vung lên, mấy con ngọc long quấn quanh hai nửa thân thể kia, không ngừng tiêu diệt ma khí. Oanh! Ngọc long gào thét lao tới đánh nát thân hình Nguyên Đức, chúng ma sát và xoay tròn, không ngừng gào thét bay chung quanh. Kỳ Thắng Phong nhíu mày, nói. Ma khí trong cơ thể trực tiếp ngưng sát, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, trước kia hắn cũng gặp qua. Hắn muốn hỏi thăm Linh Mục Địch, nhưng Linh Mục Địch vẫn không có lên tiếng. Cạc cạc cạc, những ma sát phát ra âm thanh cổ quái, bay quanh trời một hồi sau đó ngưng tụ vào nhau. Kỳ Thắng Phong cũng không vội mà ra tay, dường như muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, thân ảnh Nguyên Đức hiện ra lần nữa, trên mặt đầy thần sắc giận dữ, không chỉ có như thế, phía sau hắn còn có hai đầu và bốn cánh tay. Cái này, hai đầu bốn tay, Lý Vân Tiêu và Kỳ Thắng Phong đều sửng sốt. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện không đúng, thực sự không phải là hai đầu bốn tay, sau lưng Nguyên Đức dính một người, lưng Nguyên Đức và người này dính vào nhau. Sau lưng Nguyên Đức có tiếng cười quái dị không dứt. Nguyên Đức tức giận nói. Hừ, đừng nói nhảm, nhanh giết hai người này. Ân, bọn họ thực lực quả nhiên không kém, một quy chân cảnh, một trường thiên cảnh, khó trách người bị bức tới mức này. Người sau lưng cười quái dị, nói. Nhưng mà đã bổn quân xuất hiện, tận thế của chúng tới rồi. Thân thể Nguyên Đức xoay chuyển, người nọ chuyển tới phía trước, sắc mặt âm lãnh quái dị, toàn thân có ma khí quay cuồng. Bộ dáng cực kỳ tà ác. Khặc khặc, hắn duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm bờ môi, nhìn chằm chằm vào Kỳ Thắng Phong. Lại biết chân ma pháp tướng, chẳng lẽ là đế đại nhân lưu truyền tới nay? Kỳ Thắng Phong nghiêm túc, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Cạc cạc cạc, bổn tọa sao? Nói ngươi cũng không biết, nhưng bổn tọa danh hào sẽ nhanh chóng vang dội cả thiên vũ đại lục. Người nọ hưng phấn, hai mắt không ngừng bắn ra ma quang đen kịt. Đột nhiên Linh Mục Địch truyền âm đến, nói. Phiền toái lớn, người này là ma quân từ ma giới đi ra. Lý Vân Tiêu giật mình, thất thanh nói. Làm sao có thể, chẳng lẽ đã phá giới bích rồi? Linh Mục Địch nói. Có lẽ là thế, xem ra tình huống nơi này còn phức tạp hơn ta nghĩ, sợ là sẽ diễn biến thành Thiên Đãng Sơn mạch thứ hai, sẽ không biết hắn là mấy cấp ma quân, nếu như động thủ Kỳ Thắng Phong bị bại quá nhanh, ngươi nên chạy trốn thật nhanh. Lý Vân Tiêu hơi khẩn trương lên, nói. Ma quân cũng có đẳng cấp sao? Người này nhìn qua chưa chắc mạnh mẽ mà, nếu không thì làm sao dính với Nguyên Đức, hơn phân nửa là bị thiên võ giới áp chế, chế ngự hành động. Linh Mục Địch nói. Ma quân đã là tính mạng cao cấp nhất ma giới, từ thập phương hắc diễm hung hồn sát tiến hóa mà ra, cũng xem như sinh linh mở linh trí hoàn toàn. Nhưng mặc dù là ma quân, thực lực cũng sai lệch quá nhiều. Năm đó ma chủ đế hàng lâm chính là tồn tại cao nhất cả ma giới. Người nói rất có đạo lý, hắn hẳn là mượn nhờ thân thể Nguyên Đức chống lại giới lực thiên võ giới áp chế, nếu như thật sự quá mạnh mẽ thì hắn đã thích ứng lâu rồi.
Đầu óc Lý Vân Tiêu có phần đau đớn, đại diễn thần quyết trong đầu không ngừng lập lòe, dường như một ít trí nhớ thiếu sót chậm rãi mở ra, nói. Ta nhớ rồi, trong Thiên Đãng Sơn Mạch cũng có ma quân. Linh Mục Địch nói. Thiên Đãng Sơn Mạch chính là vết nứt không gian, bao nhiêu năm qua vẫn có ma sát, thậm chí thập phương hắc diễm hung hồn sát từ ma giới đi ra, trải qua thời gian dài tiến hóa thành ma quân cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nơi đó bị vô số cường giả phong ấn, mặc dù là ma quân muốn đi ra cũng không dễ dàng. Lý Vân Tiêu nhớ tới Phượng Hoàng ẩn trong ý thức của mình, nhìn thấy Phượng Hoàng tại Thiên Đãng Sơn Mạch tranh đấu với thập phương hắc diễm hung hồn sát. Tồn tại chân linh này đã tham gia phong ấn này từ rất lâu, có thể thấy được ma vật tiến vào Thiên Vũ Đại Lục là xa xưa cỡ nào. Nhưng mà 10 vạn năm trước gặp gỡ ma giới chi chủ, tồn tại ma quân mạnh nhất có thể phá hủy thế giới. Kỳ Thắng Phong nhìn ma quân cười lạnh nói. Vang vọng Thiên Vũ Đại Lục, vậy bổn tọa muốn nghe danh hào của ngươi đấy. Ma quân nhe răng cười nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn tọa tên là Thí, ngươi có thể bảo ta ma Thí, hoặc là Thí Quân. Thí. Trong lòng Kỳ Thắng Phong chấn động, hắn từ thân phận đã đoán ra kẻ này lai lịch lớn, dường như có thể chứng minh suy nghĩ của mình là đúng. Lý Vân Tiêu hỏi. Ngươi là ma quân cấp mấy? Đồng tử Thí Quân co rút lại, đưa mắt nhìn sang, giống như muốn nhìn xuyên thân thể Lý Vân Tiêu, quát. Ngươi là ai, dường như hiểu chuyện ma giới nha. Kỳ Thắng Phong cũng cả kinh nói. Ma quân cấp mấy, là có ý gì? Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Ma quân đã là tầng thứ cao nhất ma giới chân chính. Bên trong ma giới, ma khí hấp thu tinh hoa vô số năm có thể đản sinh ra một tia linh thức, ngưng kết sinh mạng thể, đó chính là ma sát. Ma sát là sinh mệnh thể thấp nhất ma giới, lại trải qua vô số năm thôn phệ lẫn nhau, lực lượng và linh trí tiến thêm một bước, bước vào đẳng cấp tương đương thập phương thần cảnh của thiên võ giới, gọi là hắc diễm hung hồn sát. Hắc diễm hung hồn sát không chỉ có thể thu nạp ma khí tu luyện, đồng thời cũng thôn phệ ma sát, hơn nữa có cơ hội còn có thể thôn phệ hắc diễm hung hồn sát khác, cứ tu luyện như vậy, cho đến khi lực lượng đột phá, linh trí mở ra toàn bộ, biến thành ma quân. Thí Quân nghe hắn nói thế, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nói. Những chuyện này ngươi biết được từ đâu? Kỳ Thắng Phong ngoài rung động còn cảm thấy kỳ quái, không biết Lý Vân Tiêu làm sao biết, hắn là ma bộc truyền thừa cũng không biết. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi nói cho ta biết ngươi là ma quân cấp mấy, tục truyền hắc diễm hung hồn sát phải thôn phệ 9 con đồng loại, hoặc là thông qua hấp thu ma khí đạt tới lực lượng ngang cấp mới có cơ hội tiến hóa đến ma quân. Mặc dù là ma quân cấp 1 kém nhất, thực lực cũng tương đương với hư cực thần cảnh. Hư cực thần cảnh. Kỳ Thắng Phong hoảng hốt, lúc này vô cùng cảnh giác nhìn qua. Đê đẳng nhất. Thí Quân giận dữ không thôi, hắn như gầm thét lên. Ngươi là sinh vật cấp thấp đáng chết, lại dám nói bổn tọa là ma quân đê đẳng nhất. Lý Vân Tiêu thở ra một hơi, cười nói. Xem ra các hạ cũng chỉ cấp 1. Hành Thích Vua lạnh giọng nói. Mặc dù chỉ là cấp 1, giết các ngươi cũng như giết chết con kiến. Lý Vân Tiêu nói. Vậy sao, nếu như tại ma giới, có thế, nhưng nơi này chính là thiên võ giới, ngươi còn bị giới lực áp chế, nếu không cũng không cần mượn nhờ nguyên đức chống lại giới lực. Sắc mặt Thí Quân đại biến, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nói. Ngươi nói đại bộ phận đều đúng, nhưng có một điểm ngươi tính sai, đó chính là ma quân có thực lực vượt qua hư cực thần cảnh. Trong vũ trụ hỗn độn, tồn tại cấp bậc thực lực cơ bản, phàm là trong tất cả vũ trụ vị diện đều tuân theo bộ pháp tắc này, có quan hệ đối ứng lẫn nhau. Thực lực bổn tọa đối ứng với hư cực thần cảnh của thiên võ giới, nhưng ma giới giới lực đẳng cấp còn cao hơn thiên võ giới, cho nên trong đối xứng ngang nhau, thực lực bổn tọa còn hơn xa hư cực thần cảnh. Linh Mục Địch dường như lần đầu nghe được điểm này, dường như nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ giật mình, không ngừng thì thầm. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Thí Quân tiếp tục nói. Thập phương hắc diễm hung hồn sát cùng ma quân là cùng đẳng cấp, xem như nửa bước ma quân, đối ứng trong trưởng thiên thần cảnh thiên võ giới, nhưng thực lực vượt qua trưởng thiên thần cảnh nhiều. Lý Vân Tiêu nói. Thì tính sao, chút chênh lệch này đã bị giới lực áp chế mất, còn không phải cũng bị chúng ta đánh. Đáng chết. Thí Quân tức giận nói. Nói nhiều như vậy ngươi còn không rõ sao. Mặc dù lực lượng bổn tọa bị giới lực áp chế, cũng có thể so với hư cực thần cảnh của các ngươi. Mà hai người các ngươi, một chỉ có quy chân cảnh, một chỉ có trưởng thiên cảnh mà thôi, làm sao so được với ta?
Lý Vân Tiêu cười nói. Ta cho tới bây giờ chỉ hiểu dùng thực lực nói chuyện, nếu như ngươi có tu vị hư cực thần cảnh, sợ rằng đã sớm ra tay vặn đầu chúng ta rồi, cũng không cần phải lải nhải, hơn phân nửa là không địch lại cho nên nói khoác tăng thêm lòng dũng cảm bản thân. Chết đi! Thí quân cuồng nộ, trực tiếp vứt kỳ thắng phong, một đạo ma khí kích hiện ra, nó mở ra thành hình quạt bao phủ toàn bộ thông đạo. Lý Vân Tiêu không dám khinh thường, một kích này cực kỳ nguy hiểm, có được năng lực giết hắn. Chỉ thấy đâu xuất thiên phong bay ra khỏi bàn tay, hóa thành núi nhỏ ngăn cản trước người, trở thành lá chắn. Oanh! Ngọn núi bị đánh trúng, lại lui mấy trượng, vô số đá vụn và hào quang sáu màu bắn ra chung quanh. Lý Vân Tiêu vốn cho rằng bình yên vô sự, lại bị sơn thể áp lùi một trượng trên không trung, khí huyết trong người chấn động quay cuồng, trên người cũng sinh ra kim quang chớp động. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong đại biến, đâu xuất thiên phong mạnh bao nhiêu hắn biết rõ, thí quân có thể dung chuyển ngọn núi này, quả nhiên kinh thế hãi tục. Hắn không dám khinh thường, quát. Ta liên thủ với ngươi, giết hắn. Hắn giơ ma luân chạm lên, hóa thành thiên minh luân trận chém xuống. Xuy. Thân ảnh thí quân lóe lên, chỉ để lại tàn ảnh bị minh luân chém vỡ. Kỳ Thắng Phong cũng không dám lưu lại, hắn thuấn di sau đó ném ma nguyên tỏa ra ngăn cản. Lý Vân Tiêu cũng thu hồi đâu xuất thiên phong, hai tay bấm niệm pháp quyết, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra, chúng bay múa quanh người. Thân ảnh thí quân từ từ hiện ra, hai tay bấm pháp quyết cổ quái, quát. Diệt! Một đám ma khí kinh người tản ra, hắc mang bao phủ chung quanh, cả không gian không ngừng chấn động dữ dội. Lý Vân Tiêu lại ném đâu xuất thiên phong ra. Tới! Kỳ Thắng Phong thuấn di trốn ra sau ngọn núi, ma khí đâm vào đâu xuất thiên phun. Đá vụn và hào quang bắn tung tóe. Nhưng ma quang mạnh hơn nữa cũng không thể đột phá giới lực. Cả không gian hỗn loạn, trong nháy mắt đâu xuất thiên phong xuất hiện đã hòa hoãn lại. Thí quân hiển nhiên đã bị đâu xuất thiên phong chọc giận, hắn muốn giết hai người trước mặt cho thống khoái. Lý Vân Tiêu thay đổi ấn quyết, thiên kiếm đồ không ngừng quay quanh thân thể, đồng thời tay trái đang ngưng tụ tử lôi. Oanh! Thiên kiếm đồ tiếp một chưởng của thí quân thì tan biến. Lý Vân Tiêu không lùi mà tiến lên, dùng tay trái đánh thẳng vào thí quân. Tử lôi không ngừng quấn quanh bàn tay Lý Vân Tiêu. Bành! Ma trưởng thật lớn bị xuyên thủng, miệng vết thương còn không ngừng mở rộng ra. Một trưởng này đánh tan một nửa uy áp, Lý Vân Tiêu hóa thành lôi đình, hắn xuyên qua cách đó mấy trượng. Giờ phút này Kỳ Thắng Phong cũng ném ngự thiên bảo lục ra, vô số phù văn xuất hiện, hào quang chiếu sáng thế giới, ánh sáng bao phủ thí quân. Thí quân thất bại, hơn nữa bị kích thương, giận tím mặt, hắn gào thét dữ dội. Ầm ầm, phù văn bao phủ đầy trời vỡ vụn, ngự thiên bảo lục biến thành trong suốt, mơ hồ có kim quang hiện ra, nó ngưng tụ áp chế ma khí. Cái gì? Sắc mặt thí quân đại biến, hắn không thể tin nổi cảnh trước mặt này, ngự thiên bảo lục vỡ ra lại có thể áp chế mấy trăm ma sát do hắn biến hóa ra. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong trầm xuống, hắn chém giết vô số ma sát chung quanh. Bành, bành, bành. Khắp nơi đều có tiếng nổ mạnh, ma khí tung hoành, cục diện hỗn loạn không chịu nổi. Nguyên Đức kinh sợ không thôi, ở sau lưng mắng. Ngươi không phải nói dùng lực lượng ngươi, tại thiên võ giới thiên hạ vô địch sao? Vì sao ngay cả hai tiểu lâu la cũng không làm gì được chúng? Câm miệng cho ta. Thí quân giận dữ, quát. Nếu không bị giới lực áp chế, bổn tọa đã sớm đánh chúng phấn thân toái cốt. Nguyên Đức mỉa mai cười lạnh nói. Kẻ thất bại luôn tìm đủ lý do. Câm miệng, câm miệng. Thí quân gào thét liên tục, gương mặt vặn vẹo nói. Nếu bổn tọa thích ứng giới lực, ta sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn đầu tiên. Nguyên Đức hừ lạnh nói. Đợi ngươi có mạng sống qua hôm nay rồi nói, ta xem ngươi hơn phân nửa sẽ bị chúng giết. Thí quân tức giận muốn ngất đi, rít gào nói. Nói thêm một câu ta sẽ giết ngươi. Cùng lắm thì quay về ma giới. Nguyên Đức lập tức không lên tiếng, nhắm mắt lại. Đột nhiên trên không trung có huyễn quang, hóa ra hàng trăm hàng ngàn bóng kiếm, giống như mưa nặng hạt. Lý Vân Tiêu cầm trường kiếm trong tay, chín đóa hoa sen nở rộ ra, hoành trước người, tuôn ra cường quan chói mắt chém thẳng xuống một kiếm. Kiếm chạm tinh thần. Trong chốc lát vô số kiếm quang thất sắc, trở nên ảm đạm, chúng co rút vào giữa chín đóa hoa sen. Dính vào thân kiếm sau đó chém ra. Đó là... Thí quân dường như bị ai đó bóp cổ, thất thố hét ầm lên.
Nghê Hồng Thạch, mẹ ơi, dĩ nhiên là Nghê Hồng Thạch. Ánh mắt của hắn mở to lên, trên mặt hoảng hốt kinh hồn mất phách, một kiếm kinh khủng này còn cách người vài trượng mới tỉnh táo lại. Băng sát tâm diễm cực nóng, nó muốn thiêu đốt tất cả những gì ngăn cản đường nó đi. Thí quân nhìn chằm chằm vào chín đóa hoa sen, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời, quát. Thật sự là Nghê Hồng Thạch, ha ha, quá tốt. Ầm ầm, thời điểm hắn đang vui mừng đã né tránh không kịp, bị kiếm kia chém thẳng vào người. Sau đó chín đóa hoa sen dung hợp nhất thể, lăng không nở rộ trên không trung. Ánh sáng chói lóa thôn phệ thí quân vào trong. Ầm ầm long, hào quang không ngừng sinh ra tiếng nổ, khe hở không gian cũng bị cắn nuốt và thiêu đốt. Kỳ Thắng Phong sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn uy lực một kiếm kia, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, nói. Chết sao? Lý Vân Tiêu ngực phập phồng lợi hại, một kiếm này tiêu hao quá nhiều lực lượng của hắn, nhìn chằm chằm vào hào quang bên kia, nói. Còn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Đồng tử Kỳ Thắng Phong co rụt lại, lúc này giơ đại kiếm lên, một kiếm hóa ra trăm vạn ngọc long, chúng gầm gừ gào thét lao thẳng tới trước. Ầm ầm, vô số ngọc long bị băng sát tâm diễm thiêu đốt, cả khe hở thông đạo cũng bị một kích này xé rách, xuất hiện khe hở mới dài cả trăm trượng. Một đạo hắc quang nổ tung, nó dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay chạy vào trong ma giới. Lý Vân Tiêu dùng diệu pháp linh mục quan sát, thân thể lóe lên thuấn di tới trước, đuổi theo thí quân, đánh ra một chưởng thật mạnh. Trong lòng bàn tay ngưng tụ tử lôi, hắn giáng xuống một chưởng thật mạnh. Phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể thí quân đâm vào giới bích của ma giới, thân thể nguyên đức đưa mặt về phía mọi người. Ngực bị tử lôi đánh xuyên qua tạo thành cái động lớn. A, à, Nguyên Đức dường như vô cùng thống khổ, gương mặt không ngừng vặn vẹo, quát. Đáng chết a, lại lấy ta làm kiên chắn, ngươi là lâu la hèn mọn, nhanh chóng cút ra khỏi người ta. Thí quân không nói một lời, thân hình dán vào giới bích, không ngừng vặn vẹo. Kỳ Thắng Phong đang muốn ra tay bổ thêm một đao, Lý Vân Tiêu ngăn cản hắn, nói. Chờ một chút. Hai người nhìn qua thí quân, nhìn thấy thân hình của hắn dung nhập vào giới bích được 1/3. Kỳ Thắng Phong cả kinh nói. Hắn muốn chạy trốn. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Cho hắn đi thôi, hắn chỉ là một trong đám ma quân ở giới bích mà thôi, giết hắn ý nghĩa cũng không lớn, chúng ta nên quan sát hắn cần bao lâu mới có thể vượt qua. Kỳ Thắng Phong cũng tán thành cách nói của Lý Vân Tiêu, lặng lặng quan sát. Thân thể thí quân dung nhập được một nửa. Hắn xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào hai người, dường như muốn ghi nhớ dung mạo hai người này vào đầu vĩnh viễn. Ánh mắt của hắn cuối cùng nhìn qua kiếm trong tay Lý Vân Tiêu, lộ ra thần sắc khát vọng yêu dị, duỗi đầu lưỡi màu đỏ ra liếm môi. A à, Nguyên Đức hét lên thống khổ, tức giận nói. Nhanh, nhanh cút ra khỏi thân thể ta. Thân thể thí quân đã dung nhập vào giới bích hoàn toàn, thân thể Nguyên Đức cũng chạm vào giới bích, không có bất kỳ âm thanh gì. Trơ mắt nhìn hắn bị giới lực nghiền áp, hóa thành ma khí nguyên thủy nhất. Nội tâm hai người chấn động, một tên cường giả đăng phong tạo cực đã chết như thế. Một gã cường giả đăng phong tạo cực, phó hội trưởng hóa thần hải, cứ như vậy biến mất không có chút động tĩnh gì. Thật lâu, Kỳ Thắng Phong mới hừ một tiếng, nói. Chơi lửa có ngày bị lửa thiêu. Lý Vân Tiêu lâm vào trầm tư, nói. Vì sao dùng lực lượng nguyên đức chạm vào giới lực thì lập tức chết đi, thí quân từ ma giới đi tới đây, trên giới bích còn có rất nhiều gương mặt người, chúng không ngừng thẩm thấu giới lực, chúng làm sao làm được? Kỳ Thắng Phong sững sờ nói. Ta cũng không nghĩ tới, nhưng trong thánh vực cùng hóa thần hải mới có tư liệu như vậy, chờ ta về lại tra xem. Mà nghiệt đồ kia hơn phân nửa biết chút gì đó. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Lỗ Thông Tử tất nhiên biết rõ. Hơn nữa thí quân và Nguyên Đức dính vào nhau hắn cũng biết được, gây chuyện không tốt thí quân có thể xuyên qua giới lực là nhờ công lao của Hoan. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong âm trầm như nước, lạnh giọng nói. Nhiệt đồ này thật lớn mật, cái gì cũng dám chơi. Hắn đã to gan như vậy, chắc chắn có cảm giác mình đã nắm tất cả. Trong mắt của hắn bắn ra tinh quang, nói. Không bằng ta và ngươi liên thủ tiêu diệt nhiệt đồ đó đi. Lý Vân Tiêu đã giật mình. Vội nói, ngàn vạn không được, không nói đến chúng ta liên thủ có thể giết hắn hay không, cho dù có thể, tổng trưởng hóa thần hải vừa chết, tất nhiên sẽ làm thiên hạ xôn xao, có sẽ làm hóa thần hải sụp đổ. Kỳ Thắng Phong khó chịu phất tay áo một cái, khẽ nói.
Ngươi làm việc do dự, băn khoăn quá nhiều. Có sao? Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi. Kỳ Thắng Phong nói. Hiện tại Nguyên Đức đã chết, nhiệt đồ này sớm muộn gì cũng tìm chúng ta, không bằng tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Lý Vân Tiêu cười nói. Đại nhân quay lại hóa thần hải vốn chính là muốn đối phó hắn, còn sợ hắn tìm tới tận cửa sao? Kỳ Thắng Phong nói. Ta đánh giá thấp thực lực nhiệt đồ này, vừa rồi trong Thiên Uyên, nếu không phải lão hữu thi triển thân ngoại hóa thân, sợ là hắn đã ra tay. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Hảo hữu đại nhân, có thể uy hiếp Lỗ Thông Tử. Kỳ Thắng Phong nói. Mộng Linh chân quân. Cái gì, là hắn, khó trách. Lý Vân Tiêu thần sắc biến hóa mấy lần, Mộng Linh chân quân hắn chỉ nghe nói qua, là người thần bí nhất trong thánh vực. Đại nhân sợ Lỗ Thông Tử biết được Mộng Linh chân quân rời khỏi, trực tiếp dùng át chủ bài đại chiến sao? Nếu thật sự là như thế, với lực lượng của ta và Bạc Vũ Kình thật sự không cách nào chống lại được. Kỳ Thắng Phong lo lắng, vốn tin tưởng 10 phần đi tới hóa thần hải, hiện tại xem ra tình thế còn hỏng bét hơn hắn nghĩ nhiều. Hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu, ánh mắt khẩn trương, nói. Ta biết rõ trong thánh khí của ngươi có nhiều cường giả, nếu như có thể giúp ta, hơn phân nửa có thể chống lại hắn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đại nhân quá để mắt ta, tồn tại như thí quân, không biết còn có mấy tên đang ở trong thiên võ giới, nếu như tầm 10, chỉ sợ thiên hạ không ai gánh nổi. Chi? Kỳ Thắng Phong đã giật mình, cả kinh nói. Tầm 10, ngươi đừng dọa ta. Lý Vân Tiêu nói. Nếu có một ma quân có thể phá giới đi ra, vì sao không có thứ hai, đệ tam? Đại nhân cứ như vậy xác định hành thích vua là duy nhất một. Kỳ Thắng Phong nghe cách nói của Lý Vân Tiêu làm sợ ngây người, nhưng cũng có khả năng này. Những ma quân này xuất hiện tại thiên võ giới, chuyện đầu tiên cần làm chính là vượt qua uy áp giới lực. Từ tình huống Nguyên Đức mà nhìn, bọn chúng sẽ phụ thân lên người ma tu, dùng cách này thích ứng giới lực thiên võ giới. Hai người đồng thời biến sắc. Dường như nghĩ đến cái gì, lúc này lộ ra thần sắc hoảng sợ. Kỳ Thắng Phong trầm giọng nói. Ngươi nói. Hắn muốn nhìn Lý Vân Tiêu có chung suy nghĩ với hắn hay không? Lý Vân Tiêu nuốt nước bọt, nói. Hẳn là Lỗ Thông Tử truyền bá ma công ra ngoài, khiến cho ma tu tăng lên mãnh liệt, là vì. Hai người thấy nội tâm lạnh giá. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong vô cùng khó coi, hiển nhiên hắn cũng là nghĩ đến điểm này. Khục khục. Phi Dương và Sư Tôn quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, không hổ là tâm phúc đại họa của ta. Một tiếng nói giả nua vang lên bên tai hai người. Lý Vân Tiêu và Kỳ Thắng Phong toàn thân run lên, chỉ cảm thấy nội tâm sợ hãi, không cảm nhận được chút nhiệt độ nào. Chỉ thấy trong khe hở thông đạo, Lỗ Thông Tử lẳng lặng đứng ở đó, sắc mặt an tường, trên người lộ ra khí tức tang thương cổ xưa, còn có khí tức thượng vị giả làm người ta hâm mộ. Nhiệt đồ! Ngươi thật sự cái gì cũng dám làm, ngươi muốn trở thành tội nhân thiên cổ sao? Kỳ Thắng Phong nổi giận, sắc mặt tái nhợt. Lỗ Thông Tử nói. Sư Tôn nói lời này là muốn ta lưu danh thiên cổ sao? Đồ nhi thật cao hứng vì được Sư Tôn tán dương như vậy. Lý Vân Tiêu nói. Thuật trưởng đại nhân, vì sao phải làm như vậy, chẳng lẽ không sợ tu ma công tẩu hỏa nhập ma sao? Lỗ Thông Tử cười nhạt một tiếng, nói. Đã luyện ma công. Tự nhiên chính là nhập ma. Kỳ Thắng Phong kinh ngạc đứng ở đó, nhìn qua Lỗ Thông Tử, thật lâu mới nói. Đồ nhi ta a, phòng ấn nơi đây lại, cũng phái trọng binh gác, vi sư sẽ mang sư đệ ngươi rời khỏi hóa thần hải, vĩnh viễn không hề bước vào một bước. Lý Vân Tiêu giật mình, Kỳ Thắng Phong nói lời này chẳng khác gì nhận thua, mang trọn hóa thần hải giao cho Lỗ Thông Tử. Nhưng như vậy thật tốt sao? Nếu là trước kia, hắn tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy. Nhưng bây giờ hắn hiểu Lỗ Thông Tử quá sâu, hóa thần hải sao có thể giao cho người như vậy chứ? Ta thà rằng cho Kỳ Thắng Phong cầm quyền còn tốt hơn. Lỗ Thông Tử cười nói. Sư Tôn đang tức giận Đồ Nhi rồi, muốn cả đời không gặp Đồ Nhi nữa sao? Còn nữa, Sư Tôn nguyện ý rời khỏi, sư đệ thì sao? Hắn thật nguyện ý sao? Kỳ Thắng Phong cau mày nói. Ngươi có ý gì? Lỗ Thông Tử mỉm cười không đáp. Trong thông đạo phía sau có một đạo thân ảnh dần dần xuất hiện, đúng là Bạc Vũ Kình, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, dường như cứng đờ. Kỳ Thắng Phong cả kinh nói. Vũ Kình, ngươi! Bạc Vũ Kình chết lặng nói ra. Nếu sư tôn phải đi, đệ tử sẽ không theo sư tôn,
lưu ở nơi đây tương trợ sư huynh, tranh thủ khai sáng sự nghiệp, làm sư tôn vẻ vang. Kỳ Thắng Phong. Hắn tức giận nhìn về phía Lỗ Thông Tử, nói. Nhiệt đồ, ngươi đã làm gì với hắn? Lỗ Thông Tử nói. Đệ tử cái gì cũng không có làm, chỉ mang chuyện năm đó nói rõ từ đầu tới cuối mà thôi. Kỳ Thắng Phong biến sắc, lạnh lùng nói. Chuyện gì, ngươi thêu dệt vô cớ cái gì? Lỗ Thông Tử kinh ngạc nói. Sư tôn cũng không biết là chuyện gì, vì sao lại biết ta thêu dệt vô cớ? Kỳ Thắng Phong mặt âm trầm, nhìn qua phía Bạc Vũ Kình, nói. Ta không biết nhiệt đồ này nói cho ngươi cái gì, ngươi ngàn vạn không nên bị hắn khiêu khích quan hệ sư đồ chúng ta. Bạc Vũ Kình nhàn nhạt nói ra. Cũng không có khiêu khích cái gì, chuyện năm đó kỳ thật ta cũng hiểu rõ, có sư phó cùng sư huynh thông minh cái thế như vậy, ta biến thành vật thí nghiệm của các ngươi cũng rất bình thường. Nói thực, hận ý của ta với sư tôn và sư huynh không có mãnh liệt như thế. Kỳ Thắng Phong sững sờ một chút, lập tức trầm mặc không nói. Lỗ Thông Tử nói. Năm đó sư tôn ngươi bị cực âm thân thể hấp dẫn, muốn cầm Đồ Nhi làm đỉnh lô, lại không nghĩ bị Đồ Nhi nhìn thấu. Nhưng Đồ Nhi cũng rất muốn biết cực âm thân thể rốt cuộc là như thế nào, vì vậy tương kế tựu kế cho sư đệ đứng ra. Về sau sở dĩ trở mặt thành thù, sớm động thủ, thật sự cũng không phải vì cứu sư đệ, hoặc là cảm nhận được uy hiếp gì đó, mà là vì Đồ Nhi trong lúc vô tình phát hiện ra khe hở này. Kỳ Thắng Phong và Bạc Vũ Kình đều biến sắc, Bạc Vũ Kình càng dãy giụa sau đó khôi phục bình thường. Kỳ Thắng Phong cắn răng nói. Thì ra là thế, ta cũng vẫn cảm thấy kỳ quái. Mặc dù ngươi nhìn thấu cực âm thân thể, dường như động thủ quá sớm rồi, còn tưởng rằng là ngươi tâm tính không đủ, hoặc là vì cảm nhận được sát ý của sư tôn đấy. Lỗ Thông Tử lạnh nhạt cười nói. Sát ý của sư tôn đệ tử biết rõ, hơn nữa biết rõ cực âm chi thân nếu luyện thành. Sợ sẽ cầm Đồ Nhi khai đao đầu tiên, nhưng Đồ Nhi không sợ chuyện này. Kỳ Thắng Phong tức giận hừ nói. Không hổ là người làm ta kiêng kỵ, rất đáng khen. Lỗ Thông Tử nói. Sư tôn quá khen, về sau sư tôn đã chết thua chạy, Vũ Kình rơi vào trong tay của ta. Đồ Nhi không dám ngỗ nghịch nguyện vọng sư tôn, lập chí muốn hoàn thành cực âm thân thể, cho nên đã cho Vũ Kình tiếp tục. Sắc mặt Bạc Vũ Kình run rẩy, bi thương nói ra. Nhưng mà sư tôn cùng sư huynh lợi dụng ta, ta lòng dạ biết rõ. Chẳng qua là thời điểm có chuyện, cho dù là sư tôn vẫn còn hay sư huynh khống chế, nếu như ta biểu hiện không muốn hoặc bị nhìn thấu, ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Kỳ Thắng Phong cảm thấy áy náy, dường như lương tâm bộc phát, nói. Năm đó sư tôn thật có thẹn cho ngươi, nhưng hiện tại tuyệt không có lòng hại ngươi, ngươi tốt nên đi theo sư tôn, đi theo nhiệt đồ này sẽ không có kết quả tốt. Bạc Vũ Kình cũng không có phản ứng, mà tiếp tục nói ra. Tu luyện cực âm thân thể, ta cũng cảm nhận được rất nhiều vấn đề, nhưng những vấn đề kia ta đều có thể vượt qua, nhưng mà ta chưa bao giờ lộ ra ngoài. Một khi ta biểu hiện ra thích ứng với nghệ thạch, tu luyện thành cực âm chi thân, sợ rằng mạng của ta cũng tới hạn rồi. Cho nên cho tới nay, không thể thành tựu âm cực chi thân mấu chốt, thực sự không phải là công pháp tồn tại chỗ thiếu hụt, mà là vì ta một mực đều tại mâu thuẫn a. Kỳ Thắng Phong và Lỗ Thông Tử, thậm chí là Lý Vân Tiêu nghe hắn cũng sững sờ, vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là bất đắc dĩ và bi ai, rõ ràng có thiên phú tuyệt thế, có thể tu luyện thành cực âm thần thể, bước vào thân thể thành thánh, nhưng bởi vì có một sư phó cùng sư huynh như vậy, ngày thân thể thành thánh chính là ngày chết của mình. Bạc Vũ Kình nhìn qua hai người, nói. Cho nên ta không ngừng phá hủy kinh mạch bản thân, ngăn cản dung hợp, thẳng tới sau này thân thể sụp đổ. Rốt cục xuất hiện kháng cự với nghệ thạch, chính thức xảy ra vấn đề. Nhưng lúc ấy ta thật sự cao hứng, bởi vì không cần luyện cực âm thần thể, ta cũng có thể sống sót. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong hết sức khó coi, xấu hổ cúi đầu xuống. Lỗ Thông Tử vẫn bình tĩnh, đột nhiên cười nói. Chậc chậc, sư đệ a sư đệ, sư huynh vẫn xem thường ngươi đấy. Không thể ngờ ngươi có tâm cơ và nhẫn nại này, ha ha, không hổ là đồ đệ của sư tôn. Không hổ là sư đệ Lỗ Thông Tử ta. Bạc Vũ Kình nói. Có tâm cơ và kiên nhẫn thì như thế nào, cũng chỉ có thể tham sống sợ chết kéo dài hơi tàn trước trí tuệ của sư huynh mà thôi. Lỗ Thông Tử khen. Chuyện này cũng đã rất khó được, ít nhất ngươi có thể lừa gạt sư tôn và sư huynh ngươi. Kỳ Thắng Phong nói. Đã như vậy, ngươi không đi theo vi sư cũng không nói cái gì nữa.
Nhưng ngươi vì sao phải đi theo nghiệt đồ này? Tê Rồng mắt bạc Vũ Kình hiện ra một tia thần thái, nói. Ta không theo chân hắn, ta tự đi theo mình. Trước khi tu luyện cực âm thần thể, đó là thời gian vui vẻ nhất đời ta. Về sau mỗi ngày sống trong kinh hồn táng đảm, sợ mình không cẩn thận luyện thành thần thể, bị sư phó cùng sư huynh đoạt đi. Về sau phiêu lưu tới Đông Hải, một lòng cầu phương pháp, hy vọng có thể chỉ tổn thương và hủy căn cơ năm xưa. Hiện tại, ta muốn tạo ra một bản thân mình, trở lại bạc Vũ Kình chân chính. Kỳ Thắng Phong dường như hiểu cái gì, nói. Ngươi nói là muốn ở lại cái khe này tu luyện ma công. Bạc Vũ Kình kiên định nói. Đúng vậy, ta có được nghê thạch, có gì thích hợp hơn tu luyện ma công chứ? Từ hôm nay trở đi, ta muốn bắt đầu đi con đường của mình, con đường cường giả của bạc Vũ Kình ta, mà không phải tiếp tục sinh hoạt trong bóng mờ và sợ hãi của các ngươi. Kỳ Thắng Phong trầm mặc không nói, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Vân Tiêu cũng động dung, nói. Ngươi nghĩ như thế ta hiểu được, nhưng ngươi lưu ở nơi đây, ngươi cảm thấy có thể chống lại Lỗ Thông Tử sao? Tất nhiên sẽ lọt vào khống chế của hắn lần nữa. Bạc Vũ Kình lắc đầu nói. Không có người nào có thể khống chế ta, cái khe này là sư huynh kiến tạo ra, để báo đáp lại, ta sẽ cam tâm tình nguyện làm một việc cho hắn. Nhưng nếu ta không muốn, hắn cũng không ép buộc ta. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ngươi thực sự tự tin như vậy sao? Ngươi có tự tin vào đâu? Bạc Vũ Kình nói từng chữ. Bởi vì thân thể và căn cơ của ta đã được chữa trị, chỉ cần đợi một thời gian, ta cũng có thể bước vào cực âm chi thân thể đại thành,